Chương 555 không muốn sống nữa sao? Giống tên này thanh niên như vậy a miêu a cẩu, Trương Huyền thấy thật sự là quá nhiều, căn bản là không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra Mưa Thu mẫu thân, lo lắng không thôi, chẳng sợ Trương Huyền cùng Tiểu Ngũ nhận thức, việc này đều xử lý không tốt a, rốt cuộc tên này thanh niên phụ thân, cũng không phải dễ chọc, chẳng sợ liền Tiểu Ngũ cũng không dám ở đối phương trước mặt như thế nào kiêu ngạo. Thanh niên phụ thân Ngô Cùng Dương, ở thành phố núi, bị nhân xưng làm là thành thượng hoàng, có thể thấy được này thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Thanh niên vẻ mặt dữ tợn lấy ra điện thoại, trực tiếp bắt cái dãy số đi ra ngoài, hướng trong điện thoại quát, ta bị người đánh, tại thế giới khách sạn. Thanh niên cắt đứt điện thoại sau, dùng tay chỉ Trương Huyền, bao gồm Mưa Thu cùng Mưa Thu mẫu thân, mở miệng nói, các ngươi chờ, một cái đều chạy không được. Thế giới khách sạn tầng cao nhất, có một gian phi thường xa hoa phòng họp. Này gian phòng họp tiền thuê, tam vạn nhất thiên. Lúc này, này phòng họp chung, đang ngồi bốn người. Chuẩn xác mà nói, là ba người ngồi, một người đứng, đứng người nọ, đúng là thành phố núi nhà giàu số một nhi tử, Tiểu Ngũ. Mà ngồi ở làm thượng ba người, phân biệt chính là thành phố núi nhà giàu số một, Ngũ Lập, cùng với thế giới khách sạn một người cổ đông, Ngô Cùng Dương, này hai người, giờ phút này đều không có ngồi ở chủ tọa thượng. Mà là ngồi ở này phòng họp nhất cuối cùng địa phương, giờ phút này chính vẻ mặt cung kính nhìn ngồi ở chủ tọa người trên. Phí Lôi Tư tiên sinh, ngài lời nói, chúng ta đều nhớ kỹ. Ngô Cùng Dương thật cẩn thận mở miệng. Ngồi ở này phòng họp chủ tọa, đúng là Phí Lôi Tư. Phí Lôi Tư gia tộc sản nghiệp, có thể nói là trải rộng toàn cầu, ở đâu đều có thể nhìn đến bọn họ gia sản nghiệp thân ảnh, liền tỷ như này thành phố núi tài chính giới lớn nhất hai nhân vật. Bọn họ sau lưng lớn nhất đầu tư phương, đồng dạng là Phí Lôi Tư gia tộc. Ở rất nhiều khổng lồ sản nghiệp liên giữa, đều có một câu, trên thế giới này, đã không có ngân hàng, có chỉ là Phí Lôi Tư gia tộc, có thể thấy được, Phí Lôi Tư gia tộc, ở này đó nhân tâm chung, có được cái dạng gì địa vị. Phí Lôi Tư tiên sinh, xin hỏi chúng ta khi nào may mắn có thể nhìn thấy vị kia đại nhân? Thành phố núi nhà giàu số một Ngũ Lập thật cẩn thận hỏi. Ở Ngũ Lập hỏi ra vấn đề này sau, Ngô Cùng Dương cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Phí Lôi Tư. Các ngươi tưởng cái gì đâu? Phí Lôi Tư một bộ xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn Ngũ Lập cùng Ngô Cùng Dương, chờ các ngươi đem ta lần này giao đãi sự tình làm tốt, suy nghĩ những việc này đi, ngươi phải nghĩ kỹ, có một số người, không phải các ngươi muốn gặp là có thể thấy, minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch, Ngũ Lập cùng Ngô Cùng Dương liên tục gật đầu. Được rồi, sự tình cứ như vậy đi, nhớ kỹ. Gần nhất có bất luận cái gì xí nghiệp, một khi có cái gì đại động tĩnh, đều phải kịp thời hội báo, biết sao. Phí Lôi Tư lại lần nữa giao đãi một tiếng, hắn lần này tới, chủ yếu chính là điều tra lần trước Quang Minh Đảo bị tập kích sự. Hiện tại thời gian đã qua đi hơn 20 thiên, nhưng tập kích Quang Minh Đảo thế lực, vẫn là một chút manh mối đều không có, Phí Lôi Tư chỉ có thể từ nhất cơ sở sản nghiệp liên bắt đầu tra xét, kia vận dụng mấy trăm giá chiến cơ, sở yêu cầu kinh phí là thật lớn, này đó kinh phí. Kia nhất định là từ các sản nghiệp liên chung rút đi ra tới, người thường là tại đây sản nghiệp liên chung rất khó nhìn ra cái gì, nhưng Phí Lôi Tư gia tộc quá lớn, một ít thật nhỏ số liệu kết hợp đến cùng nhau, có thể cho Phí Lôi Tư nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Phí Lôi Tư tiên sinh, ngài yên tâm, Ngũ Lập đáp. Vậy như vậy, Phí Lôi Tư đứng dậy, ta còn có việc, liền đi trước, ngươi. Phí Lôi Tư lời nói mới vừa nói một nửa, một trận chói tai tiếng chuông, ở phòng họp chung vang lên. Ở tiếng chuông vang lên nháy mắt, Ngũ Lập cùng Ngô Cùng Dương, cùng thời gian chiều đứng ở một bên Tiểu Ngũ trên người nhìn lại, này di động tiếng chuông, đúng là từ nhỏ Ngũ này truyền đến. Làm gì đâu, không có quy củ đồ vật, cút đi. Ngũ Lập vội vàng quát lớn một tiếng, đồng thời đối Phí Lôi Tư đầu đi kỳ hảo tươi cười, Phí Lôi Tư tiên sinh, khuyển tử không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Ngô Cùng Dương, còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Tiểu Ngũ. Ngô Cùng Dương bị nhân xưng làm thạch thượng hoàng, mặt ngoài, hắn cùng Ngũ Lập quan hệ không tồi, là hợp tác đồng bọn, trên thực tế, hai người đều xem đối phương khó chịu, chờ đợi ngày nào đó đối phương rơi đài. Này Phí Lôi Tư tiên sinh chính nói chuyện đâu, kết quả bị Tiểu Ngũ tiếng chuông đánh gãy, khẳng định chọc đến Phí Lôi Tư tiên sinh không vui. Không có việc gì, Phí Lôi Tư vẫy vẫy tay, người tiếp người điện thoại. Nhiều, đa tạ Phí Lôi Tư tiên sinh, Tiểu Ngũ cúi đầu khom lưng. Trả lời Phí Lôi Tư nói khi, thanh âm đều ở phát run, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần vị này Phí Lôi Tư tiên sinh có một chút không vui, chính mình ra này đó sản nghiệp, liền sẽ tức khắc hôi phi yên diệt.
Tiểu Ngũ tiếp khởi điện thoại, nghe xong hai tiếng, ngay cả vội đem điện thoại cắt đứt, hắn nhìn về phía Ngũ Lập, há miệng thở dốc, không nói gì. Vậy các ngươi nhà mình sự, các ngươi liền trước lưu, ta liền đi trước. Phí Lôi Tư thấy Tiểu Ngũ một nhà có chuyện muốn nói, liền không nhiều quấy rầy. Trên thực tế, Phí Lôi Tư người này, vẫn là thực dễ nói chuyện, chỉ là hắn thân phận quá cao, làm rất nhiều người đối đãi hắn thời điểm, đều thật cẩn thận, sợ có một chút đắc tội. Phí Lôi Tư lời này, khiến cho Ngũ Lập hiểu lầm, Ngũ Lập tưởng Phí Lôi Tư cảm thấy chính mình đem hắn coi như người ngoài, có chút lời nói không ở trước mặt hắn nói, đương trường hướng Tiểu Ngũ quát lớn nói, có thứ gì liền nói, biệt nữ vặn tàng tàng. Không phải, ba, Tiểu Ngũ nhìn mắt Ngô Cùng Dương, nói, cái kia, Ngô Tử Hoa ở giải trí khu bị người đánh. Cái gì, vừa mới còn vui sướng khi người gặp họa Ngô Cùng Dương một chút liền đứng lên, Ngô Tử Hoa, nhưng chính là con hắn, hắn liền như vậy một cái con trai độc nhất. Phí Lôi Tư lắc lắc đầu, những việc này, đặt ở hắn trong mắt, cái gì đều không tính, mấy năm nay, đi theo Trương Huyền Nam chinh bắc chiến, sinh tử nhìn quen, loại này ai 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 bị đánh sự, ở hắn nghe tới. Liền cùng tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau, nhàm chán đến cực điểm. Phí Lôi Tư thấy Ngô Cùng Dương trên mặt sốt ruột bộ dáng, ra tiếng nói, được rồi, người nhi tử bị đánh, cũng đừng ngồi ở này, đi xử lý đi. Tạ Phí Lôi Tư tiên sinh, tạ Phí Lôi Tư tiên sinh. Ngô Cùng Dương liên tục gật đầu. Đi thôi, cùng nhau xuống lầu. Phí Lôi Tư đi đến phòng họp trước cửa. Tiểu Ngũ vội vàng thế Phí Lôi Tư kéo ra phòng họp đại môn. Tại thế giới khách sạn giải trí khu, rất nhiều thế giới khách sạn bảo an đã đuổi lại đây, đem Trương Huyền ba người bao quanh vây quanh. Ngô Tử Hoa xoa khóe miệng vết máu, đầy mặt oán hận trừng mắt Trương Huyền, tiểu tử, ta hắn sao hôm nay muốn ngươi chết. Trương Huyền nhìn vây quanh ở chính mình bên người bảo an, ra tiếng nói, đem các ngươi lão bản gọi tới đi. Trương Huyền muốn cho Tiểu Ngũ lại đây, này đó bảo an, hắn không bỏ ở trong mắt, Ngô Tử Hoa, hắn đồng dạng không bỏ ở trong mắt. Chủ yếu chính là lo lắng mưa thu cùng mưa thu mẫu thân về sau sinh hoạt, cho nên còn phải Tiểu Ngũ tới giải quyết việc này. Hắn sao, lão tử chính là khách sạn này lão bản. Ngô Tử Hoa chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Cũng vào lúc này, cửa thang máy khai. Ngô Cùng Dương vẻ mặt phẫn nộ từ thang máy đi ra, giống lớn nói, ai động ta nhi tử, không muốn sống nữa sao. Chương 556 không thể trêu vào. Ngô Tử Hoa vừa thấy đến Ngô Cùng Dương. Giống như là thấy cứu tinh giống nhau, ba, người cũng không thể buông tha người này a. Người xem ta mặt. Ngô Cùng Dương nhìn đến chính mình nhi tử kia mặt mũi bầm dập bộ dáng, giận sôi máu, đẩy ra đám người, đi nhanh chiều bị bảo an vây quanh Trương Huyền đi đến, tiểu tử, người dám đánh ta nhi tử. Trương Huyền nhún vai, rõ ràng, ta đã đánh. Người hắn sao muốn chết? Ngô Cùng Dương phẫn nộ nhìn chằm chằm Trương Huyền, tại đây thành phố núi, còn không có người dám ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo. Cùng Ngô Cùng Dương cùng từ thang máy xuống dưới Ngũ Lập, vừa thấy Ngô Tử Hoa ở nhà mình khách sạn bị người đánh, vội vàng đi lên trước tới, mặc kệ hắn như thế nào cùng Ngô Cùng Dương tranh đấu gay gắt, trường hợp công tác vẫn là phải làm tốt, việc này chính mình như thế nào cũng được với đi nói thượng hai câu. Ngũ Lập vừa mới đi phía trước đi một bước, liền phát hiện chính mình bị người giữ chặt, quay đầu nhìn lại, liền thấy chính mình nhi tử chính lôi kéo chính mình cánh tay, đối chính mình không ngừng lắc đầu. Ba, người này chúng ta không thể trêu vào, Tiểu Ngũ rất nhỏ thanh đối Ngũ Lập nói. Không thể trêu vào, Ngũ Lập vẻ mặt nghi hoặc, hắn thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, chính mình nhi tử là cái gì tính cách, Ngũ Lập lại rõ ràng bất quá, ngay cả chính mình nói, hắn đều không sao nghe, hiện tại lại chủ động nói không nên lời không thể trêu vào này ba chữ. Ba, ngươi làm hắn đi thôi, Ngô Tử Hoa đắc tội người này, hắn hủy hoại. Tiểu Ngũ vô cùng khẳng định nói. Ngô Tử Hoa ra tuy rằng thực lực đại, nhưng cùng Bạch Lão Đại, đó là tuyệt đối so với không được, vị này chính là Bạch Lão Đại đại ca. Tiểu Ngũ không có ngoài ý muốn Trương Huyền sẽ xuất hiện ở chỗ này, ở trong lòng hắn, Mưa Thu chính là Trương Huyền nữ nhân, đến xem cũng là bình thường. Ngũ Lập nghe xong chính mình nhi tử nói, ngừng bước chân, không có trở lên trước, nhưng hắn trong lòng vẫn là nghi hoặc, người thanh niên này, ăn mặc giống nhau, dựa vào cái gì làm Ngô Cùng Dương không thể trêu vào. Ngô Tử Hoa thấy chính mình cha tới, tự tin càng là đủ, tiểu tử, người hắn sao vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Lại kiêu ngạo một cái ta nhìn xem a. Mưa Thu mẫu thân đứng ở Trương Huyền phía sau, lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng nói, tiểu Trương, đây là Ngô Cùng Dương a, thành phố núi người lợi hại nhất chính là hắn,
chúng ta không thể trêu vào. Không có việc gì, Trương Huyền hướng Mưa Thu mẫu thân làm cái yên tâm mỉm cười. Không có việc gì, chọc lão tử, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ngô Tử Hoa hét lớn một tiếng, hướng chung quanh bảo an nói, các ngươi hắn sao làm gì đâu. Còn không đem người này cho ta bắt lại. Những cái đó bảo an vừa nghe, liền phải đối Trương Huyền động thủ. Dừng tay, ta xem ai dám động, tiểu ngũ thanh âm, từ đám người ngoại vang lên. Liền thấy tiểu ngũ đẩy ra đám người, chiều bên này đi tới. Ngô Tử Hoa mày nhăn lại, họ Vân Vân, ngươi có ý tứ gì? Ngô Tử Hoa đồng dạng là thành phố núi một thiếu, cũng không sợ tiểu ngũ. Tiểu ngũ hướng Ngô Tử Hoa ha hả cười, mở miệng nói, Ngô Tử Hoa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ đi, hôm nay việc này, nếu ta không đoán sai, hẳn là ngươi trước gây chuyện. Tiểu ngũ nói cho hết lời, hướng Trương Huyền gật gật đầu, kêu một tiếng Trương ca. Ngô Tử Hoa xem tiểu ngũ thế nhưng chịu giúp Trương Huyền xuất đầu, có chút ngoài ý muốn, bất quá này không đại biểu, hắn liền chuẩn bị đem chuyện này tính, nếu có thể tính, hắn Ngô đại thiếu về sau còn như thế nào ở thành phố núi đãi, nếu có thể tính, phụ thân hắn Ngô Cùng Dương, lại như thế nào sẽ bị người coi là Thạch Thượng Hoàng. Tại đây thành phố núi, ngay cả một tay, cũng không dám dễ dàng đắc tội Ngô Cùng Dương. Ngũ Lập, quản quản con của ngươi, Ngô Cùng Dương hướng đám người ngoại Ngũ Lập bất mãn nói. Ngươi mau cầm miệng đi ngươi, Ngô Cùng Dương thanh âm vừa mới lạc, tiểu ngũ liền ra tiếng dỗi trở về, các ngươi tại đây hô to gọi nhỏ, không đem chúng ta ngũ ra để vào mắt. Ta xem hôm nay ai có thể đụng đến ta Trương ca một chút. Tiểu ngũ nói, làm Ngô Cùng Dương sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngũ Lập nhi tử, thế nhưng trực tiếp đối chính mình nói ra nói như vậy, ngày thường thấy chính mình, nào thứ không phải khách khách khí khí. Ngô Cùng Dương sắc mặt một chút liền trầm đi xuống, họ Vân Vân. Các ngươi là thật sự tính toán cùng chúng ta đối nghịch. Ngũ Lập cũng là có chút kinh ngạc chính mình nhi tử cách làm, nếu làm hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không cường xuất đầu, chỉ biết tính xem này biến, nhưng hiện tại sự tình đã phát triển trở thành cái dạng này, hắn khẳng định vô pháp đứng ngoài cuộc, chỉ có thể theo chính mình nhi tử nói đi xuống, lão Ngô, cho ta cái mặt mũi, việc này liền thôi bỏ đi, hành sao? A, à, Ngô Cùng Dương khẽ cười một tiếng, cho ngươi mặt mũi, cho ngươi mặt mũi. Ai hắn sao cho ta mặt mũi? Họ Vân Vân, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không thật sự muốn cùng ta đối nghịch? Ngũ Lập hạ ý thức nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu ngũ ánh mắt kiên định đối Ngũ Lập gật gật đầu. Ngũ Lập tâm một hoành, hướng Ngô Cùng Dương nói, họ Ngô, đừng nói ta và ngươi đối nghịch, là ngươi hiện tại, ở ta địa phương làm sự tình, ngươi Ngô Cùng Dương dám nháo, ta họ Vân Vân liền dám tiếp theo. Hảo, thực hảo. Ngô Cùng Dương gật gật đầu, không giận phản cười, họ Vân Vân, ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến a, hành, ngươi nếu muốn vì cái này tạp cá cùng ta chơi, kia hai ta phải hảo hảo chơi chơi, nhìn xem ai chết. Ngô Cùng Dương nói, liền cầm lấy điện thoại. Gì, lão đại, ngươi như thế nào tại đây đâu? Đúng lúc này, một đạo nghi hoặc thanh âm, từ đám người ngoại vang lên. Nghe thế thanh âm vang lên nháy mắt, Ngũ Lập cùng Ngô Cùng Dương hai người, thân thể đều là chấn động. Thanh âm này tuy rằng không quen thuộc, nhưng bọn hắn hai lại là ký ức khắc sâu. Phí Lôi Tư chen vào đám người, nhìn Trương Huyền. Ngươi sao tại đây? Trương Huyền nhìn đến Phí Lôi Tư, cũng có chút tò mò, ta không phải cho ngươi đi tra những cái đó sự sao? Ta đây liền ở vội ngươi cho ta giao đãi nhiệm vụ a lão đại. Phí Lôi Tư đáp lại một tiếng. Ngô Cùng Dương nhìn trước mắt phát sinh một màn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều bảo trì một cái cầm điện thoại tư thế. Lăng ở nơi đó, chính mình không nghe lầm đi, Phí Lôi Tư tiên sinh, kêu tiểu tử này, kêu lão đại. Hơn nữa tiểu tử này còn cấp Phí Lôi Tư tiên sinh giao đãi nhiệm vụ. Ngũ Lập cũng là thân thể chấn động, trong mắt mang theo giật mình nhìn Trương Huyền, khó trách chính mình nhi tử nói, người thanh niên này, Ngô gia không thể trêu vào, có thể làm Phí Lôi Tư tiên sinh đều kêu lão đại người, rốt cuộc là cái gì nhân vật a? Ngũ Lập ý thức đến, chính mình hôm nay khả năng làm nhân sinh giữa quan trọng nhất một lần lựa chọn, nếu vừa mới, không phải chính mình nhi tử ngăn cản chính mình, như vậy chính mình hiện tại, tuyệt đối cùng Ngô Cùng Dương giống nhau, đắc tội vị đại nhân vật này, nói vậy, hậu quả sẽ là cái gì? Ngũ Lập cũng không dám tưởng tượng. So với Ngũ Lập trong lòng cảm khái, Ngô Cùng Dương giờ phút này, trong lòng là một mảnh xương lạnh, chính mình vừa mới, thế nhưng quát lớn Phí Lôi Tư tiên sinh lão đại. Còn nói như vậy nhiều khó nghe nói. Này Phí Lôi Tư tiên sinh thật muốn trách tội xuống dưới, chính mình nhưng làm sao bây giờ?
Cái gì Thạch Thượng Hoàng, ở Phí Lôi Tư tiên sinh trong mắt, liền thí đều không tính. Ngô Cùng Dương oán hận chừng mắt nhìn mắt chính mình nhi tử, chuyện này, hoàn toàn chính là nhân hắn dựng lên. Chương 557 hai cái cực đoan. Lão đại, đây là có chuyện gì? Phí Lôi Tư tò mò nhìn mắt Ngô Cùng Dương. Không gì sự, có người tưởng lộng chết ta, ta xem hắn sao động thủ. Trương Huyền vẻ mặt không sao cả nói, người đi vội đi, quay đầu lại hai ta lại liên hệ. Hành, Phí Lôi Tư gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, hắn căn bản không cho rằng loại này tiểu trường hợp có thể cho Trương Huyền tạo thành cái gì ảnh hưởng. Phí Lôi Tư hướng Trương Huyền phất phất tay, theo sau nhìn mắt Ngô Cùng Dương, ta xem ngươi người này, cũng thật là không biết chết tự viết như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng, ta tài chính, sẽ ở 10 phút triệt thoái phía sau ly. Phí Lôi Tư nói xong, lại nhìn về phía Ngũ Lập, gật gật đầu, người hôm nay biểu hiện không tồi, lần trước ngươi nói cái kia hạng mục, ta đầu, quay đầu lại đem văn kiện trực tiếp phát đến ta tư nhân hòm thư, cứ như vậy. Phí Lôi Tư nói xong, không đợi Ngô Cùng Dương cùng Ngũ Lập nói cái gì, trực tiếp ra đám người. Phí Lôi Tư nói, đối với Ngũ Lập cùng Ngô Cùng Dương tới nói, là hai cái cực đoan. Ở Ngũ Lập nơi đó, không thể nghi ngờ là trời giáng kinh hỉ, mà Ngô Cùng Dương, còn lại là bị hoàn toàn đánh vào vực sâu, Phí Lôi Tư triệt tư, tương đương với đem hắn xí nghiệp cốt tủy đều cùng nhau cấp rút ra. Ba, người này ai a, hắn nghiêu cái gì nghiêu? Ngô Tử Hoa không quen biết Phí Lôi Tư, đương trường không vui nói. Bang! Đáp lại Ngô Tử Hoa, là Ngô Cùng Dương bàn tay, xúc sinh, người có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngô Cùng Dương giống lớn nói. Ngô Tử Hoa vuốt chính mình mặt, có chút không dám tin tưởng nhìn Ngô Cùng Dương, ba ta. Xúc sinh, Ngô Cùng Dương giận đánh trong lòng tới, một chân thật mạnh đá vào Ngô Tử Hoa trên bụng. Đường trường cấp Ngô Tử Hoa đá ghé vào nơi đó khởi không tới. Ngô Cùng Dương làm xong này đó, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt mang theo xin tha thần sắc, thực xin lỗi, là ta quản giáo vô phương, ta. Ngươi cái gì ngươi, Ngô Cùng Dương, mau mang theo ngươi nhi tử lăn, nơi này không chào đón các ngươi. Tiểu Ngũ trực tiếp đánh gãy Ngô Cùng Dương nói, vung tay lên, hướng những cái đó bảo an phân phó nói, đem hai người bọn họ cho ta ném văng ra. Ngũ Lập vừa lòng nhìn chính mình nhi tử cách làm, cùng Ngô Tử Hoa cái kia đồ ngu so sánh với, chính mình này nhi tử tuy rằng ăn chơi trác táng một chút, nhưng ở đại sự phương diện, cần phải cường quá nhiều, này nhanh chóng quyết định cách làm, thật sự là thâm đến hắn tâm. Những cái đó bảo an vừa nghe Tiểu Ngũ hạ lệnh, căn bản không hề chần chờ, bắt lấy Ngô Tử Hoa hai cha con, liền chiều một bên mang đi. Tiểu Ngũ vẻ mặt cười nịnh đi vào Trương Huyền trước mặt, Trương ca, thật là xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái, kia hai người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trương Huyền cười cười, vỗ vỗ Tiểu Ngũ bả vai, ngươi thực không tồi. Trương Huyền này đơn giản bốn chữ, làm Tiểu Ngũ mừng rỡ như điên, một bên Ngũ Lập, đồng dạng trong lòng vui vẻ không thôi, trước mặt vị này, chính là Phí Lôi Tư tiên sinh đại ca A, hắn một câu khích lệ nói, kia so bao lớn chỗ tốt đều dùng được, này muốn truyền tới Phí Lôi Tư tiên sinh trong tai, chính mình ra đã có thể phát đạt. Tiểu Ngũ rất có ánh mắt nhìn về phía Mưa Thu, nói, cái kia, Mưa Thu a, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi, gần nhất cũng không hảo hảo nghỉ ngơi quá, hôm nay liền phóng một ngày giả đi, còn có Thu a gì, ta nghe nói ngươi hai ngày này eo có điểm không tốt, hôm nay cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Ngũ nói xong, không đợi Mưa Thu cùng Mưa Thu mẫu thân nói cái gì, ngay cả vội cùng Trương Huyền cáo từ, cùng chính mình phụ thân chiều dưới lầu đi đến. Trước khi đi, Ngũ Lập cấp Trương Huyền làm cái kỳ hảo tươi cười. Trương Huyền nhìn Mưa Thu, nhún vai, nhìn dáng vẻ, người hôm nay không nghỉ ngơi cũng không được, cùng nhau ăn cái cơm trưa. Ân, Mưa Thu gật đầu. Mưa Thu mẫu thân, còn ở một bên có chút sững sờ, không phục hồi tinh thần lại, Ngô Cùng Dương, chính là được xưng Thạch Thượng Hoàng người A, kết quả ở Tiểu Trương trước mặt, thế nhưng lập tức liền túng. Mưa Thu mẫu thân, giờ phút này rốt cuộc vô pháp đem Trương Huyền trở thành là một người bình thường. Nghĩ đến Trương Huyền là cái có thể làm Thạch Thượng Hoàng đều cúi đầu nhân vật, Mưa Thu mẫu thân liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Mưa Thu mẫu thân là cái loại này không thích phiền toái người khác, không thích thiếu nhân tình tính cách, hiện tại nàng, tổng cảm thấy nơi trốn thiếu Trương Huyền cái gì. Mưa Thu bản thân là tính toán liền tại thế giới khách sạn thỉnh Trương Huyền ăn cái cơm trưa, kết quả bị Trương Huyền một ngụm cự tuyệt. Mưa Thu cũng biết, Trương Huyền đây là không nghĩ làm chính mình tiêu pha. Nàng cũng không lại kiên trì, chiều khách sạn ngoại đi đến. Mới ra khách sạn,
đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe lấy xe, liền thấy một người đứng ở mưa thu bảo mã BMW tam hệ phía trước. Này chiếc bảo mã BMW tam hệ, chính là Trương Huyền lúc ấy từ mưa thu gì cả kia muốn tới. Đây là một cái mau 40 tuổi trung niên nữ nhân, diện mạo thực bình thường, xuyên cũng thực bình thường, vừa thấy đến mưa thu mẫu thân, liền mở miệng, nhị tỷ, này vẫn luôn cho ngươi gọi điện thoại sao đánh không thông a. Mưa thu đứng ở Trương Huyền bên người, nhỏ giọng nói cho Trương Huyền, nàng mẫu thân quê quán chính là thành phố núi, này trung niên nữ nhân là mưa thu mẫu thân bà con xa thân thích, quan hệ cũng không tệ lắm. Làm sao vậy, có việc gì thế? Mưa thu mẫu thân kỳ quái hỏi. Trung niên nữ nhân che cái chán, nhị tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên, hôm nay là biểu gì 80 đại thọ a? À, mưa thu mẫu thân vừa nghe, kinh ngạc một chút, nàng lấy ra di động vừa thấy thời gian, vẻ mặt tự trách, ai nha, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên? Không có việc gì nhị tỷ, trung niên nữ nhân an ủi nói, thời gian này còn sớm đâu, tới kịp, ta liền sợ ngươi vội đã quên. Hành hành hành, chúng ta đây hiện tại chạy nhanh đi. Mưa thu mẫu thân vội vàng kéo ra cửa xe, mưa nhỏ, mau đưa ta và ngươi gì qua đi, tiểu trương vừa vặn cũng cùng đi đi. Mẹ, này không hảo đi, trương ca hắn. Mưa thu có chút chần chờ, này tham gia đại thọ gì đó, quy củ nhưng nhiều, trương huyền liền tới đây này một hồi, lại chạy tới quá phiền toái. Không có việc gì, trương huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay, cùng đi đi. Dù sao hôm nay đối trương huyền tới nói, cũng là chờ đợi, nơi nơi đi dạo cũng hảo. Mưa thu lái xe, Trương Huyền ngồi ở ghế phụ, mưa thu mẫu thân cùng trung niên nữ nhân ngồi ở hàng phía sau. Nhị tỷ, vị này chính là, trung niên nữ nhân nhìn Trương Huyền, tò mò hỏi. Đây là nhà của chúng ta mưa nhỏ bạn trai, tiểu trương. Mưa thu mẫu thân giới thiệu một chút. Trương Huyền quay đầu, hướng trung niên nữ nhân hô thanh A Di Hảo. Ngươi chính là tiểu trương A, trung niên nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Huyền, lão nghe ta nhị tỷ nhắc tới ngươi đâu. Nhị tỷ cùng mưa nhỏ công tác chính là ngươi cấp tìm đi, thật là có bản lĩnh đâu. Trung niên nữ nhân nói xong, lại dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn mưa thu mẫu thân, này tại thế giới khách sạn làm việc, đãi ngộ gì đó kia đều là tương đương không tồi, mưa thu tuổi còn trẻ liền lên làm giám đốc, về sau tiền đồ một mảnh quang minh. Nhị tỷ, ngươi làm nhà ngươi tiểu trương cũng giúp đỡ, làm nhà ta kia nha đầu cũng đi thế giới khách sạn đi làm bái. Trung niên nữ nhân nói nói. Này! Mưa thu mẫu thân vẻ mặt khó xử, quang nàng hai mẹ con sự, đều làm nàng thật ngượng ngùng, như thế nào còn có thể lại khai cái này khẩu. Chương 558 Quách Mỹ Thần. Hành, A-di, ta quay đầu lại hỏi một chút. Trương Huyền ra tiếng, đem việc này ứng hạ, giải trừ mưa thu mẫu thân xấu hổ. Mưa thu mẫu thân cảm kích nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Thành phố núi lộ, kia ở toàn hoa hạ đều là nổi danh, nếu không thân người, tuyệt đối một giây đã bị vòng vựng. Mưa thu tới thành phố núi cũng có không ít nhật tử, lộ cũng sờ đến không sai biệt lắm. Ở giữa trưa mau 12 giờ thời điểm, mưa thu liền lái xe tới rồi địa phương, không ở thành phố núi giữa, mà là ở nông thôn. Hiện tại rất nhiều địa phương, ở nông thôn hoàn cảnh muốn so trong thành thị hảo rất nhiều, không khí tươi mát không nói, trụ cũng đều là căn phòng lớn, nhà mình hoa cái 20-30 vạn, liền cái tiểu nhị lâu, trừ bỏ trụ thiên một chút bên ngoài, còn lại đều không thể so trong thành kém. Mưa thu khai xe vừa đến cửa thôn, liền nghe được trong thôn vang lên pháo nổ vang thanh âm, lụa đỏ lụa biên chế mà thành hoa hồng, từ cửa thôn vẫn luôn treo vài trăm thước, phá lệ vui mừng. Quê quán người, cơ hồ mỗi người đều có thể dính lên thân thích quan hệ, lần này một người quá 80 đại thọ, đó là phá lệ vui mừng. Loại này không khí, Trương Huyền thật đúng là cảm thụ không nhiều lắm, ngồi ở trong xe, tò mò qua lại nhìn, nghe kia khua chiêng gõ trống thanh âm, tâm tình cũng đi theo hảo lên. Mưa thu đem xe dừng lại, nàng mẫu thân vừa xuống xe, cũng rất nhiều người lại đây chào hỏi. Mưa thu này chiếc bảo mã BMW tam hệ, ở quê quán chính là làm rất nhiều người hâm mộ, bao gồm mưa thu hiện tại thế giới khách sạn đương cái giám đốc, này đều làm quê quán một ít người trẻ tuổi hâm mộ không thôi. Nha, mưa thu tỷ, vị này soái ca là ai a? Chính là, trước nay chưa thấy qua a. Một ít người trẻ tuổi nhìn đến Trương Huyền. Lập tức ánh mắt ái muội hỏi hướng mưa thu. Mưa thu một khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, đây là Trương ca ta. Mưa thu vừa định nói ra ta bằng hữu ba chữ, kết quả tên kia cùng mưa thu ba người cùng tới trung niên nữ nhân, tiện lợi trước mở miệng, vị này chính là tiểu trương, mưa thu bạn trai, nhị tỷ các nàng công tác, nhưng đều là tiểu trương cấp tìm,
Tiểu Trương đứa nhỏ này, nhưng có bản lĩnh. Trương Huyền vừa mới đáp ứng trung niên nữ nhân, giúp nàng cấp nói một tiếng công tác sự, này nhưng làm trung niên nữ nhân vui vẻ không thôi, hiện tại nhìn thấy người liền nói Trương Huyền hảo. Những cái đó người trẻ tuổi vừa nghe lời này, tức khắc toàn đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Oa, Mưa Thu tỷ, người bạn trai hảo xoái a, có thể hay không làm chúng ta cũng đi thế giới khách sạn đi làm a? Chính là, nghe nói kia đãi ngộ nhưng hảo, mỗi ngày ăn cũng hảo. Ta cũng muốn đi. Một đám người trẻ tuổi, tất cả đều vây tới rồi Trương Huyền cùng Mưa Thu bên này. Mưa Thu đầy mặt xấu hổ nhìn Trương Huyền, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Huyền cười cười, mở miệng nói, hảo, thế giới khách sạn gần nhất cũng là nhận người chiêu nhiều, đến lúc đó bọn họ sẽ đến bên này trước tiên nhận người, phàm là phù hợp, đều có thể đi vào, chẳng qua phát triển trở thành cái dạng gì, liền phải xem ngươi nỗ lực. Trương Huyền buổi nói chuyện, làm những người trẻ tuổi này mừng rỡ như điên. Cái gì Trương ca ngươi hảo soái linh tinh nói, không dứt bên tai. Trương Huyền nhìn những người trẻ tuổi này, bọn họ cũng là đơn thuần, chỉ là thế giới khách sạn một cái thực bình thường công tác, khiến cho bọn họ vui vẻ thành như vậy. Ô ô ô, này ai a, sao làm đến như vậy oanh động? Một trận âm dương quái khí thanh âm từ một bên vang lên, liền thấy một người thân cao có 1m75 chân dài nữ nhân, ăn mặc trồn nhung áo khoác, từ một bên đi tới. Cái này thời tiết, tuy rằng có chút hơi lạnh, nhưng còn không đến mức xuyên trồn nhung, nhưng không thể không nói chính là, nữ nhân này dáng người là thật sự hảo, chỉ là kia một cặp chân dài, là có thể làm người cấp đánh 80 phân, nàng có một trương tiêu chuẩn võng hồng mặt, tuyệt đối là mỹ nữ cấp bậc. Chẳng qua, Trương Huyền đối loại này võng hồng mặt mỹ nữ cũng không cảm thấy hứng thú, hắn phía trước đi qua cây gậy quốc, nơi đó nữ nhân cơ hồ đều trường dáng vẻ này. Mưa Thu, đây là người cái kia bạn trai, cũng không như thế nào sao? Nữ nhân dùng hai mắt đánh giá Trương Huyền, nàng xem, cũng là Trương Huyền trên người quần áo, Trương Huyền giá rẻ trang phục, làm tuổi trẻ nữ nhân phi thường khinh thường. Mỹ thần, đây là người cái kia bà con xa biểu muội a. Ở nữ nhân phía sau, đi ra một nam nhân trung niên nam nhân đính một cái bụng to, trên cổ mang một vòng kim vòng cổ, trên cổ tay kim biểu lấp lánh sáng lên, bên hông treo chạy băng băng chìa khóa xe, tràn ngập một bộ thổ hào hơi thở. Trung niên nam nhân duỗi tay ôm nữ nhân eo nhỏ. Nữ nhân hờn dỗi nhìn trong mắt nam nam nhân, kiều thanh nói, chán ghét, nhiều người như vậy đâu. Ha ha, người nhiều làm sao vậy? Trung niên nam nhân không chút nào kiêng kỵ cười lớn một tiếng, lão công ôm chính mình lão bà, còn để ý người khác xem a. Trương Huyền thực rõ ràng nhìn đến, nữ nhân đang xem trung niên nam nhân thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là tùy ý nam nhân ôm chính mình, bồi thượng một bộ tươi cười. Quách Mỹ Thần, người cút cho ta đi ra ngoài, ai làm ngươi trở về? Một người tục tằng nam nhân thanh âm vang lên. Một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam nhân, dẫn theo một cây mộc bổng, đi nhanh chạy tới, đang xem nữ nhân thời điểm, hai mắt đỏ bừng. Quách Mỹ Thần vừa thấy người nam nhân này, sắc mặt tức khắc hoảng hốt, vội vàng trốn đến trung niên nam nhân phía sau. Tay đề mộc bổng nam nhân, cũng bị người ngăn cản xuống dưới, Quách ca, xin bớt giận, xin bớt giận. Mưa Thu đứng ở Trương Huyền bên người, nhỏ giọng cấp Trương Huyền giải thích, Trương ca, Quách Mỹ Thần tìm cái này trung niên nam nhân đương lão công, khí nàng ba nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại còn ở bệnh viện nằm, cái kia nam chính là Quách Mỹ Thần nàng ca. Trương Huyền nghe gật gật đầu. Đối với tuổi trẻ nữ nhân bàng phú thương loại sự tình này, Trương Huyền hoàn toàn có thể lý giải, ở hiện tại xã hội này, loại chuyện này một chút đều không hiếm lạ, đồng dạng, Trương Huyền cũng có thể lý giải Quách Mỹ Thần nàng ca cách làm. Ở quê quán, rất nhiều người đều là phi thường sĩ diện, Quách Mỹ Thần này bằng người giàu có sự, khẳng định sẽ khiến cho không ít nhàn thoại, thế hệ trước người, đối phương diện này, còn là phi thường coi trọng. Trung niên nam nhân trừng mắt Quách Mỹ Thần nàng ca, lớn tiếng quát lớn nói, một đám điêu dân, còn phản các ngươi không thành. Ta xem hôm nay ai dám động thủ, nói cho các ngươi, lão tử một phút kiếm mấy chục vạn trên dưới, các ngươi dám động thủ thử xem, đem các ngươi này thôn hủy đi đều bồi không dậy nổi. Có trung niên nam nhân cấp chống lưng, Quách Mỹ Thần tự tin đủ không ít. Cút đi, chúng ta này không chào đón các ngươi. Quách Mỹ Thần nàng ca gắt gao nhéo trong tay mộc bổng, vẻ mặt oán hận nói. Đúng vậy, cút đi. Không chào đón các ngươi. Từng đợt tiếng quát vang lên. A, họ Quách, lão tử lần này tới, là cho các ngươi đưa chỗ tốt tới. Trung niên nam nhân vẻ mặt khinh thường đánh giá chung quanh mọi người, ta lão bản nhìn chúng các ngươi miếng đất này.
này có phân văn kiện, các ngươi chỉ cần đem này văn kiện ký, mỗi nhà ấn hiện tại phòng ở phân tiền, 1 mét vuông cho các ngươi phân 2.000, các ngươi kia 20-30 vạn cái đến cũ phòng ở, hiện tại tùy tiện đổi cái 60-70 vạn. Trung niên nam nhân vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một chương văn kiện. Các thôn dân vừa nghe lời này, tiếng gào đột nhiên liền nhỏ đi xuống, qua lại đối diện vài lần, này nếu là thật sự, giống như thật chính là cho chính mình tặng không tiền a. Chương 559 phá bỏ và di rời đền tiền. Trung niên nam nhân ngạo nghễ nhìn này đó thôn dân liếc mắt một cái, ở trong lòng niệm câu nghèo bức, chỉ là mấy chục vạn, xem bọn hắn kia phúc không thể tin được bộ dáng. Quách Mỹ Thần đôi tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, nói cho các ngươi, ta đây là xem ở đại gia vẫn là thân thích một hồi phân thượng, mới làm ta lão công trước tới các ngươi này, bằng không này chỗ tốt, nhưng là không đến các ngươi trên người. Trung niên nam nhân khóe miệng một liệt, ở Quách Mỹ Thần trên người bắt một phen, dẫn tới Quách Mỹ Thần một trận duyên dáng gọi to, dùng nắm tay đấm hướng trung niên nam nhân, chán ghét a ngươi. Trung niên nam nhân cười hắc hắc, nheo lại một đôi mắt, chiều mưa thu chạm địa phương xem ra. Tiểu cô nương, ta xem ngươi tư sắc không tồi, muốn hay không suy xét tới chúng ta công ty đi làm a. Trung niên nam nhân nói lời nói thời điểm, không khỏi liếm liếm môi. Mưa thu này phúc ngoan ngoãn bộ dáng, cặp kia phảng phất có thể nói sáng ngời mắt to, đều làm nhân tâm không động đậy đã. Thiết, chúng ta Mưa Thu tỷ mới không đi đâu, nàng chính là tại thế giới khách sạn đương giám đốc đâu. Một người tuổi trẻ nữ hài mở miệng. Trung niên nam nhân nghe được lời này, nao nao, theo sau cười to ra tiếng, ha ha ha, thế giới khách sạn, đương giám đốc. Là đang chọc cười sao? Một cái giám đốc, một tháng bao nhiêu tiền? 8.000 vẫn là 1 vạn. Tới ta này, ta bảo đảm ngươi một tháng kiếm 10 vạn đồng tiền trở lên. Trung niên nam nhân nói. Làm chung quanh người hít hà một hơi, một tháng kiếm 10 vạn, này cái gì công tác a, cũng quá kiếm lời điểm đi. Thế nào a mỹ nữ, có hay không hứng thú tới ta này? Trung niên nam nhân không ngừng đánh giá Mưa Thu. Ngượng ngùng, nhà của chúng ta Mưa nhỏ không có hứng thú. Mưa Thu mẫu thân từ một bên đi tới, che ở Mưa Thu cùng trung niên nam nhân chi gian. Trung niên nam nhân hung tợn chừng mắt nhìn mắt Mưa Thu mẫu thân, không chút khách khí mở miệng nói, khó trách các ngươi nghèo cả đời. Quách Mỹ Thần đi tới, ôm trung niên nam nhân cánh tay, nũng nịu nói, lão công, người không cần thiết cùng loại người này nói thêm cái gì, các nàng đời này chính là nghèo mệnh. Trung niên nam nhân một quay đầu, không hề xem Mưa Thu, tuy rằng hắn rất muốn đem nữ nhân này được đến tay, nhưng hiện tại, hiển nhiên là chính sự quan trọng, thật muốn làm những người này đem tự ký, chính mình lúc này đây, kia đã có thể đã phát ra. Trung niên nam nhân giơ lên trong tay văn kiện, lớn tiếng nói, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta lão bản coi trọng các ngươi này mà, ấn 1 mét vuông cho các ngươi bồi 2.000, các ngươi phòng ở là bao lớn, chính mình trong lòng hẳn là rất rõ ràng, có thể kiếm bao nhiêu tiền, chính mình tính đi. Trung niên nam nhân lời này vừa ra, rất nhiều người lại cho nhau bắt đầu nói chuyện với nhau lên, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Này có phải hay không thật sự a? Chính là, đừng khi dễ chúng ta gì cũng đều không hiểu. Nào có người như vậy cấp bạch bạch đưa tiền? Một ít người phát ra nghi ngờ thanh âm. A, trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng, nói các ngươi ngu muội, thật đúng là cao nâng các ngươi, này phân văn kiện liền tại đây bãi, giấy trắng mực đen, phàm là biết chữ người, đều biết mặt trên viết chính là cái gì, phía dưới cái chúng ta công ty còn giấu, thấy rõ ràng sao, Cách Quang Thực Nghiệp công ty hữu hạn. Các ngươi nói thế giới kia khách sạn, chính là Cách Quang Thực Nghiệp danh nghĩa, ngươi cảm thấy lớn như vậy công ty, sẽ lừa các ngươi. Mọi người chiều trung niên nam nhân trong tay kia phân văn kiện thượng nhìn lại, quả thực thấy được Cách Quang Thực Nghiệp 4 chữ. Cách Quang Thực Nghiệp, đại gia vẫn là nghe nói qua, kia chính là thành phố núi lớn nhất xí nghiệp, thị giá trị đều có hơn 100 tỷ. Một ít nguyên bản ôm không tin thái độ người, giờ phút này cũng đều tin, tính chính mình nếu ký xuống này phân văn kiện, có thể kiếm bao nhiêu tiền, kia lót nền đều là 20 vạn khởi bước A. Nữ nhi, ta cũng có một bộ nhà cũ, 100 nhiều bình phương. Đã sớm không được, chúng ta cũng đem tự ký đi. Mưa Thu mẫu thân giờ phút này trong lòng cũng là kích động thực, bực này vì thế tặng không tiền, không cần bạch không cần a. Đứng ở một bên Trương Huyền, lắc lắc đầu, ra tiếng nói, a di, cái này vẫn là đừng ký đi. Trương Huyền lời này vừa ra, rất nhiều chạm khoảng cách hắn gần chút người, đều chiều hắn này xem ra. Đừng thiêm. Trương Huyền đại ca, loại chuyện tốt này vì cái gì không thiêm a? Chính là nói a. Vài tên người trẻ tuổi nhịn không được hỏi ra thanh.
Mưa Thu ở nghe được Trương Huyền nói đừng thêm thời điểm, trong lòng liền khẳng định, lần này sự, tuyệt đối có quỷ, Mưa Thu đối Trương Huyền, đó là tuyệt đối tín nhiệm, nàng rất rõ ràng, Trương Huyền xã hội kinh nghiệm, chẳng sợ chính mình sờ nữa bỏ lăn đánh 10 năm, đều không nhất định có thể so sánh được. Kia trung niên nam nhân vừa nghe Trương Huyền nói lời này, sắc mặt biến đổi, chiều Trương Huyền bên này quát, tiểu tử, có ngươi chuyện gì? Nhà ngươi tại đây cũng có phòng sao? Trương Huyền cười cười, hướng trung niên nam nhân mở miệng nói, ngươi nói phá bỏ và di rời đền tiền, là ấn mà mỗi mét vuông tới bồi, vẫn là ấn phòng ở mỗi mét vuông tới bồi. Trương Huyền này vấn đề vừa ra, trung niên nam nhân sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Mà những cái đó các thôn dân, còn lại là cả kinh, đúng vậy, người này mới vừa chỉ nói mỗi mét vuông bồi 2000, nhưng chưa nói cụ thể là cái gì, nếu là quang tính mà nói, này phải bị hủy đi, còn chưa đủ chính mình xây nhà tiền đâu. Chính là, người nói chính là mà vẫn là phòng ở a. Nếu là ấn mà bồi nói, chúng ta nhưng không thiêm. Chính là, ký sau chúng ta trụ nào a, các người bồi như vậy thiếu. Các thôn dân ở Trương Huyền nhắc nhở hạ, sôi nổi đặt câu hỏi. Có thể nhìn thấy, trung niên nam nhân trên đầu, đã che kín mồ hôi lạnh, hắn lau cái trán mồ hôi, đem trong tay văn kiện trang đến trong túi, thanh thanh giọng nói, lớn tiếng nói, này đương nhiên là ấn các người phòng ở tới bồi. Sao có thể là ấn mà tới bồi đâu, các ngươi xem, này văn kiện thượng không phải rõ ràng viết đâu sao. Trung niên nam nhân một lần nữa từ trong túi đào một phần văn kiện ra tới, này văn kiện ở địa phương khác, cùng hắn vừa mới lấy kia phân, giống nhau như đúc, duy độc bất đồng chính là, phía trước văn kiện chung viết chính là ấn thổ địa diện tích bồi thường, này phân đổi thành ấn phòng ốc diện tích bồi thường. Trung niên nam nhân cố ý đem ấn phòng ốc diện tích bồi thường mấy chữ chỉ ra tới, cấp mọi người xem. Mọi người nhìn đến này đó, mới yên lòng. Quách Mỹ Thần oán hận trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, nàng sao có thể không biết phía trước kia phân văn kiện là cái dạng gì, liền người này lắm miệng, một câu, làm chính mình thiếu kiếm lời bao nhiêu tiền. Một nhà nhiều bồi mấy chục vạn, này trong thôn ít nhất có bách gia, 2-3 ngàn vạn liền như vậy không có a. Quách Mỹ Thần khí là khí, nhưng sự tình đều phát triển trở thành như vậy, nàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc này còn có gần 100 triệu lợi nhuận bãi đâu. Đến đem trường hợp công phu làm tốt mới được. Quách Mỹ Thần đôi tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, có một số người, đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, cho rằng chúng ta là tới hố đại gia sao. Này văn kiện lấy ra đi, không biết bao nhiêu người cầu đều muốn thêm đâu. Chính là, Mỹ Thần vẫn là niệm chúng ta người trong nhà. Quách Mỹ Thần thanh âm vừa ra, trong đám người liền vang lên một đạo thanh âm. Một người 30 tuổi tả hữu nam nhân, đi nhanh từ trong đám người đi ra. Trương ca, đây là thôn trưởng nhi tử, Quách Hoành. Mưa Thu nhỏ giọng cấp Trương Huyền nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 560 hố người A. Quách Hoành từ trong đám người đi ra, hắn vừa nói lời nói, mọi người đều nhìn hắn, làm thôn trưởng nhi tử, Quách Hoành ở trong thôn, vẫn là rất có uy vọng. Quách Hoành ánh mắt nhìn quét một vòng, mở miệng nói, các vị, Mỹ Thần lần này tới đâu, cũng trước tiên cho ta nói qua. Về phá bỏ và di rời sự, này đối chúng ta đại gia tới nói, đều là một chuyện tốt, hiện tại thời đại ở phát triển, trong nhà bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, quá đoạn thời gian, nhị trung liền phải rời, lại trụ đến nơi đây, về sau bọn nhỏ đi học đều là vấn đề, hơn nữa theo ta được biết, ở bên ngoài, bồi thường khoản đều là 1m2 1800, hiện tại mỗi mét vuông, nhưng đều là Mỹ Thần cùng nàng lão công giúp chúng ta tranh thủ tới. Tương đương là bạch bạch cho chúng ta thôn, mỗ mấy trăm vạn phúc lợi a. Quách Hoành vừa nói xong, Quách Mỹ Thần lập tức bày ra một bộ ngạo nhân thần sắc. Ngay cả Quách Mỹ Thần nàng ca đều sửng sốt một chút. Mỹ Thần tỷ, đây là thật vậy chăng? Một người thanh niên mở miệng nói. Đương nhiên là thật sự, ta còn lừa các ngươi không thành. Quách Mỹ Thần trợn trắng mắt, ta liền nói các ngươi những người này, tình nguyện tin tưởng một cái họ khác người, cũng không tin ta Quách Mỹ Thần, nàng Mưa Thu mới trở về bao lâu thời gian. Còn có nàng cái kia bạn trai, tính làm gì? Có thể tại thế giới khách sạn tìm công tác liền lợi hại. Ta nếu muốn đương cái giám đốc, còn không phải ta lão công một câu sự. Không tồi, Quách Hoành mở miệng nói, Mỹ Thần nói như thế nào cũng là người trong nhà, đại gia không cần thiết tin tưởng một ngoại nhân lời nói, không chừng nào đó người, đánh cái gì bàn tính đâu. Quách Hoành vừa nói, một bên sắc mặt bất thiện nhìn Trương Huyền. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện, có chút nên nói, nên nhắc nhở. Nhà mình đã làm, người khác tin hay không, liền không liên quan chính mình sự,
hắn cũng không để bụng. Không phải, không phải, Trương Huyền là không để bụng, nhưng Mưa Thu Vô Pháp nhìn Trương Huyền cứ như vậy bị người hiểu lầm, vội vàng ra tiếng, Trương ca thật là cho chúng ta tốt. A, à, Quách Hoành khẽ cười một tiếng, Mưa nhỏ, người tuổi quá nhỏ, gặp người không tốt, cũng có thể lý giải, tốt nhất có thể kịp thời tỉnh ngộ đi, ta phỏng chừng nào đó người, là coi trọng chúng ta thôn mà lạc. Quách Hoành nói xong, hướng kia vừa đứng, không hề hé răng. Này đó các thôn dân giờ phút này lại xem Trương Huyền ánh mắt, đều mang theo một tia phòng bị, so với Trương Huyền, bọn họ khẳng định là càng thêm tin tưởng Quách Hoành, rốt cuộc đây đều là chính mình người nhà. Được rồi, các ngươi thế nào, lão tử quản không được. Trung niên nam nhân lớn tiếng mở miệng, dù sao hiện tại, sự tình chính là như vậy chuyện này, nguyện ý bán, liền tới đây ký hợp đồng, cái loại này không muốn bán, lão tử cũng không bắt buộc. Chính là, cho bọn hắn tranh thủ tới kiếm tiền cơ hội, kiếm không kiếm, xem chính bọn họ, ta Quách Mỹ Thần cũng không muốn làm chuyện tốt, còn làm người cấp mặt xem. Quách Mỹ Thần khó chịu mở miệng nói. Mọi người nhìn đến Quách Mỹ Thần dáng vẻ này, đều có chút hổ thẹn, cảm thấy là chính mình phía trước hành động, làm Quách Mỹ Thần sinh khí, nhân ra hảo tâm giúp chính mình tranh thủ cơ hội, phát đạt còn không quên người trong nhà, kết quả bị như vậy đối đãi, gác ai ai đều có tính tình a. Ta trước thiêm. Quách to lớn kêu một tiếng, cái thứ nhất đi ra phía trước, ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình. Thấy Quách Hoành đều ký, một ít đã sớm ý động người, cũng vội vàng đi tới, đem chính mình tên cấp ký. Mỹ Thần, thật là cảm ơn ngươi a. Mỹ Thần, ta đã sớm nói qua, ngươi là cái hảo nha đầu, phát đạt cũng chưa quên chúng ta người trong thôn. Ký xuống tên các thôn dân, cũng đều mở miệng, trên mặt mang theo ý cười. Mưa nhỏ, bằng không. Chúng ta cũng ký. Mưa Thu mẫu thân thử tính mở miệng, nói chuyện thời điểm cố ý nhìn mắt Trương Huyền, việc này làm nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, Trương Huyền giúp chính mình lớn như vậy vội, kết quả vừa mới Trương Huyền còn nói không cần thiêm, chính mình hiện tại liền tưởng thiêm, này không phải làm Trương Huyền nan kham sao. Nhưng không thiêm, này mấy chục vạn đối Mưa Thu mẫu thân tới nói, tuyệt đối không phải cái gì số lượng nhỏ, liền tính là kẻ có tiền, cũng sẽ căn cứ không cần bạch không cần tâm lý. Trương Huyền biết Mưa Thu mẫu thân trong lòng tưởng cái gì, đối với đối phương cách làm, hắn thực lý giải, chỉ là, người khác không tin chính mình mắc mưu bị lừa, Trương Huyền quản không đến, nhưng hắn thật sự không nghĩ nhìn Mưa Thu ra lại mắc mưu. A gì, này tự vẫn là không thể thiêm, Trương Huyền lắc đầu. A, à, vì cái gì a? Mưa Thu mẫu thân khó hiểu. Trương Huyền nhìn mắt Quách Mỹ Thần cùng trung niên nam nhân phương hướng, mở miệng giải thích nói, theo ta được biết, nguyên bản phía chính phủ. Đối với một miếng đất tiến hành rồi bán đấu giá, phía chính phủ đối rất nhiều đại hình xí nghiệp, đều là có hạn chế, lúc ấy miếng đất kia thổ địa diện tích, cùng này thôn không sai biệt lắm, bán đấu giá giới là 6.500 triệu, bị Cách Quang Thực Nghiệp bắt lấy, miếng đất kia khoảng cách nơi này không xa, nếu Cách Quang Thực Nghiệp muốn bắt lấy miếng đất này. Chuẩn bị tài chính không sai biệt lắm là tương đồng, hơn nữa bồi thường khoản, chỉ khả năng cao hơn 6.500 triệu, tuyệt đối không có khả năng thiếu. Hiện tại bọn họ trong miệng nói ra mới bao nhiêu tiền. Mỗi nhà ấn phòng ốc bồi xuống dưới, thêm lên cũng không đến 100 triệu, liền loại này bồi thường phương thức, hơn nữa thổ địa, nhiều nhất 300 triệu liền bắt lấy tới, loại này cách làm, tuyệt đối sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Mưa Thu mẫu thân nghe lời này, có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, nàng hỏi, Tiểu Trương, vậy ngươi ý tứ, là Cách Quang Thực Nghiệp cố ý cấp thiếu tiền? Sẽ không, Trương Huyền lắc lắc đầu. Cách Quang Thực Nghiệp có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, khẳng định sẽ không tại đây loại sự tình thượng cho người ta bắt lấy nhược điểm, nếu không đến lúc đó đại gia biết việc này, cùng nhau nháo đi lên, khác không nói, đối Cách Quang Thực Nghiệp cổ phiếu đánh sâu vào, đều không ngừng mấy cái trăm triệu đơn giản như vậy, chuyện này, là có người khác, từ trung gian kiếm tiền a. Mưa Thu mẫu thân nghe là nghe không rõ, cái gì cổ phiếu đánh sâu vào này đó, nàng cũng chưa tiếp xúc quá, nàng có thể nghe hiểu chính là... Lần này phá bỏ và di rời đền tiền, là tiền cấp thiếu. Tiểu Trương, vậy ngươi nói, này có thể cho nhiều ít a? 1 mét vuông có thể nhiều cấp 1.000 sao? Mưa Thu mẫu thân hỏi. Trương Huyền lắc lắc đầu, a di, nơi này phòng ở, rất nhiều đều là tân kiến, ấn quy định tới nói, mỗi mét vuông bồi thường giá cả, là dựa theo hiện tại thành phố giá nhà giá trung bình tới tính toán, ngươi tính tính, đây là nhiều ít a? A, Trương Huyền nói. Làm Mưa Thu mẫu thân cả kinh, thành phố phòng ở giá trung bình. Thành phố núi tuy rằng so ra kém đều hải cái loại này tấc đất tấc vàng địa phương, nhưng giá trung bình cũng có 1 vạn. Mưa Thu mẫu thân nhìn về phía Quách Mỹ Thần,
giờ phút này Quách Mỹ Thần cùng trung niên nam nhân trên mặt, che kín ý cười, muốn dựa theo Tiểu Trương theo như lời, bọn họ này nơi nào là làm đại gia kiếm tiền, rõ ràng là hố đại gia tiền A, 1 mét vuông liền hố 8.000 A. Bọn họ cũng quá độc ác, này muốn đại gia mặt sau đã biết, không chừng có bao nhiêu sinh khí. Đại gia, không cần ký, không cần ký. Mưa Thu mẫu thân nhìn không được, hô to ra tới, bọn họ đây là hố đại gia hỏa A. Mưa Thu mẫu thân nói, làm mọi người cả kinh, mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại đây. Chương 561 cút đi. Mưa Thu mẫu thân là cái thiện lương người, trong lòng giấu không được chuyện, nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng đã bị Mưa Thu gì cả lừa đi gần 100 vạn. Hiện tại Mưa Thu mẫu thân vừa nghe Quách Mỹ Thần này hai người là hố đại gia, căn bản nhìn không được, trực tiếp lớn tiếng hô ra tới. Những cái đó đang muốn đi ký tên, cùng đã ký tên người, đều chiều bên này xem ra. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì đâu, cái gì kêu hố đại gia a? Phía trước cùng Mưa Thu một nhà cùng đi đến cái kia trung niên nữ nhân ra tiếng, nàng đang chuẩn bị ký tên đâu. Mưa Thu mẫu thân một cái kính lắc đầu, nói, đại gia hỏa nghe ta nói, bọn họ cấp bồi thường khoản, căn bản là không thích hợp, ít nhất thiếu vài ngàn, đại gia trước không cần thêm a. Vài ngàn, Quách Hoành cười một tiếng, ngươi quả thực quá khôi hài, lần này Mỹ Thần cho chúng ta mỗi nhà đều tranh thủ mấy vạn khối chỗ tốt, như thế nào sẽ thiếu ngươi kia mấy ngàn? Chính là a, hơn nữa chúng ta này mấy chục vạn, cũng không để bụng kia mấy ngàn khối lạp, coi như cấp Mỹ Thần vất vả tiền sao. Một người nói, Mỹ Thần có thể tranh thủ tới, cũng là ra không ít lực. Nhị tỷ, ta còn tưởng rằng gì sự đâu, mấy ngàn đồng tiền, không có việc gì. Trung niên nữ nhân không để bụng vẫy vẫy tay. Không phải, không phải, Mưa Thu mẫu thân vẻ mặt nôn nóng, không phải tổng giá trị thiếu mấy ngàn, là mỗi mét vuông đều thiếu mấy ngàn a. Cái gì? Mưa Thu mẫu thân lời này vừa ra, tức khắc đưa tới một trận kinh hô, mỗi mét vuông thiếu mấy ngàn. Quách Mỹ Thần cùng trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Quách Hoành. Quách Hoành giờ phút này sắc mặt cũng âm đi xuống, quát, ngươi không cần ở kia nói bậy, mỗi mét vuông thiếu bồi mấy ngàn. Những cái đó tiền ngươi ra. Số đàn bà, đừng cho lão tử nói hưu nói vượn. Quách Mỹ Thần bên cạnh trung niên nam nhân trực tiếp vén tay áo, chiều Mưa Thu mẫu thân này đi tới, vẻ mặt không tốt, ta xem lão tử không giáo huấn một chút ngươi, thật là cho ngươi mặt. Trung niên nam nhân đi đến Mưa Thu mẫu thân trước người, giơ lên tay, một cái tát liền chiều Mưa Thu mẫu thân trên mặt đánh đi. Bang một tiếng giòn vang vang lên, lại không phải trung niên nam nhân đánh tới Mưa Thu mẫu thân phát ra thanh âm, mà là Trương Huyền bàn tay, dừng ở trung niên nam nhân trên mặt. Trung niên nam nhân bị Trương Huyền này một cái tát đánh có điểm phát ngốc. Ngươi làm gì, ngươi dám đánh người? Quách Mỹ Thần phát ra một tiếng thét chói tai, đi nhanh chạy tới. Mưa Thu mẫu thân vừa mới bị trung niên nam nhân giơ lên bàn tay hoảng sợ, theo bản năng nhắm mắt lại, thẳng đến Trương Huyền một cái tát chiều đến trung niên nam nhân trên mặt, nàng mới phản ứng lại đây, đem đôi mắt mở. Trương Huyền lắc lắc bàn tay, cười nói, từ pháp luật phương diện mà nói, ta vừa mới cách làm, có thể nhận định vì là tự vệ một loại, ở hắn đối ta nơi phương hướng, làm ra có công kích tính động tác, thả công kích đang ở tiến hành chung khi, ta đánh hắn, hoàn toàn ở pháp luật cho phép trong phạm vi. Xin hỏi, ta vì cái gì không dám đánh hắn đâu? Trương Huyền nói, làm Quách Mỹ Thần sắc mặt ngẩn ra, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, cái này làm cho nàng á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào trả lời. Pháp luật, ta đi ngươi sao pháp luật? Trung niên nam nhân rít gào một tiếng, ngươi hắn sao dám đánh lão tử, biết lão tử là ai sao? Quách Hoành, này hắn sao là ngươi địa phương? Một bên Quách Hoành cũng không nghĩ tới Trương Huyền thế nhưng sẽ đánh người, hắn chỉ cho rằng bị đánh hẳn là Mưa Thu mẫu thân, ở trung niên nam nhân này một giọng nói hạ, chạy mau lại đây, quát lớn nói, Mưa Thu, các ngươi làm gì đâu, ai cho các ngươi đánh người? Là hắn trước muốn động thủ, Mưa Thu mày liễu một hoành, nàng tuy rằng thiện lương, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu không hé răng. Động thủ, ai động thủ, Quách to lớn thanh quát, ta chỉ nhìn thấy, ngươi mang đến người động thủ. Mau xin lỗi. Quách Hoành nói xong, vội vàng chiều Quách Mỹ Thần đầu đi kỳ hảo tươi cười, nói, Mỹ Thần, làm ngươi lão công xin bớt giận, việc này ta tới giải quyết. Quách Hoành, ta nói cho ngươi, nếu giải quyết không tốt, ta cùng ngươi không để yên. Quách Mỹ Thần trừng mắt nhìn mắt Quách Hoành, theo sau vội vàng duỗi tay vuốt ve trung niên nam nhân sườn mặt, kiều thanh nói, lão công, ngươi không sao chứ?
mau, xin lỗi, Quách Hoành hướng Mưa Thu quát. Xin lỗi, chúng ta mới sẽ không xin lỗi. Mưa Thu phồng lên quai hàm, vẻ mặt kiên định nói. Không xin lỗi, không xin lỗi các ngươi hai mẹ con liền cút cho ta ra thôn đi, chúng ta không chào đón các ngươi. Quách Hoành duỗi tay chiều cửa thôn phương hướng một lóng tay, nhà các ngươi ở trong thôn kia bộ nhà cũ, coi như là cho Mỹ Thần bồi thường. Dựa vào cái gì, ngươi có cái gì quyền lợi làm như vậy? Mưa Thu tức giận không thôi. Chỉ bằng lão tử là thôn trưởng nhi tử, mà ngươi cái gì đều không phải, chỉ là cái hàng ngoại, cấp lão tử lăn. Quách Hoành trực tiếp xé rách ra mặt. Mưa Thu hai mẹ con nghe lời này, khí cả người phát run. Quách Hoành nhìn Mưa Thu hai mẹ con phát run bộ dáng, trong lòng đắc ý không thôi, hắn hiện tại nhất hy vọng, chính là này hai người trực tiếp khí phất tay áo rời đi, như vậy, chính mình là có thể quang minh chính đại đem nhà nàng kia bộ nhà cũ cấp bán, một mét vuông bình thường bồi thường giới, kia chính là 9.800 a, kia nhà cũ có gần 100 mét vuông đâu, này bạch bạch mấy chục vạn tới tay. Quách Hoành, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi đã chết cái kia tâm đi, phòng ở viết chính là ta mẹ nó tên. Liền tính chúng ta đi rồi, tiền cũng không tới phiên ngươi tới phân. Mưa Thu cắn ngân nha, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mưa Thu cũng không giống trước kia như vậy đơn thuần dễ khi dễ, liếc mắt một cái liền nhìn ra Quách Hoành trong lòng bàn tính. Quách Hoành cười lạnh một tiếng, cái gì kêu ta tới phân? Các ngươi đánh Mỹ Thần nàng lão công, chẳng lẽ không cần tiền thuốc men sao? Kia phòng ở, vừa vặn đủ tiền thuốc men. Ta nói cho ngươi Mưa Thu, ngươi đừng ở chỗ này cho ta chơi xấu. Nếu là bởi vì các ngươi một nhà đắc tội Mỹ Thần hai vợ chồng, làm lần này sự tình ngâm nước nóng, nhìn xem các ngươi như thế nào cùng đại gia hỏa giao đãi, nhiều như vậy tiền, các ngươi tới cấp sao? Quách Hoành khi nói chuyện, cố ý đem tất cả mọi người nói tiến vào, chính là muốn dùng đại gia danh nghĩa tới áp Mưa Thu. Quả nhiên, ở Quách Hoành nói xong câu đó sau, rất nhiều người đều chiều Mưa Thu hai mẹ con đầu tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Mưa Thu, các ngươi muốn không có việc gì, liền đi trước đi. Các người không nghĩ ký tên, cũng đừng chậm trễ chúng ta thêm a. Một người hơn 50 tuổi nữ nhân, bất mãn mở miệng. Tại đây danh nữ nhân nói lời nói lúc sau, lại có rất nhiều người ra tiếng. Chính là, chúng ta tưởng thêm, người không thêm liền đi a. Đừng hỏng rồi chúng ta chuyện tốt hành sao. Đi thôi hai người, này không chào đón các ngươi. Đạo đạo thanh âm vang lên, lập tức nhiều người như vậy đều ra tiếng làm Mưa Thu hai mẹ con rời đi. Cái này làm cho Mưa Thu mẫu thân trong lúc nhất thời có chút không thể tin được. Trương Huyền thở dài, những người này, phần lớn đều là bà con xa thân thích, tại đây mấy chục vạn dụ hoặc hạ, xé rách ra mặt, đó là hết sức bình thường, đừng nói bà con xa thân thích, Mưa Thu gì cả cùng Mưa Thu mẫu thân vẫn là thân tỉ muội, đều bởi vì những cái đó tiền nháo bẻ. Chương 562 Phùng Nhiên tới. Một đám người không ngừng lên án công khai Mưa Thu hai mẹ con, làm Mưa Thu hai mẹ con chạy nhanh rời đi. Cút đi, còn phải chúng ta Diêu La bồn chồn vui vẻ đưa tiễn hai người sao? Quách Hoành đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói. Mưa Thu mẫu thân nhìn này đó cùng Quách Hoành cùng nhau đuổi đi chính mình đi người, nàng vừa mới cứ thế cấp nói ra những lời này đó, đơn giản chính là không nghĩ làm đại gia hỏa bị lừa, kết quả là, chính mình thế nhưng thành tội nhân. Trương Huyền thở dài, vỗ vỗ Mưa Thu mẫu thân bả vai, a di, có đôi khi, ngươi phải học được không như vậy thiện lương, có một số người, có một số việc. Người cùng bọn họ nói một lần là được, bọn họ có thể hay không tỉnh ngộ, là chính bọn họ sự, nói thêm nữa cái gì, một chút ý nghĩa đều không có. Ai, Mưa Thu mẫu thân gật gật đầu, lần trước sự, hơn nữa lần này sự, làm nàng hoàn toàn chướng giáo huấn. Mẹ, chúng ta đi, Mưa Thu lôi kéo chính mình mẫu thân tay. Đừng nóng vội, đi trước trong phòng đem bất động sản chứng những cái đó lấy thượng đi, tuy rằng không bao nhiêu tiền, cũng đừng làm cho tiểu nhân nhặt tiện nghi mới là. Trương Huyền nhắc nhở một tiếng. Đối, Mưa Thu dùng sức gật đầu, lôi kéo mẫu thân, chiều nhà cũ đi đến. Bọn họ lời nói, Quách Hoành rõ ràng nghe vào trong tai, đối với Mưa Thu hai mẹ con cách làm, hắn là một chút đều không thèm để ý, đây chính là Quách gia thôn, hắn cha là thôn trưởng, đối đãi hai cái không nơi nương tựa nữ nhân mà thôi, cái gì không phải hắn định đoạt. Trương Huyền bồi Mưa Thu hai mẹ con chiều nhà cũ kia đi đến. Quách Mỹ Thần cùng trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, trung niên nam nhân gắt gao niết quyền. Lão công, đừng nóng giận, chờ chúng ta đem bên này tiền kiếm xong rồi, lại lộng hắn. Quách Mỹ Thần nhỏ giọng khuyên nhủ. Yên tâm, ta biết, trung niên nam nhân thở phào một hơi, so với báo thù tới nói, hiện tại kiếm tiền,
mới là quan trọng nhất, chỉ cần hôm nay việc này một thành, mấy cái trăm triệu liền đến chính mình trong túi, này nửa đời sau, vô ưu vô lự. Trung niên nam nhân bằng phẳng một chút cảm xúc, mở miệng nói, hảo, muốn ký tên, liền tới thiêm đi. Quách Hoành cũng giúp đỡ hô, ký tên nắm chặt a, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, chính mình ra có bao nhiêu đại phòng ở, có thể bồi bao nhiêu tiền, các ngươi trong lòng rõ ràng. Ký tên tiến hành lửa nóng, ở Quách Hoành cổ động hạ, mọi người đều cướp ký tên. Một chiếc lao tư, chậm rãi xử vào cửa thôn, này chiếc siêu xe vừa xuất hiện, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Oa, các ngươi xem đó là gì xe? Rolls Royce, này xe đến vài trăm vạn đâu a? Mấy trăm vạn, ta thiên, đây là ai a? Ta không nhớ rõ chúng ta thôn còn có người hỗn tốt như vậy a. Mọi người nhìn về phía kia chiếc mở ra Rolls Royce, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Quách Mỹ Thần lão công, vừa thấy này chiếc lao tư, lập tức buông trong tay sự, vội vàng chiều kia chiếc Rolls Royce chạy tới. Rolls Royce ngừng ở mọi người trước mặt, cửa xe mở ra, một nam nhân trung niên, từ trên xe đi xuống tới. Phùng Tổng, ngài đã tới. Quách Mỹ Thần lão công cúi đầu khom lưng đi đến trên xe xuống dưới trung niên nam nhân trước người, vấn an. Tên này trung niên nam nhân, đúng là lúc ấy tập kết thành phố núi các đại xã đoàn Phùng Nhiên. Phùng Nhiên vừa xuống xe, liền xung Quách Mỹ Thần lão công hỏi, thế nào, sự tình làm như thế nào? Phùng Tổng, ngài yên tâm, không có vấn đề. Quách Mỹ Thần lão công liên tục trả lời. Hành, ta liền tới nhìn xem, nếu không có gì, vậy như vậy đi, đem sự làm xinh đẹp chút. Phùng Nhiên nói chuyện thời điểm, cố ý chiều trong đám người nhìn thoáng qua, hắn đi vào này, đương nhiên không phải tùy tiện đến xem, mà là thu được tiểu ngũ bảy mưu đặt kế. Bản thân lần này, cách quang thực nghiệp có vài khối địa tới lựa chọn, nhưng lại cố tình lựa chọn Quách gia thôn, chính là bởi vì, tiểu ngũ nghe được, mưa thu mẫu thân quê quán, liền tại đây, vì cấp Trương Huyền lưu lại một ấn tượng tốt, tiểu ngũ cố ý suy nghĩ như vậy một cái biện pháp, tới cấp mưa thu ra đưa tiền, tiểu ngũ chuyên môn công đạo Phùng Nhiên, ngàn vạn muốn cho mưa thu vừa lòng. Phùng Nhiên lần này tới, chính là muốn nhìn một chút về lần này trinh địa bồi thường, mưa thu phản ứng là cái dạng gì, kết quả phát hiện, người căn bản là không ở. Phùng Nhiên nhìn thoáng qua, liền lên xe chuẩn bị rời đi. Phùng Nhiên mới vừa ngồi vào trên xe, liền nghe một tiếng quát mắng truyền đến. Mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Này thanh quát mắng, làm Phùng Nhiên theo bản năng chiều ngoài xe nhìn thoáng qua. Quách Mỹ Thần lão công vội vàng mở miệng giải thích, Phùng Tổng, đừng hiểu lầm, là nói mấy cái không biết tốt xấu người đâu. Phùng Nhiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua, một chút, liền thấy được mưa thu. Không riêng có mưa thu, còn có ngày đó, liền ngũ thiếu đều kêu đại ca người, cũng đứng ở nơi đó. Mà bị quát mắng lăn, chính là Trương Huyền ba người. Lần này, nhưng làm Phùng Nhiên hoảng sợ, tình huống như thế nào? Đi nhanh đi, nơi này không chào đón các ngươi. Mau cút, Quách to lớn quát một tiếng. Mưa thu là xem đều lười đến lại xem này đó cái gọi là bà con xa thân thích liếc mắt một cái, lôi kéo chính mình mẫu thân, đi nhanh chiều dừng xe địa phương đi đến. Mưa thu mẫu thân nghe chung quanh truyền đến thanh âm, trong lòng chua xót khôn kể, nàng ước nguyện ban đầu, chỉ là muốn vì đại gia hảo mà thôi. Trương Huyền nội tâm, không hề gợn sóng, hắn trà trộn nhiều năm như vậy, cái dạng gì trường hợp đều gặp qua, ngay cả thân huynh đệ, vì một miếng thịt đều có thể cắt lấy đối phương đầu. Đương Trương Huyền ba người từ Quách Mỹ Thần hai vợ chồng trước mặt đi ngang qua thời điểm, Quách Mỹ Thần lão công hung tợn nói, tiểu tử, người kia một cái tát, lão tử nhớ kỹ. Người cấp lão tử chờ xem. Loại người này uy hiếp, Trương Huyền liền giống như không nghe được giống nhau, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Trương ca, Phùng Nhiên vội vàng từ trong xe chui ra tới, hướng Trương Huyền vấn an. Ngươi là, Trương Huyền có chút nghi hoặc nhìn Phùng Nhiên, hắn cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Ngày đó Phùng Nhiên tụ tập rất nhiều xã đoàn thời điểm, Trương Huyền lực chú ý căn bản là không đặt ở hắn trên người. Hiện tại qua đi thời gian dài như vậy, nghĩ không ra cũng là bình thường. Trương ca, hắn là Phùng Nhiên a, ngày đó tiểu ngũ gọi tới người. Mưa thu nhưng thật ra nhớ rõ Phùng Nhiên, cấp Trương Huyền nhắc nhở một chút. Đúng, Trương ca, ngài quý nhân hay quên sự, lần trước ngài cùng ngũ gia ở một khối thời điểm, ta đã thấy ngài, người khả năng đối ta không có gì ấn tượng. Phùng Nhiên liên tục mở miệng, thân mình đều là nửa cung. Phùng Nhiên đối đãi Trương Huyền thái độ. Làm đứng ở một bên Quách Mỹ Thần hai vợ chồng trừng lớn đôi mắt,
không thể tin được, đây chính là Phùng Tổng A. Một câu là có thể quyết định chính mình sinh tử tồn tại, hiện tại thế nhưng đối tiểu tử này như vậy cung kính, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Nghĩ vậy, Quách Mỹ Thần hai vợ chồng hít hà một hơi, cảm giác có chút chân mềm, chính mình lần này, sẽ không thật là không cẩn thận đá đến ván sắt đi. Còn có, Phùng Tổng trong miệng nói ngũ gia, kia không phải thành phố núi nhà giàu số một ngũ lập nhi tử sao, như thế nào đến mưa thu trong miệng, liền thành tiểu ngũ. Lại còn có kêu đến như vậy tự nhiên. Như vậy một màn, làm Quách Mỹ Thần hai vợ chồng trong lòng phát lạnh. Chương 563 là hắn chủ động. Trương Huyền nhìn Phùng Nhiên, suy nghĩ một chút, hỏi, nơi này, là các ngươi công ty tới làm phá bỏ và di rời. Đúng vậy, Phùng Nhiên liên tục gật đầu. Các ngươi này phá bỏ và di rời bồi thường khoản định chính là bao nhiêu tiền? Trương Huyền cố ý hỏi một chút, hắn tuy rằng không để bụng này đó Quách gia thôn người nói như thế nào chính mình, nhưng xem mưa thu hai mẹ con hiện tại bị người như vậy hiểu lầm, vẫn là tưởng đem sự tình làm sáng tỏ một chút. Quách Mỹ Thần hai vợ chồng nghe được Trương Huyền hỏi ra vấn đề này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay cả một bên Quách Hoành, sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm. Phùng Nhiên bồi một bộ gương mặt tươi cười, nói, Trương ca, chúng ta phá bỏ và di rời bồi thường, vẫn luôn là dựa theo phòng ốc diện tích, tới căn cứ hiện tại thành phố núi phòng ốc giá trung bình tới tiến hành bồi thường, này bồi thường khoản, 1m² là 9.800. 9.800. Phùng Nhiên nói, làm Quách gia thôn mọi người đồng thời cả kinh. Trương Huyền khóe miệng gợi lên, quả nhiên liền cùng hắn suy đoán chính là giống nhau, này Quách Mỹ Thần hai vợ chồng tâm đủ tàn nhẫn a, đem giá cả áp đến mỗi mét vuông 2.000. 1m² 9.800. Quách Mỹ Thần, ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết chính là 2.000. Vừa mới trước hết quát lớn mưa thu mẫu thân cái kia trung niên nữ nhân, hiện tại cái thứ nhất ra tiếng chất vấn nói. Quách Mỹ Thần 1m² thiếu báo gần 8.000 khối, ở đây người, chính mình cái đến phòng ở, phần lớn đều là 200m², này tính xuống dưới, mỗi nhà liền ít đi bồi 160 vạn. Một nhà chính là 160 vạn, này nhưng có thượng bách gia a. Quách Mỹ Thần phía sau lưng tức khắc che kín mồ hôi. Một chúng Quách gia thôn thôn dân, tất cả đều chiều Quách Mỹ Thần hai vợ chồng xem ra. Quách Mỹ Thần, hai người thật ác độc tâm a, chính là như vậy hố đại gia. Một nhà hơn 100 vạn, các ngươi cũng có thể hạ thủ được. Các ngươi quả thực chính là không biết xấu hổ. Đạo đạo lên án công khai thanh âm vang lên. Nghe thế lên án công khai thanh âm, mưa thu trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Nhị tỷ, thật là trách lầm các ngươi a. Phía trước cùng Trương Huyền bọn họ cùng nhau tới trung niên nữ nhân vội vàng mở miệng, nếu không phải ngươi mới vừa nhắc nhở một câu, ta đều đem tự ký, không nghĩ tới cái này Quách Mỹ Thần, như vậy lòng lang dạ sói, kiếm chính mình người nhà tiền. Chính là, nhị tỷ, ít nhiều các ngươi hỏi một câu, bằng không chúng ta thật đã bị này tiểu xúc sinh cấp hố. Lúc trước còn lên án công khai mưa thu hai mẹ con người, lúc này đều liên tiếp ra tiếng. Mưa thu hai mẹ con không nói gì, liền ở vừa mới, các nàng hai đã hoàn toàn thấy rõ mọi người sắc mặt, không có gì hảo lại nói. Phùng Nhiên nghe các thôn dân nói, liếc mắt một cái chừng hướng Quách Mỹ Thần lão công, quát lớn nói, ngươi cho ta làm cái gì? Ai làm ngươi ép giá? Phùng Nhiên ở quát lớn đồng thời, trong lòng tràn ngập nồng đậm nghĩ mà sợ, này may mắn là hôm nay đụng tới Trương ca, Trương ca lại đề ra một miệng, nếu không chính mình thật đúng là không biết, bồi thường giá cả bị áp tới rồi 2.000 một mét vuông, thật muốn cái này giá cả thành giao, về sau này đó thôn dân phải biết rằng, nháo khởi sự tới, lại làm mưa thu tẩu tử bất mãn, chính mình còn không được bị ngũ gia phế đi a. Nghĩ đến ngũ gia thủ đoạn, Phùng sau đó bối liền không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Chính mình thiếu chút nữa, đã bị người cấp hố. Nghĩ vậy chút, Phùng Nhiên càng là giận sôi máu, hắn nhìn chằm chằm Quách Mỹ Thần lão công, chúng ta cách quang tiền ngươi đều dám động, chính mình ngẫm lại hậu quả đi. Quách Mỹ Thần hai vợ chồng, lúc này sắc mặt tới rồi cực điểm, hiện tại không riêng gì này đó các thôn dân mắng đến hung, ngay cả Phùng Tổng đều phải truy cứu, một khi cách quang thực nghiệp truy cứu chuyện này, bọn họ nào còn có hậu nửa đời người a? Liền lấy cách quang thực nghiệp thủ đoạn, bọn họ có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai đều hay nói. Phùng Tổng, thực xin lỗi Phùng Tổng, ta là bị mỡ heo che tâm, ngài tạm tha ta lần này đi. Quách Mỹ Thần lão công thình thịch một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, đồng thời kéo hạ Quách Mỹ Thần. Quách Mỹ Thần cũng không dám chần chờ, vội vàng quỳ gối Phùng Nhiên trước mặt. Phùng Nhiên hừ lạnh một tiếng, ta tha các ngươi, ngươi muốn xem đại gia có thể hay không tha các ngươi.
Quách Mỹ Thần đem ánh mắt phóng tới những cái đó thôn dân trên người, này đó thôn dân một đám tức giận không thôi. Các ngươi loại này lòng lang dạ sói đổ vật, ta phi, chạy nhanh cút đi. Các thôn dân trong miệng quát mắng. Quách Mỹ Thần nghe được như vậy thanh âm, sắc mặt trắng bệch. Quách Mỹ Thần nàng ca cầm trong tay côn bổng, oán hận chừng mắt nhìn Quách Mỹ Thần liếc mắt một cái, quay đầu muốn đi. Ca, ca, ngươi giúp ta, cầu ngươi, ngươi giúp ta. Quách Mỹ Thần vội vàng đứng dậy chạy hai bước, quỳ rạp xuống nàng ca trước mặt, Quách Mỹ Thần rất rõ ràng, nếu chuyện này, Phùng Tổng thật sinh khí, chính mình đã có thể xong rồi a. Giúp ngươi, Quách Mỹ Thần nàng ca cười lạnh, giúp ngươi cái gì, giúp ngươi cùng nhau hố đại gia sao? Không phải, không phải, Quách Mỹ Thần một cái kính lắc đầu, trong giọng nói mang theo khóc nức nở, ca, không phải ta tưởng hố đại gia, là Quách Hoành, là hắn chủ động tìm được ta, hòa giải ta chia đều cái này tiền. Ta phía trước căn bản là không nghĩ tới muốn hố đại gia a. Quách Mỹ Thần nói, lại lần nữa làm mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhìn đến Quách Hoành trên người. Quách Mỹ Thần, ngươi không cần loạn nói chuyện, Quách Hoành sắc mặt mãnh biến. Ta không có loạn nói chuyện, Quách Mỹ Thần tay chân hoảng loạn từ trong bao lấy ra di động, truyền phát tin một đoạn video, video chung, đúng là Quách Hoành tìm tới Quách Mỹ Thần, nói cùng nhau chia đều phá bỏ và di rời bồi thường khoản sự. Nhìn đến này video nháy mắt, sở hữu thôn dân đều phản ứng lại đây, khó trách Quách Hoành đi đầu ký tên, khó trách Quách Hoành vẫn luôn kêu làm đại gia chạy nhanh đem danh ký, khó trách Ngư Thu hai mẹ con ngăn cản đại gia ký tên thời điểm, Quách Hoành phản ứng sẽ như vậy đại, kết quả là, việc này chính là hắn một tay làm ra tới. Mọi người hiện tại cũng minh bạch, là hoàn toàn hiểu lầm Ngư Thu hai mẹ con. Bọn họ chiều Ngư Thu hai mẹ con vừa mới sở trạm vị trí nhìn lại. Phát hiện Ngư Thu hai mẹ con sớm đã không ở nơi đó, một chiếc bảo mã BMW tam hệ, chậm rãi xử ra cửa thôn. Quách Hoành, người hắn sao chính là cái xúc sinh. Một người thôn dân kích động cầm lấy mộc bổng, chiều Quách Hoành phóng đi. Trong thôn, tức khắc loạn thành hỏng bét. Trên xe, Trương Huyền nhìn đến Ngư Thu mẫu thân tâm tình còn có chút trầm trọng, an ủi nói, a di, trên thế giới này, mỗi người đều là vì chính mình mà sống, ai đều không ngoại lệ, có chút thời điểm. Không cần thiết quan hệ nên phủi sạch, này cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngư Thu ngồi ở hàng phía sau, lôi kéo mẫu thân đôi tay, mẹ, Trương ca nói rất đúng, chúng ta phía trước, là quá chịu người khi dễ. Trương Huyền thông qua nội kính chiếu hậu, thấy Ngư Thu mẫu thân như cũ không nói một lời, thở dài. Thế hệ trước rất nhiều người, vẫn là thực trọng cảm tình, đặc biệt là ở quê quán loại địa phương này, sự tình đột nhiên biến thành như vậy, các nàng một chốc một lát đi không ra. Cũng là bình thường. Nguyên bản nói muốn mừng thọ sự, bởi vì chuyện này phát sinh, cũng liền không có tiếp tục đi xuống, ba người tùy tiện ăn vài thứ, Trương Huyền khiến cho Ngư Thu mang nàng mẫu thân đi về trước nghỉ ngơi, mà chính hắn, còn lại là đi trước tương lai lấy cẩm linh thạch, lại tìm được rồi đường tin cùng đường tư sư huynh muội hai. Trương Huyền đã đến thời điểm, một chiếc quýt thương vụ, cũng vừa vặn ngừng ở đường tin cái kia nhà mặt tiền trước cửa. Chương 564 đường ra bảo. Thị tộc, so với cổ võ thế gia còn muốn thần bí, cổ võ thế gia, đại ẩn ẩn với thị, hiểu biết lúc sau sẽ phát hiện, rất nhiều địa phương, đều sẽ có cổ võ thế gia bóng dáng, mặc kệ là phía chính phủ, vẫn là thương giới, thật giống như Tô gia, bọn họ ở Yến Kinh, liền có rất nhiều xí nghiệp, mà bọn họ trụ địa phương, tuy rằng không ở nội thành, nhưng cũng không xa, hơn nữa giống Tô Du loại này, ở phía chính phủ cũng có chút năng lượng. Nhưng thị tộc bất đồng, thị tộc, có thể nói là hoàn toàn đạm ra người bình thường sinh hoạt vòng, căn bản không thấy được. Trương Huyền cùng đường tin sư huynh muội hai, ngồi ở kia chiếc đường khắc xe thương vụ chung, chiều nội thành bước ra ngoài. Thành phố núi quanh thân, nhiều có san sát núi lớn, cho dù là thành phố này, đều là ở núi lớn phía trên kiến thành. Này chiếc đường khắc xe thương vụ mục đích địa, chính là một tòa núi lớn. Trương Huyền nhìn đến, này chiếc đường khắc thương vụ sở đi đường núi, căn bản là nhìn không tới khắc xe. Đường núi hiểm trở, hai bên cây cối phồn đa, có chút địa phương, căn bản là không có minh xác con đường, có thể nói, này chiếc đường khắc thương vụ là vẫn luôn ở núi rừng gian đi qua. Đường tin nói cho Trương Huyền, rất nhiều thị tộc, đều là cùng phía chính phủ có hiệp nghị, thị tộc bất xuất thế, phía chính phủ cũng sẽ tận lực bảo đảm thị tộc an bình không bị quấy rầy, làm thị tộc có thể càng tốt duyên tồn đi xuống, đến nỗi hai bên vì cái gì sẽ đạt thành như vậy hiệp nghị, đường tin chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ hiện tại sở đi con đường này, là hoàn toàn không có bị khai phá, cũng là cấm bất luận kẻ nào đồng hành địa phương.
Đường núi kéo dài hướng về phía trước, hơn 10 phút sau, Trương Huyền lại xem ngoài cửa sổ, chính mình hiển nhiên đã ở vào giữa sườn núi thượng, nơi này đường núi rất khó đi, chiếc xe phát sinh rõ ràng sóc này. Đường Tin hướng Trương Huyền mở miệng, Trương huynh đệ, người cũng là thị tộc nhân, hẳn là rõ ràng thị tộc tồn tại thời gian có bao nhiêu trường, hiện tại rất nhiều sách cổ chung ghi lại, đều không phải là hư cấu, chúng ta đường thị, ở có một đoạn thời gian, bị nhân xưng làm đường môn. Đường môn từ xưa nhiều danh môn tướng sĩ, cũng không thiếu gian trá để tiện người, ở đường môn huy hoàng nhất thời kỳ, đã từng truyền lưu như vậy một câu, Ninh Ngộ Diêm La Vương, không chọc đường môn lang. Ở Đường Tin nói xong lời cuối cùng một câu khi, trong mắt toát ra thật sâu khát khao chi sắc, đáng tiếc, lúc trước đường môn phong cảnh, đến bây giờ cũng không còn nữa tồn tại. Đường Tin nói chuyện thời điểm, Trương Huyền cũng không xen mồm, liền an tĩnh nghe. Hắn hiện tại chính là yêu cầu bù lại phương diện này đồ vật, hắn đối thị tộc hiểu biết, thật sự là quá ít quá ít. Đường Tin tiếp tục nói, cùng Lũng Tây Lý Thị như vậy khổng lồ thị tộc bất đồng, Lũng Tây Lý Thị, thích khai chi tán diệp, chẳng sợ hiện tại, Lý Thị tộc nhân, đều trải rộng hoa hạ các nơi, đại giang Nam Bắc, chúng ta đường thị, chẳng sợ ở nhất phong cảnh thời điểm, đều là du rú trong nhà, hiện tại càng là như thế, chỉ có ở bồi dưỡng đời sau thời điểm. Mới có thể làm trong tộc người trẻ tuổi đi ra ngoài lang bạt mấy năm. Trương Huyền nghe kỳ quái, cổ võ thế gia giữa, rất nhiều người đều là liên hôn, các ngươi liền không liên hôn sao? Còn muốn tộc nhân đi ra ngoài. Đường Tin cười khổ một chút, nói, Trương huynh đệ, người có điều không biết, dĩ vãng đường môn tuy rằng là thanh danh lan xa, nhưng bởi vì đối võ lâm chính tà khái niệm đạm bạc, cho nên bọn họ chỉ sinh hoạt ở thế giới của chính mình, vừa không nguyện cùng danh môn chính phái kết giao. Cũng khinh thường cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, cấp thế nhân cảm giác luôn là cũng chính cũng tà, cho nên bằng hữu cũng không nhiều, tới rồi hiện tại, càng là ít ỏi không có mấy, mọi người đều tận khả năng nghĩ cách làm gia tộc kéo dài đi xuống. Ai còn sẽ làm liên hôn loại sự tình này a? Hiện tại liên hôn, đó chính là tự chịu diệt vong. Trương Huyền nghe, gật gật đầu, đích xác cũng là, nếu thật sự nhân khẩu suy sụp, liên hôn đích xác xác là tự chịu diệt vong một loại. Nhìn xe vẫn luôn chiều sơn thượng đi đến, Trương Huyền lại tò mò hỏi, các người đường thị, liền ở tại trong núi. Không tồi, Đường Tin gật gật đầu, chúng ta đường thị, nhiều lấy cơ quan ám khí là chủ, chúng ta sở dĩ có thể còn sót lại đến bây giờ, chính là bởi vì có núi lớn nơi hiểm yếu, cùng với vô số cơ quan ám khí bảo hộ, đường thị giữa, rốt cuộc bố trí nhiều ít đủ loại kiểu dáng cơ quan, ngay cả chính chúng ta đều không rõ ràng lắm, chỉ có lão tộc trưởng có thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu không chúng ta đường thị, đã sớm xuống dốc. Đường Tin nói, liền bắt đầu thở dài. Trương Huyền nhìn đến, hắn sở ngồi chiếc xe, xử nhập một chỗ sơn động giữa, này sơn động cực kỳ ẩn nấp, ở trên vách núi đá có một chỉnh xuyến dây đằng, ngăn trở huyệt động nhập khẩu, nếu là nhân lực muốn đẩy ra những cái đó dây đằng, căn bản làm không được, chẳng sợ lái xe, cũng đến xông vào tiến vào, nhưng nếu không có biết nơi này có khác động thiên, trừ phi có người muốn chết, mới có thể lái xe vọt vào tới. Xe ở tối tăm huyệt động chung nhanh chóng chạy, ước chừng 5 phút thời gian, Trương Huyền tính toán thời gian cùng tốc độ xe, kết luận giờ phút này, chiếc xe tuyệt đối đã xử đến núi lớn bụng. Tối tăm liên tục lâu lắm, bỗng nhiên một mặt bạch quang từ phía trước sáng lên, làm Trương Huyền phi thường không thích ứng. Lái xe tài xế sớm có chuẩn bị, đón ánh sáng, đem xe khai đi ra ngoài. Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh Đường Tin hít sâu một hơi, Trương huynh đệ, hoan nghênh người đi vào. Đường gia bảo. Chiếc xe đình ổn, đón ánh sáng, Trương Huyền thấy được một cái hoàn toàn ở núi lớn bên trong sáng lập thôn trang, núi lớn đỉnh chóp, cũng không có phong kín, ánh mặt trời theo một ít hạp khẩu chiếu xuống tới. Trước mặt thôn trang, phòng ốc đều là từ mộc thạch dựng mà thành, nơi này y phục trên người, cùng ngoại giới có vẻ không hợp nhau, đều là một ít tràn ngập cổ phong cổ sắc trang phục, phòng ốc cũng đều là dựa vào vách núi dựng, cổ hương cổ sắc, nếu là một ít hán phục người yêu thích tới đây, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Trương Huyền đi xuống xe, Đường Tin sư huynh muội hai cũng liên tiếp xuống xe. Ở nhìn đến Đường Tin trong nháy mắt, đối diện trên vách núi đá một người dùng sức thổi tiếng huýt sáo, tiếng còi ở bên trong sơn cốc xoay quanh, đang ở bên trong sơn cốc người, cùng thời gian đều đem ánh mắt chiều Đường Tin này nhìn lại đây, cuối cùng tập trung đến Trương Huyền trên người. Ba điều dây thừng, bị người ném đến Trương Huyền dưới chân, này dây thừng treo ở trên vách núi đá, hiện tại Trương Huyền chạm này khối ngôi cao. Muốn hoàn toàn tiến vào bên trong sơn cốc, cần thiết muốn dựa vào dây thừng tới trượt đi xuống, đây cũng là thị tộc giữa một cái ngạch cửa, không có điểm thực lực người, liền bước vào thị tộc đại môn, đều không thể làm được.
Trương Huyền nhìn thoáng qua, hắn hiện tại thân ở cái này ngôi cao, khoảng cách mặt đất, có hơn 20 mễ cao, người thường quang nhìn dưới chân, đều có thể cảm giác hai chân nhũn ra. Trương Huynh, chúng ta đi thôi. Đường Tin hơi hơi mỉm cười, kéo trên mặt đất dây thừng, thân mình nhảy, hướng phía dưới đi vòng quanh. Đường Tư cũng là kéo một cây dây thừng, thân hình như hồng nhạn giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng, hướng phía dưới rơi đi. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, ở sơn cốc giữa, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ, đây là đến từ chính Trương Huyền hàng năm du tẩu ở sinh tử bên cạnh giác quan thứ 6. Trương Huyền khẳng định, chung quanh này đó nhìn như bình thường vách núi giữa, nhất định cất giấu đại lượng cơ quan. 20 mét độ cao, Trương Huyền căn bản không có lấy kia căn dây thừng, đi đến ngôi cao biên, trực tiếp nhảy xuống. Chương 565 Đường Thị. Trương Huyền có thể nhìn ra tới, Đường Thị ném tới này ba điều dây thừng, đơn giản chính là tưởng cho chính mình một cái ra oai phủ đầu, mà Trương Huyền, đồng dạng cũng muốn cấp Đường Thị một cái ra oai phủ đầu, hiện tại thân ở thị tộc giữa, sẽ phát sinh cái gì, Trương Huyền cũng nói không chừng, khả năng thượng một giây còn đối chính mình mỉm cười Đường Tin, giây tiếp theo liền sẽ múa may dao mổ chiều chính mình bổ tới, rốt cuộc chuyện như vậy, ở Trương Huyền trải qua chung, gặp qua quá nhiều. Cho nên, tất yếu vũ lực kinh sợ, vẫn là phải có, Trương Huyền tới đây, không phải tới tìm phiền toái, mà là thành tâm muốn tìm người hợp tác, hiện tại hiểu biết tới rồi thần bí thị tộc, quang minh đảo thực lực tăng lên, lửa xém lông mày. Trương Huyền tự 20 mét trời cao vuông góc rơi xuống đất, đường dẫm đến trên mặt đất khi, hắn liền đầu gối đều không có uốn lượn chút nào, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Những cái đó nguyên bản đều nhìn chăm chú vào, chuẩn bị xem Trương Huyền ra khứu Đường Thị con cháu. Giờ phút này không khỏi đồng tử co rụt lại. Ha ha ha, Trương Tiểu Hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Một đạo tiếng cười, từ Trương Huyền cách đó không xa vang lên. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo tuổi già thân ảnh, ăn mặc một thân màu xanh lá trường bào, chiều phía chính mình đi tới, tại đây tuổi già thân ảnh bên cạnh, đi theo chính là Đường Tin sư huynh muội hai người. Trương huynh đệ, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Đường Thị đại trưởng lão. Đường Tin mở miệng, đang nói đến đại trưởng lão ba chữ thời điểm, Đường Tin trên mặt không tự giác lộ ra một mặt cung kính, có thể thấy được vị này Đường Thị đại trưởng lão ở thị tộc giữ uy tín. Trương Huyền nhìn về phía tên này lão giả, hơi hơi gật đầu, đại trưởng lão hảo. Ha ha, Trương Tiểu Hữu, ta phía trước liền nghe Đường Tin đứa nhỏ này nói, ngươi thân thủ lợi hại, vừa mới kia nhảy, cũng không phải là ai đều có thể làm được a. Đại trưởng lão khi nói chuyện, ánh mắt nhìn mắt trên thạch đài phương. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đại trưởng lão quá khen. Ha ha, đại trưởng lão cười khẽ hai tiếng, làm cái thỉnh thủ thế, Trương Tiểu Hữu, lần đầu tiên tới chúng ta Đường Thị, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng thứ lỗi a, thỉnh. Trương Huyền nhìn trước mắt phương, đại trưởng lão sở so ra tay thế địa phương, đúng là một cái chạy dài sơn cốc, này sơn cốc liếc mắt một cái vọng không đến đầu, vách núi hai sườn. Nơi nơi đều là dân cư, còn có thật lớn nỏ tiễn, kia tòa mà nỏ xe có 4 mét đại, nỏ tiễn 1 mét trường, cho dù là một đầu voi, cũng có thể bị một mũi tên sỏ xuyên qua, trừ bỏ nỏ tiễn ở ngoài, còn có rất nhiều sát thương tính cực đại cơ quan, ở này đó cơ quan bên, đều đứng vài tên Đường Thị tộc nhân, tất cả đều nhìn Trương Huyền. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đại trưởng lão, làm phiền. Nói xong, Trương Huyền cất bước, hướng phía trước phương đi đến. Đại trưởng lão nhìn Trương Huyền động tác, ánh mắt lộ ra một phần khen ngợi, có cái nào thị tộc người trẻ tuổi, có thể làm được giống trước mặt người thanh niên này như vậy không sợ. Đại trưởng lão tự hỏi, nếu là hắn tới rồi một cái thị tộc, tuyệt đối không dám lớn như vậy bước sao băng về phía trước. Đại trưởng lão không biết chính là, Trương Huyền nhiều năm như vậy, sợ gặp phải hiểm cảnh, muốn so hiện tại tàn khốc quá nhiều, có đôi khi, chẳng sợ bị vô số chi súng ngắm tỏa định chán, Trương Huyền cũng là không sợ gì cả. Này đó nỏ tiễn nhìn uy lực thật lớn, nhưng cùng súng ngắm so sánh với, còn muốn kém quá nhiều. Trương Huyền trong quá trình tiến lên, cũng ở đánh giá toàn bộ Đường Gia Bảo. Nói là Đường Gia Bảo, Trương Huyền cho rằng, kêu Đường Gia Cốc hẳn là càng danh xứng với thực một ít, này Đường Thị, liền sinh hoạt ở một tòa núi lớn trong bụng, hai sườn vách núi kéo dài hướng về phía trước, ở vách núi cuối, hẳn là chính là hẻm núi, đứng ở hẻm núi người trên, là tuyệt đối không thể tưởng được, này hẻm núi giữa. Có khác động thiên. Đường Thị người, ở bên trong này chăn nuôi, gieo trồng, một cái thiên nhiên hình thành con sông theo sơn bụng chạy dài. Đương nhiên, một ít ứng có khoa học kỹ thuật, nơi này cũng có, như điện đèn linh tinh đồ vật.
Trương Huyền quan sát đến, Đường thị người, vô luận nam nữ già trẻ, ánh mắt bên trong, đều hỗn loạn một cổ tàn nhẫn, đây là hàng năm tập võ sở dẫn tới. Trương Huyền thô sơ giản lược tính một chút, này Đường gia bảo chung, chúng người phòng ốc, có 1761 gian, trong đó quan khán phòng ốc mộc chất kết cấu, cùng với mài mòn trình độ, có thể phỏng đoán ra, mỗi gian phòng, phần lớn đều là trụ có một người, cực nhỏ mấy gian, là trụ có bao nhiêu người, nam tính phòng ốc, toàn ở đông sườn vách núi, nữ tính phòng ốc, tất cả tại tây sườn. Đường thị giữa, nam tính tỷ lệ đại khái là nữ tính một chút gấp hai, còn coi như là cân đối. Xuyên qua một cái chiều dài 1.500 mễ sơn cốc, Trương Huyền đi tới một cái rộng lớn địa vực, nơi này thành hình tròn, trừ bỏ chính mình sở tới địa phương bên ngoài, bốn phía đều là vách núi, này cũng chính là tới rồi Đường gia bảo cuối. Đường gia bảo, từ Trương Huyền tiến vào nơi đó, có một cái thật lớn hình tròn khu vực, theo sau lấy một cái sơn cốc, đi thông mặt khác một chỗ hình tròn khu vực. Trương Huyền hiện tại vị trí cái này hình tròn khu vực, so với hắn vừa mới tiến vào nhập khẩu, muốn lớn gấp đôi, ở chỗ này, có một tòa huy hoàng đại điện. Đại điện trên biển hiệu, có ba cái thiếp vàng chữ to, Đường gia bảo. Trương Huyền quan sát một chút, ở chỗ này, chia làm mấy cái khu vực, một cái thật lớn diễn sân khấu, liền chiếm cứ gần một phần tư vị trí, diễn sân khấu thượng, có thượng trăm thanh niên nam nữ đang ở múa may nắm tay, phát ra hô hà tiếng động. Trương Huyền đã đến, làm diễn sân khấu thượng những cái đó thanh niên nam nữ đều theo bản năng chiều hắn bên này xem ra, Trương Huyền trên người này một thân hưu nhàn trang. Cùng toàn bộ Đường gia bảo, đều có vẻ không hợp nhau. Trương Huyền nhìn đến, ở Đường gia bảo trước cửa, đứng nhiều danh trung niên nhân, có nam có nữ, đều chiều phía chính mình xem ra, ở này đó người trên người, đều tản ra một cổ khí thế cường đại. Nếu là phía trước Trương Huyền, còn không có nắm giữ khí thời điểm, nhất định sẽ bởi vì này đó trung niên nhân sở tản mát ra uy thế, mà làm chính mình động tác đã chịu chút ảnh hưởng, nhưng hiện tại, những người này, hoàn toàn ảnh hưởng không đến Trương Huyền. Nắm giữ khí lúc sau, Trương Huyền thực lực, so với trước kia, có chất bay vọt, dĩ vãng Trương Huyền, còn biết chính mình cực hạn, nhưng hiện tại, ngay cả Trương Huyền chính mình, cũng không biết, đương chính mình toàn lực bùng nổ sau, có thể có bao nhiêu cường. Đồng thời, Trương Huyền cũng ở cảm khái thị tộc cường đại, cho dù là một cái đã xuống dốc đường thị, đi ra mấy người, đều có thể so với hải thần cùng bạch trì mấy người thực lực, nếu thật đánh lên tới nói, đường thị hiện tại những người này. Là có thể cùng quang minh đảo một bộ phận đứng đầu lực lượng địch nổi, càng đừng nói, làm đường thị đều đến nhìn lên lũng tây lý thị. Cái này làm cho Trương Huyền càng thêm bức thiết muốn cho quang minh đảo trở nên càng cường. Trương Tiểu Hữu, nghe nói các ngươi Trương thị nhất tộc, hiện chỉ còn ngươi một người, không biết ngươi tổ tiên là người phương nào, nói không tốt, cùng ta đường thị, vẫn là bạn tri kỷ. Đường thị đại trưởng lão mở miệng nói. Trương Huyền lắc lắc đầu, chúng ta chỉ là một cái rất nhỏ thị tộc. Có thể nói là một mạch đơn truyền, giống nhau sẽ không cùng ngoại giới tiếp xúc, ta gia tộc nơi ở, lại cùng đất thuộc cách xa nhau khá xa, hẳn là không có gì liên hệ. Đại trưởng lão nghe nói lời này, trên mặt lộ ra một mặt mất mát, kia Trương Tiểu Hữu, các ngươi thị tộc, ở thị tộc xếp hạng chiến chung, nhưng có trên danh nghĩa. Chương 566 Võ Đế Chi Danh. Thị tộc xếp hạng chiến. Nghe thế năm chữ, Trương Huyền trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá mặt ngoài lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là lắc đầu nói, gia tộc bọn ta vẫn luôn chưa từng tham gia quá thị tộc bất luận cái gì hoạt động, thật không dám giấu giếm, đối với này xếp hạng chiến, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đường thị đại trưởng lão nghe xong, âm thầm gật gật đầu. Thị tộc xếp hạng chiến, giống nhau đều là từ lũng tây lý thị phụ trách mời, mỗi lần chỉ biết có 15 cái thị tộc tham gia, này 15 cái thị tộc, đều là đại tộc, đường thị ở bên trong, xem như lót đế. Còn lại một ít tiểu nhân thị tộc, căn bản sẽ không đã chịu mời, nếu hiện tại Trương Huyền nói hắn tham gia quá thị tộc xếp hạng chiến, đường thị đại trưởng lão liền phải hoài nghi hắn phía trước theo như lời chính là thật là giả. Đường thị đại trưởng lão nói, này thị tộc xếp hạng chiến, 5 năm một lần, quyết định thị tộc cường đại, cho tới nay, lũng tây lý thị, đều là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mà chúng ta đường thị, chỉ là lót đế a. Lũng tây lý thị, thật sự có như vậy cường. Trương Huyền bất động thanh sắc tìm hiểu nói. Trương Huyền quan sát đến, ở chính mình nói ra lời này đồng thời, đường thị đại trưởng lão trong mắt, không khỏi lộ ra một mặt sợ hãi, cái này chi tiết nhỏ, làm Trương Huyền trong lòng lộp bộp một chút. Đường thị đại trưởng lão mở miệng, lũng tây lý thị, vẫn luôn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, trong tộc tài nguyên phong phú, thiên tài đều xuất hiện, cao thủ đông đảo, lại có truyền thuyết giữa võ đế tọa trấn với trong tộc,
có thể nào không cường? Võ đế. Cái này xưng hô, làm Trương Huyền trong lòng giật mình, cái dạng gì người, mới có thể được xưng là võ đế? Đế cái này xưng hô, ở Hoa Hạ cổ điển giữa, chính là có thực trọng phân lược, thị tộc từ xưa truyền lưu, có thể ở thị tộc giữa được xưng là võ đế, sẽ là cái dạng gì nhân vật? Trương Huyền trong lòng kinh hãi, lại không hỏi ra. Lũng Tây Lý Thị, ngự khí cao thủ không dưới trăm người, chỉ là này đó ngự khí cao thủ, liền không phải hiện tại Trương Huyền có thể đối phó. Mặc kệ là số 4 thủ trưởng, vẫn là cái kia đấu lạp áo tăng người, đều đã nói với Trương Huyền, cùng Lũng Tây Lý Thị so sánh với, Quang Minh Đảo, liền như con kiến nhỏ yếu. Đường thị đại trưởng lão thấy Trương Huyền không có tiếp tục đặt câu hỏi, liền mở miệng nói, Trương Tiểu Hữu, ta nghe đường tin đứa nhỏ này nói, các người thị tộc giữa, cũng không có lưu lại linh thạch chính xác sử dụng phương pháp. Đường thị đại trưởng lão vòng một vòng lớn, giờ phút này nói ra thứ quan trọng nhất. Trương Huyền phát hiện, ở đại trưởng lão nói xong câu đó sau, những cái đó đứng ở đường ra bảo trước cửa trung niên nam nữ trên mặt, đều lộ ra ý động thần sắc. Trương Huyền gật đầu, nói đến không sợ đại trưởng lão chê cười, nhà ta chung, đích xác không có linh thạch chính xác sử dụng phương pháp. Hết thảy đều đến dựa vào chính mình sờ soạng. Trương Huyền nói xong câu đó thời điểm, những cái đó trung niên nam nữ sắc mặt, đều không cấm lộ ra một mặt cười nhạo, chính mình sờ soạng. Này linh thạch sử dụng phương pháp, là dựa vào chính mình sờ soạng liền đủ. Không dựa vào truyền thừa, ai có thể sử dụng. Đại trưởng lão nhìn Trương Huyền, hít sâu một hơi, mở miệng nói, không biết, Trương Tiểu Hữu nhưng mang theo linh thạch, có không làm ta xem một chút. Đương nhiên, Trương Huyền duỗi tay. Từ túi quần một sờ, theo sau một khối tinh thể, bị Trương Huyền từ trong túi, lấy ra tới. Này tinh thể trường khoan bất quá 3 cm, hiện ra một loại trong suốt sáng rọi, cho người ta một loại giản dị tự nhiên cảm giác, lại ở lấy ra tới nháy mắt, làm đường thị đại trưởng lão, bao gồm những cái đó trung niên nam nữ, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Linh thạch, quả nhiên là linh thạch, đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền trên tay tinh thể, trong miệng lẩm bẩm. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đem linh thạch tùy tay một ném, chiều đại trưởng lão kia ném đi. Đại trưởng lão theo bản năng tiếp nhận linh thạch, lại là cả người đều ngây người, hắn không dám tin tưởng nhìn Trương Huyền, có chút vô pháp tiếp thu, đối phương liền dễ dàng như vậy, đem linh thạch giao cho chính mình. Trương Huyền hướng đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, nên biểu hiện ra ngoài thành ý, chính mình đã lấy ra tới, muốn xử lý như thế nào kế tiếp sự, liền phải xem đại trưởng lão bản nhân. Đại trưởng lão nhìn Trương Huyền trên mặt tươi cười, không cấm âm thầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trước mặt người thanh niên này, vô luận từ gan phách thượng, vẫn là làm việc quả cảm trình độ, đều xa xa không phải đường thị này đó hậu bối có thể bằng được. Chẳng sợ đại trưởng lão bản nhân, đều không thể dễ dàng như vậy, đem linh thạch giao cho trên tay người khác, phải biết rằng, này một khối linh thạch, có thể quyết định một cái thị tộc tồn vong a. Đồng thời, Trương Huyền cái này động tác, cũng làm đại trưởng lão thấy được một cái tín hiệu. Đó chính là, đối phương căn bản là không sợ chính mình cướp đoạt này khối linh thạch, đối phương dám đem linh thạch giao cho chính mình, liền đại biểu cho đối phương có thuộc về chính mình tin tưởng. Trên thực tế cũng đích xác như thế, Trương Huyền nhìn đến đại trưởng lão ánh mắt đầu tiên, liền biết người này là cái ngự khí cao thủ, nhưng đại trưởng lão cho hắn cảm giác, cũng không có áo tăng người như vậy cao thâm khó đoán. Trương Huyền có tin tưởng, nếu đối phương muốn cướp đoạt linh thạch, hắn có thể ở trước tiên, đem này cái linh thạch đoạt lại chính mình trong tay. Trương Huyền cười nói, đại trưởng lão, linh thạch liền ở trong tay của ngươi, là thật là giả, chính ngươi vừa thấy liền biết. Đại trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt tỏa định ở trong tay này khối linh thạch mặt trên, có thể nhìn thấy, đại trưởng lão thân thể, ở hơi hơi phát ra run rẩy, đây là bởi vì kích động mà sinh ra. Toàn bộ đường thị, đến bây giờ mới thôi, chỉ còn chính mình một cái ngự khí cảnh, này hết thảy cô đơn căn bản nhất nguyên nhân, chính là không có linh thạch. Này một tiểu khối linh thạch, hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ đường thị hiện trạng. Linh thạch, thật là linh thạch a. Đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, nhìn đến này khối linh thạch, hắn phảng phất thấy được đường thị tương lai phồn vinh hưng thịnh một màn, hắn đem này khối linh thạch niết ở trong tay, giống như nhất chân ái hải tử giống nhau che chở. Vẫn luôn đi theo đại trưởng lão bên người đường tin, lôi kéo đại trưởng lão ống tay áo, nhẹ nhàng ra tiếng, đại trưởng lão. Bị đường tin như vậy lôi kéo. Đại trưởng lão lập tức phản ứng lại đây, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng hất hất đầu, đầy mặt không tha đem linh thạch còn cấp Trương Huyền, Trương Tiểu Hữu, làm ngươi chê cười, thật sự là ta, có chút khó có thể khống chế cảm xúc. Có thể lý giải,
Trương Huyền đem này khối linh thạch nạp lại tiến túi quần. Đại trưởng lão ánh mắt không tha từ Trương Huyền túi quần chỗ rời đi, xoay người, hướng những cái đó đứng ở đường ra bảo trước cửa trung niên nam nữ nhóm mở miệng nói, mở cửa, bị yến. Ấn có tam cái thiếp vàng chữ to đường ra bảo màu son đại môn dần dần mở ra, một đổ đá xanh tường, lập với đại môn lúc sau, này trên tường khắc có rất nhiều người họa. Trương Tiểu Hữu thỉnh, đường thị đại trưởng lão lại lần nữa ra tiếng. Đường ra bảo đại môn nội, có mấy chỗ lầu cát, giống như độc đáo tiểu viện, bên trong sơn cốc cuối, đó là này trong viện, hồi có một hồ thủy, trong nước con cá bơi lội. Trương Huyền tiến đường ra bảo nội, một cổ mê người cơm hương, liền truyền tiến Trương Huyền chóp mũi. Đường thị đại trưởng lão cười nói, Trương Tiểu Hữu đều là một ít chính mình gieo trồng đồ vật, mong rằng không chê đơn sơ. Đại trưởng lão nơi nào lời nói, hiện tại, này đó màu xanh lục thực phẩm, kia có thể so món ăn chân quý mỹ vị còn muốn cho người truy phùng, có thể nếm đến, là vinh hạnh của ta. Trương Huyền cũng là khách sáo nói vài câu trường hợp lời nói. Chương 567 ngươi cuồng vọng. Hoa Hạ bất luận cái gì địa phương, đang thương lượng đại sự trước, đều là ăn cơm trước, đây là từ xưa truyền xuống tới, ở thị tộc giữa, cũng không ngoại lệ. Một bàn mỹ vị, nhìn như bình đạm, kỳ thật chất chứa huyền cơ. Trương Huyền hiểu trung y. Đối rất nhiều quý hiếm thảm thực vật, đều phi thường hiểu biết, này trên bàn mỹ thực, rất nhiều bên trong đều tăng thêm không ít quý báu hy hữu dược liệu, này đó dược liệu, đều là chỉ có ở trong núi mới có thể thải đến, ngoại giới cũng không nhiều thấy, Trương Huyền này một đường tới, cũng chưa thấy được nhiều ít loại này quý hiếm dược liệu, có thể thấy được đường thị, đối lần này chiêu đãi, cũng phi thường chính trọng. Ngồi ở này trên bàn, có đường thị đại trưởng lão, đường tin sư huynh muội hai người. Cùng với vừa mới Trương Huyền ở đường ra bảo trước cửa nhìn thấy vài tên trung niên nam nữ. Này vài tên trung niên nam nhân, ở đường ra bảo có cực cao địa vị, đường ra bảo trung, trừ bỏ tam đại trưởng lão ở ngoài, liền thuộc này vài tên trung niên tối cao. Đường ra gia chủ đường hoa, đó là một trong số đó. Đường thị giữa, mỗi người, phân công minh xác, như là tam đại trưởng lão, trong đó đại trưởng lão quản hơi chút pha tạp một chút, đường thị giữa phàm là có đại sự. Đều là từ đại trưởng lão tới làm quyết định. Mà nhị trưởng lão, tác trưởng quản đường môn độc dược phối trí cùng tinh luyện, độc dược đối đường môn tới nói, tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Tam trưởng lão, trưởng quản ám khí thiết kế cùng chế tạo. Còn lại ngồi ở trên bàn trung niên nam nữ, trừ bỏ đường hoa ở ngoài, còn lại mấy người, phân biệt trưởng quản đường thị cảnh vệ phòng hộ, huấn luyện con cháu, phân phối nhiệm vụ, tuần tra xuất kích trở công tác. Lớn như vậy một cái thị tộc vận tác. Chỉ dựa vào tự cấp tự túc, là hoàn toàn không đủ, có chút thời điểm, cũng sẽ có nhiệm vụ phân phối. Đường tin ở tới phía trước liền nói cho Trương Huyền, có chút nhân vật trọng yếu xuất ngoại nhiệm vụ, phía chính phủ đều sẽ cùng thị tộc hợp tác, ở những cái đó quan trọng nhiệm vụ bên người, trang bị một ít thị tộc con cháu. Hiện tại này Trương trên bàn, có thể nói, tụ tập đường thị quan trọng nhất nhân vật, theo lý mà nói, đường tin sư huynh muội hai là không tư cách ngồi ở chỗ này. Bất quá bởi vì hai người bọn họ đem Trương Huyền mang đến, phá lệ có thể thượng bàn, nếu lần này hợp tác viên mãn, này sư huynh muội hai ở đường thị bên trong địa vị, cũng sẽ đề cao. Trương Tiểu Hữu thỉnh động đũa đi, đường thị đại trưởng lão ha hả cười. Thỉnh, Trương Huyền khách khí một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên trước mặt gần nhất một đạo đồ ăn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, một cổ nói không nên lời thanh hương, ở Trương Huyền trong miệng tản ra. Trương Huyền không khỏi tán thưởng nói, món này, hương vị cực mỹ, thật là hảo chủ nghệ. Ha ha ha, một đạo khàn khàn thanh âm từ một bên vang lên, liền thấy một người dáng người cẩu lũ bà lão, từ một bên đi tới, nàng tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia, nói chuyện thanh âm cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác, này đồ ăn là xuất từ lão thân tay, không thể tưởng được, thế nhưng làm Trương Tiểu Hữu như thế khen ngợi, thật làm lão thân lần cảm vui mừng a. Ở bà lão đi tới thời điểm, đường tin liền ra tiếng cấp Trương Huyền giới thiệu, Trương huynh đệ, đây là chúng ta nhị trưởng lão, thời trẻ nếm thử độc dược, độc hỏng rồi giọng nói. Trương Huyền đứng dậy, hướng bà lão hơi hơi ôm quyền. Trương Tiểu Hữu không cần khách khí, ngươi lần này tới, là giải cứu chúng ta đường thị với nước lửa, là chúng ta đường thị ân nhân nột. Bà lão ngồi vào trên bàn, Trương Tiểu Hữu dùng cơm đi. Trương Huyền nhìn này một bàn mỹ thực, đường tin vừa mới ở tới trên đường liền cho hắn nói qua. Đường thị nhị trưởng lão trưởng quản đường môn độc dược điều chỉnh thử cùng chế tác, nhiều như vậy mỹ thực, lại là xuất từ một vị dùng độc đại sư tay, nếu đổi làm người khác, tuyệt đối không dám lại ăn nhiều, nhưng Trương Huyền hiển nhiên không ở này liệt.
Nương biết được này đó đồ ăn là Đường thị nhị trưởng lão làm lúc sau, Trương Huyền vẫn như cũ mồm to nuốt, cẩn thận nhấm nháp, hoàn toàn không có một chút sợ sắc, này lại lần nữa làm đại trưởng lão đối Trương Huyền đánh giá, cao một phân. Trương Huyền tò mò mở miệng, không biết tam trưởng lão, thân ở nơi nào. Ha ha, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, ta tam đệ hắn một lòng đặt ở cơ quan nghiên cứu chế tạo thược, đến bây giờ như cũ nhìn hắn thiết kế đồ, không thể tới đây, mong rằng Trương Tiểu Hữu thứ lỗi a. Đại trưởng lão nơi nào lời nói, Trương Huyền ôm ôm quyền, hôm nay có nhiều như vậy tiền bối vì tại hạ đón gió, đã là tại hạ vinh hạnh. Cơm tịch tiếp tục tiến hành, một người thân xuyên màu đỏ áo dài trung niên nam nhân, nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng nói, Trương Huyền đúng không, ta rất tò mò, các ngươi Trương thị, là như thế nào xuống dốc đâu. Này màu đỏ áo dài nam nhân lời nói vừa ra, đại trưởng lão sắc mặt không khỏi đổi đổi, ở thị tộc giữa, hỏi đối phương gia tộc vì sao xuống dốc. Đây là tối kỵ. Đại trưởng lão hô hồng sam nam nhân liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo hồng sam nam nhân không cần lại nhiều lời, hồng sam nam nhân phảng phất không nhìn thấy giống nhau, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, chờ đợi Trương Huyền trả lời. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhân khẩu suy sụp, một mạch đơn truyền, liền xuống dốc. Nga, hồng sam nam nhân làm tốt kỳ trạng, ta xem Trương Huyền ngươi diễn xuất, còn tưởng rằng các ngươi là bị kẻ thù diệt môn, rốt cuộc lấy tiểu bối tư lịch tới nói. Ngươi hành động, là có chút cuồng vọng, nếu ngươi bậc cha chú cũng là như thế, này thị tộc xuống dốc, cũng coi như bình thường. Trương Huyền lắc lắc đầu, mỗi người trong lòng, đều tự mang kính sợ chi tâm, đối người đối sự, một người sở dĩ cuồng vọng, tự nhiên là áp xuống này viên kính sợ chi tâm, một cái không có kính sợ chi tâm người, người xem hắn, tự nhiên liền sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng. Vừa mới hồng sam nam nhân, rõ ràng là ở châm chọc khiêu khích Trương Huyền, mà Trương Huyền lời này, lại bất động thanh sắc còn trở về. Đường thị người, xem Trương Huyền, là tuổi trẻ tiểu bối. Nhưng phải biết rằng, Trương Huyền dưới mặt đất thế giới, chính là làm vô số thế hệ trước cao thủ cúi đầu xưng thần người, hắn được xưng ngầm quân vương, gặp qua trường hợp quá nhiều, Trương Huyền tới đây, tuy rằng lấy vãn bối tự cho mình là, nhưng này bất quá là hoa hạ truyền thống lễ nghi, ở tuổi thượng, Trương Huyền thật là này đường thị đại trưởng lão vãn bối, nhưng ở cá nhân thực lực cùng địa vị thượng, Trương Huyền cũng không cảm thấy, đang ngồi những người này, có tư cách giáo dục chính mình. Thế giới này, là xem thực lực nói chuyện, thị tộc giữa, càng là như thế. Đường thị tuy là thị tộc, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn địa ngục quân vương, cũng đều không phải là kẻ yếu, kia thánh địa quang minh đảo, cũng đều không phải là nói mà thôi. Hồng sam nam nhân nghe được Trương Huyền nói như vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, tràn ngập khó chịu, tiểu bối, người nói chuyện, có chút quá mức tự đại. Trương Huyền nhún vai, kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, chậm gì gì nói, tự tin cùng tự đại, là hai loại khái niệm, người nếu nói ta tự tin, ta có thể tiếp thu, người nói tự đại, ta không cho rằng ta ở ngươi trước mặt nói những lời này, là tự đại. Tiểu bối, ngươi, hồng sam nam nhân duỗi tay đột nhiên một phách cái bàn, vừa muốn nói cái gì? Đủ rồi, đại trưởng lão không kiên nhẫn ra tiếng, trừng mắt nhìn hồng sam nam nhân liếc mắt một cái, trên bàn cơm mặt. Còn có hay không quy củ. Đại trưởng lão lần này ra tiếng, hồng sam nam nhân không dám lại làm lơ, vội vàng ứng thanh là, hắn oán hận trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không nói nữa. Trương Huyền sắc mặt bất biến, hắn tới phía trước, liền nghĩ tới, lần này hành trình, sẽ không thuận buồm xuôi gió, gập ghềnh, đều thực bình thường, này đó đường ra người có cái gì, chính mình tiếp theo đó là. Chương 568 đường ra chuyện riêng tư. Chính cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Trương Huyền dám độc thân tới đây, liền có cũng đủ nắm chắc, đây cũng là hắn làm địa ngục quân vương tự tin. Có đại trưởng lão tọa chấn, cũng liền vừa mới tên kia hồng sam nam nhân cấp Trương Huyền bày chút sắc mặt, còn lại người cũng chưa nói cái gì, một tịch cơm, ăn còn xem như hòa hợp. Tịch quá một nửa, Trương Huyền đột nhiên đứng dậy, hướng Đường Tin mở miệng nói, Đường huynh, phòng vệ sinh ở đâu? Ta mang ngươi đi, Đường Tin đứng dậy. Mang theo Trương Huyền chiều nhà ăn ngoại đi đến. Trương Huyền mới vừa rời đi, tên kia hồng sam nam nhân liền nhìn không được mở miệng, đại trưởng lão, thật sự muốn cùng tiểu tử này cùng chung linh thạch. Chúng ta hoàn toàn có thể. Hồng sam nam nhân làm một cái giơ tay chém xuống tư thế. Một người trung niên nữ nhân cũng nói, đại trưởng lão, mỗi cái thị tộc, đối linh thạch vận dụng phương pháp đều bất đồng, nếu cùng chung cấp tiểu tử này linh thạch vận dụng phương pháp, chẳng khác nào đem chúng ta đường thị trung tâm bại lộ ra đi, việc này muốn suy xét a. Đúng vậy đại trưởng lão,
hiện tại hắn một người dám đến này, chúng ta hoàn toàn có thể đem linh thạch chiếm làm của riêng. Lại một người mở miệng. Đại trưởng lão nhìn này nói chuyện ba người, không có trả lời, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới gia chủ Đường Hoa trên người, người đâu, người thấy thế nào? Đường Hoa năm có 40, đặt ở này bàn giữa, trừ bỏ Đường Tư bên ngoài, là tuổi trẻ nhất. Đường Hoa mở miệng nói, đại trưởng lão, chúng ta Đường thị từ xưa đến nay, tuy rằng không phải cái gì danh môn chính phái, nhưng cũng khinh thường cùng gian trá tiểu nhân làm bạn. Đường Hoa một câu tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng rất rõ ràng cho thấy chính mình thái độ. Đại trưởng lão gật gật đầu, không tồi, lần này sự tình, ta đã có quyết định, các ngươi liền không cần nhiều lời, huống hồ. Đại trưởng lão nói đến lúc này, ánh mắt chuyên môn nhìn quét một vòng, các ngươi cho rằng, Trương Huyền hắn dám một người tới này, liền thật là không hề tự tin sao. Đường Tư, nói ngươi đối hắn cái nhìn. Đường Tư đứng dậy, trước hướng trên bàn người khom lưng, sau đó nói, theo ta cùng sư huynh đối hắn hiểu biết tới nói, người này thực lực, ở trẻ tuổi chung, tuyệt đối là đứng đầu hàng ngũ, ở hắn ban đầu được đến linh thạch thời điểm, ta cùng sư huynh từng cùng hắn giao thủ, chúng ta hai người liên hợp, cũng vô pháp dễ dàng bắt lấy hắn, khoảng thời gian trước thấy hắn, hắn hẳn là, đã đạt tới ngự khí cảnh. Ngự khí, không có khả năng, Hồng Sam nam nhân cái thứ nhất ra tiếng không tin, ta ở hắn trên người, không có cảm nhận được bất luận cái gì khí bóng dáng, hắn căn bản không có khả năng có khí. Không tồi, vừa mới nói chuyện trung niên nữ nhân nghi hoặc nhìn Đường Tư, người như thế nào biết hắn đạt tới ngự khí. Hắn biểu hiện ra ngoài, Đường Tư cấp ở đây hình người dung một chút ngày đó Trương Huyền trống rỗng thúc đẩy ly nước một màn. Hồng Sam nam nhân nghe xong, cười lạnh một tiếng, hừ, giả thần giả quỷ. Ra vẻ mê hoặc, một người muốn cụ bị khí, là có thể nhìn ra tới, hắn căn bản là không cụ bị. Nói đến điểm này thời điểm, đại trưởng lão trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn là nghe Đường tin báo cáo chung nói, Trương Huyền đã nắm giữ khí, nhưng ở vừa rồi quan sát chung, hắn một chút đều không có cảm nhận được Trương Huyền trên người khí lưu động, này cũng làm hắn hoài nghi, Trương Huyền hay không thật sự nắm giữ khí. Về điểm này, Trương Huyền tự thân đều không rõ ràng lắm, một người đạt tới ngự khí cảnh, hắn mỗi một động tác, đều sẽ đối tự thân chung quanh không khí sinh ra nhất định ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng phi thường mỏng manh. Người thường chẳng sợ cẩn thận quan sát, đều sẽ không chú ý tới, nhưng thị tộc giữa, hiểu biết khí người quá nhiều, bọn họ liền tính không có đạt tới ngự khí cảnh, cũng có thể nhìn ra một người hay không đối quanh thân không khí tạo thành ảnh hưởng. Hồng Sam nam nhân, không có ở Trương Huyền trên người nhìn đến một chút nghê đoan. Hảo, mặc kệ Trương Tiểu Hữu có hay không đạt tới ngự khí cảnh, lúc này đây, không cần nhiều sinh sự, minh bạch sao. Đại trưởng lão cố ý nhìn Hồng Sam nam nhân liếc mắt một cái. Hồng Sam nam nhân không nói gì, thấp hèn đầu, không biết tưởng chút cái gì. Đại trưởng lão hỏi Đường Hoa, đối cái này Trương Tiểu Hữu, người thấy thế nào? Có can đảm, Đường Hoa không hề nghĩ ngợi liền nói, độc thân đi vào thị tộc, mang theo linh thạch, ta tự hỏi làm không được. Người cảm thấy đâu, đại trưởng lão lại nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão phát ra khàn khàn tiếng cười, người là cái dạng gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, hắn đối dược liệu lý giải. So với ta kém không đến nào đi a, này một bàn đồ ăn, ta chuyên môn dùng một loại tinh diệu bài tự phương pháp, trong đó dược liệu trước sau dùng trình tự, có thể quyết định này bàn dược thiện sở khởi đến tác dụng, hắn dùng trình tự, là tốt nhất, này cũng không phải là cái gì trùng hợp. Đại trưởng lão gật gật đầu, không tồi, hắn thận trọng, hoàn toàn vượt qua ta dự kiến, từ hắn vào cốc kia một khắc khởi, ta quan sát đến, hắn mỗi một bước sở bước ra khoảng cách, đều là hoàn toàn tương xứng, thả hắn sở đi lộ. Đều là mặt đất giấu chân sâu nhất địa phương, hắn nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật mỗi một khắc đều làm chính mình vẫn duy trì độ cao cảnh giác, hắn lịch duyệt, tuyệt phi chúng ta bất luận cái gì một cái đệ tử có thể so sánh với, người này không đơn giản. Đại trưởng lão bọn họ mới vừa nói xong này đó, Trương Huyền liền ở Đường tin cùng đi hạ từ cửa đi đến, trên bàn mọi người liếc nhau, tất cả đều ngậm miệng lại. Trương Huyền ở ngồi xuống trước, cố ý nhìn thoáng qua mọi người thần sắc, Trương Huyền vừa mới thượng WC cách làm. Bất quá chính là chủ động cấp Đường thị người lưu một cái nói chuyện cơ hội. Trương Huyền vừa thấy mọi người thần sắc, liền biết nên nói bọn họ đã nói xong, liền mở miệng nói, đại trưởng lão, ta tưởng hiện tại, chúng ta có phải hay không có thể tâm sự về hợp tác sự. Đương nhiên, đại trưởng lão vội vàng lộ ra vẻ mặt chính xác, đứng dậy đứng lên, Trương tiểu huynh đệ, thỉnh. Đại trưởng lão nói xong, khi trước rời đi bàn ăn. Trương Huyền gật gật đầu, đi nhanh đuổi kịp đại trưởng lão.
mọi người đều rõ ràng, này bữa cơm, cuối cùng mục đích, chính là linh thạch, hai bên theo như nhu cầu. Lần này cùng đi Trương Huyền, trừ bỏ đại trưởng lão một người bên ngoài, lại vô người khác. Ở đại trưởng lão dẫn dắt hạ, Trương Huyền đi vào một gian thư phòng giữa, thiêu đốt một loại đàn hương, làm người hút thượng một ngụm, liền có loại cả người thông thấu thoải mái cảm. Đường môn mấy trăm năm lịch sử, hiện giờ lưu lại, cũng chỉ có này đó. Đại trưởng lão chỉ vào thư phòng nội trên kệ sách một ít sách cổ, cười nói. Trương Huyền nhìn thoáng qua, những cái đó sách cổ, bất quá ít ỏi mấy chục bổn, có chút phong bì đều lạn rớt, bên trong nội dung, cũng còn sót lại không nhiều lắm. Đại trưởng lão đi vào thư phòng sau, vỗ nhẹ nhẹ tam xuống tay. Theo đại trưởng lão vỗ tay động tác, Trương Huyền trước mặt kệ sách, đột nhiên chiều hai bên tách ra, ở kệ sách phía sau, cất giấu một cái đi thông ngầm thông đạo. Đại trưởng lão không nói gì, khi trước chiều ngầm thông đạo đi vào đi, Trương Huyền đuổi kịp. Đương Trương Huyền đi vào ngầm thông đạo mới phát hiện, nơi này không gian, phi thường rộng lớn, nhân tạo thềm đá xuống phía dưới lan tràn, mỗi đi vài bước, trước người liền sẽ sáng lên một chản mà đèn. Này thềm đá rộng lớn, nhưng cùng bốn người song song tiến lên, hai bên trên vách đá, khắc đầy bích họa. Chương 569 khí vận toàn thân. Trương Huyền nhìn kỹ này trên vách đá bích họa. Bích họa thượng đều là một ít chiêu thức, phát hiện cùng lúc trước ở Trúc Gia Lăng mộ hạ nhìn đến kia phúc thứ kiếm đồ, có hiệu quả như nhau chi diệu. Lúc trước Trương Huyền cũng không có nắm giữ khí, kia phúc thứ kiếm đồ làm Trương Huyền cảm nhận được một loại mũi nhọn, hiện tại Trương Huyền, thực lực so ngay lúc đó chính mình muốn cao hơn một mảng lớn, không bao giờ sẽ bị loại này bích họa ảnh hưởng đến. Dưới chân thềm đá không nhiều lắm, Trương Huyền đi xuống thứ 36 cái thềm đá thời điểm, liền đã muốn chạy tới nhất đế. Này ngầm thông đạo cái đáy, là một cái loại nhỏ thạch thất không lớn, cũng liền 20 cái bình phương tả hữu. Đại trưởng lão đi đến một chỗ vách tường trước, dùng tay nhẹ nhàng khấu vang vách tường. Ở đại trưởng lão giàu có quy luật đánh vài cái vách tường sau, trên vách tường, lộ ra một cái ám cách, đại trưởng lão từ ám cách giữa, lấy ra một quyển gia châu thư tịch. Đại trưởng lão xoay người, đem gia châu thư tịch giao cho Trương Huyền, Trương Tiểu Hữu, này đó là chúng ta Đường thị công pháp. Công pháp, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài bình tĩnh tiếp nhận quyển sách này, mở ra vừa thấy, sách này tịch thượng, họa đều là một ít nhân thể kinh lạc đồ, mặt trên có chút chú giải, loại này chú giải, phi thường mịt mờ khó hiểu. Trương Huyền trong lòng mặc niệm, lấy khí hải vận dụng toàn thân, đạt tới khí khái tứ chi. Quang này một câu, khiến cho Trương Huyền khó có thể lý giải, khí hải, cái gì là khí hải? Trương Tiểu Hữu, ta Đường thị tuy rằng xuống dốc. Nhưng ở công pháp mặt trên, có thể bài thượng hoa hạ thế gia trước bảy hàng ngũ, chỉ cần ngươi nhưng đem linh thạch cùng chung, này công pháp, nhưng làm ngươi tùy ý xem thêm 3 ngày. Trương Huyền nghe, sắc mặt sửng sốt, chẳng lẽ, quyển sách này, chính là đối linh thạch vận dụng phương pháp. Trương Huyền vốn tưởng rằng, này linh thạch vận dụng, liền giống như tương lai làm như vậy, lấy ra năng lượng, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là một quyển công pháp. Công pháp là có thể hấp thu này linh thạch nội năng lượng. Này có chút siêu việt Trương Huyền nhận chi. Chấn động tuy chấn động, nhưng Trương Huyền vẫn là có thể tiếp thu cái này cách nói, rốt cuộc chính mình giờ phút này trong cơ thể liền khí đều có, còn có cái gì là không tiếp thu được đâu. Trương Huyền đồng thời, đem chính mình trong túi linh thạch cũng đem ra, giao cho đại trưởng lão. Một cái nhìn như đơn giản trao đổi, lại là quyết định vận mệnh đồ vật. Đại trưởng lão tiếp nhận linh thạch sau, mở miệng nói, Trương Tiểu Hữu, này 3 ngày thời gian. Ngươi nhưng tùy ý lật xem ta Đường thị công pháp, này linh thạch, ta sẽ nghĩ cách đem này tách ra. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu. Trương Tiểu Hữu, một khi đã như vậy, chúng ta đi bên ngoài lưu đi. Đại trưởng lão khi trước ra mật thất. Từ trong thư phòng ra tới sau, đại trưởng lão vì Trương Huyền an bài trụ địa phương, kia khối linh thạch, đại trưởng lão đi trước lấy đi, đến nỗi Trương Huyền, thì tại chỗ ở, nghiên cứu nổi lên trong tay công pháp thư tịch. Trương Huyền lật xem công pháp. Rất nhiều đồ vật, hắn đều xem không rõ, hắn phát hiện, này công pháp chung sở giảng, đều không rời đi khí hải, nhưng này khí hải, rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền trong lòng nghi hoặc không thôi, suy nghĩ nửa ngày, Trương Huyền như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn đơn giản không nghĩ, đem công pháp phiên đến đệ nhất trang, dựa theo công pháp thượng sở họa tư thế, khoanh chân ngồi xuống. Công pháp thượng sở giảng, muốn đem khí tồn với trong bụng, theo sau vận khắp toàn thân. Nhưng Trương Huyền căn bản không biết nên như thế nào chủ động đi khống chế khí ở trong cơ thể bơi lội, hắn chỉ có thể làm được đem khí đánh ra. Trương Huyền vấn đề này,
chỉ sợ Đường thị đại trưởng lão nghe xong, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Một người muốn đạt tới ngự khí cảnh, nhất định phải thông qua linh thạch, mỗi một cái thị tộc, đều có hấp thu linh thạch nội năng lượng thể phương pháp, này đó năng lượng thể, đã bị xưng là khí. Thường ở linh thạch quanh thân, liền có thể hút vào loại này khí, chậm rãi cường hóa tự thân, dần dà, liền có thể vận dụng khí. Nhưng Trương Huyền tiến vào ngự khí cảnh phương pháp, hiển nhiên cùng mọi người bất đồng, hắn trực tiếp uống xong linh thạch nội lấy ra tới năng lượng chất lỏng, lấy một loại cường ngạnh phương thức làm khí lưu lại trong thân thể. Phương pháp này, không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Đầu tiên, linh thạch nội năng lượng quá mức cuồng bạo, liền Trương Huyền kia tam cm lớn nhỏ hình vuông linh thạch, đều đủ ngàn người dùng tới 10 năm, có thể thấy được này linh thạch nội năng lượng có bao nhiêu đầy đủ. Căn bản là không ai dám trực tiếp thu lấy năng lượng, càng quan trọng là, trước kia căn bản không có như vậy cao khoa học kỹ thuật trình độ, có thể đem linh thạch nội năng lượng lấy ra tới, chẳng sợ hiện tại, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có tương lai. Trùng hợp, Trương Huyền gặp được một viên linh thạch, đồng thời lại có tương lai giúp hắn lấy ra năng lượng, lúc này mới làm hắn đánh bậy đánh bạ ở trong cơ thể sinh ra khí, cái này quá trình, là cực kỳ hung hiểm, cũng liền Trương Huyền thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Hắn từ nhỏ chính là ở thiên truy bách luyện chung mài rũa ra tới, đổi cá biệt người, đã sớm nổ tan xác mà chết. Cho nên, Trương Huyền hiện tại căn bản là không biết như thế nào vận dụng khí, cũng không biết chính mình cùng khác ngự khí cảnh chi gian có gì chênh lệch, chỉ cho rằng tất cả mọi người là như thế này. Trương Huyền khoanh chân ở kia, trong lòng tự hỏi, làm khí che kín toàn thân, đó là không muốn ở trong nháy mắt kia, sự toàn thân cùng nhau phát lực, mới có thể làm được. Trương Huyền tự hỏi rất nhiều biện pháp, cảm thấy chính là toàn thân cùng nhau phát lực chiêu này nhất đáng tin cậy, thư thượng giảng làm khí trải rộng toàn thân, hẳn là chính là ý tứ này. Phàm là thích rèn luyện người, đều biết, người là có thể khống chế chính mình trên người mỗi một khối cơ bắp, Trương Huyền hàng năm rèn luyện, đối tự thân cơ bắp lực khống chế, cũng là phi thường cường hãn, nhưng hắn cũng chỉ có thể tùy tâm sở dục động thượng một hai khối cơ bắp, muốn nói toàn thân cơ bắp cùng nhau phát lực, vẫn là có chút khó. Liền giống như người một tay họa phương, một tay họa viên, tách ra tới làm rất đơn giản, muốn hợp ở bên nhau nói, 99% người đều làm không được. Mà cả người cơ bắp cùng nhau phát lực khó khăn, muốn so tay trái họa phương tay phải họa viên khó nhiều. Trương Huyền hít sâu một hơi, khống chế chính mình cánh tay thượng cơ bắp banh khởi, ở cơ bắp banh khởi trong nháy mắt, một cổ mỏng manh khí xuất hiện ở Trương Huyền bên ngoài thân. Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn vừa định phải làm. Là làm cho cả nửa người trên cơ bắp cùng nhau phát lực, nhưng kết quả là, chỉ có hai tay cùng bối cơ nổi lên hiệu quả, muốn toàn thân cơ bắp cùng nhau phát lực, thật sự là quá khó khăn. Bất quá Trương Huyền người này, chính là có một cổ sức trâu bò, quyết định tốt sự, hắn hôm nay nếu là làm không được, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đường ra trong cốc, từ hẻm núi thượng rơi xuống ánh mặt trời càng ngày càng ám, nhan sắc dần dần trở nên lửa đỏ, thái dương sắp lạc sơn. Một đống kiến trên mặt đất cùng vách núi giao tiếp chỗ phòng ốc chung. Cha, đại trưởng lão nói như thế nào? Một người lưu trữ tóc dài thanh niên nam nhân, đi vào phòng trong. Phòng trong ngồi, đúng là hôm nay cùng Trương Huyền ở một cái trên bàn ăn cơm hồng sam nam nhân. Hồng sam nam nhân lắc lắc đầu, đại trưởng lão không đồng ý. Hừ, tóc dài thanh niên hừ lạnh một tiếng, này lão đông tây, quả thực là ngoan cố không hóa, hảo hảo công pháp. Một hai phải cùng người khác cùng chung đi ra ngoài, chúng ta Đường thị, khi nào chịu quá loại này khí. Hồng sam nam nhân nhìn mắt thanh niên, nhẹ giọng nói, Đường đắp, lời này, người nói cho ta nghe một chút thì tốt rồi, ngàn vạn không cần ngoại chuyện. Chương 570 hoa sen hiện. Bị gọi Đường đắp tuổi trẻ nam nhân hừ lạnh một tiếng, cha, lời này cho người khác nghe qua lại như thế nào, ai còn có thể đối ta thế nào không thành. Kia Đường Hoa nói như thế nào. Hắn. Nhắc tới Đường Hoa, hồng sam nam nhân mặt lộ vẻ một mặt khinh thường, hắn còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là đại trưởng lão nói cái gì, hắn chính là cái gì lạc. Cái này người nhu nhược, Đường đắp một cái tát chụp đến phòng trong bàn gỗ thượng, này bàn gỗ tức khắc tan thành từng mảnh. Đường đắp mắt lộ ra âm hàn, cha, này Đường Hoa, liền giống như một cái con rối, muốn ta nói, buộc điều cầu làm Đường thị tộc trưởng, cũng so với hắn hảo xử. Đường đắp, người nói như vậy. Nhưng chính là vô lễ a. Hồng sam nam nhân trách cứ một tiếng, nhưng xem hắn giữa mày thần sắc, không có một chút trách cứ ý tứ. Chẳng lẽ không phải sao? Cha, Đường đắp đầy mặt bất mãn, muốn ta nói, này Đường thì cái dạng này, chúng ta đãi tại đây, cũng không có ý tứ,
đơn giản đem cái kia họ Trương, tính cả toàn bộ Đường thị cùng nhau cấp làm, chúng ta cầm linh thạch, còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Hồng Sam nam nhân trên mặt cười cười, không nói gì. Ba, ta mặc kệ, ngày mai đại bỉ, chờ ta bắt được cái kia đồ vật, ta liền phải phản này Đường ra cốc, đến lúc đó kia linh thạch, lấy ở người ta trong tay, hai ta hà tất muốn tại đây chịu này đó điều khí, bên ngoài thế giới như vậy đại, ta muốn đi nào liền đi đâu. Đường đáp trong mắt toàn là lệ khí. Hồng Sam nam nhân cười nói, ngươi trưởng thành, có chính mình tư tưởng, muốn làm cái gì, ta không ngăn cản ngươi. Cùng ngày sắc đêm đen đi sau, Đường ra cốc trở nên một mảnh im ắng, nơi này không có đô thị xa hoa trụy lạc, mọi người đều đãi ở chính mình phòng ốc chung. Thời gian tiệm quá, sắc trời càng ngày càng đen, thẳng đến toàn bộ Đường ra cốc đều bao phủ ở một mảnh đen nhánh giữa, loài chim hót vang thanh thỉnh thoảng vang lên, mang theo một loại cô tịch cảm giác. Ánh trăng như nước tưới xuống, loang lổ rừng ở trong cốc. Cốc biên bên trái một gian nhà gỗ cửa phòng mở ra, Đường Tư nhẹ ném tóc dài, ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng khởi vũ. Phòng cho khách chung, Trương Huyền như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, cự hắn mới vừa ngồi vào này, đến bây giờ, đã qua đi 6 tiếng đồng hồ, này 6 tiếng đồng hồ thời gian, Trương Huyền không có lúc nào là không ở thử sự cả người cơ bắp cùng nhau phát lực. Liên tục 6 tiếng đồng hồ phát lực, làm Trương Huyền cả người cơ bắp nhức mỏi vô cùng, cái loại cảm giác này, liền giống như vô số con kiến bò ở trên người giống nhau, phá lệ khó chịu, mồ hôi đã làm ướt Trương Huyền phía sau lưng. Quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng được đến kết quả, là làm Trương Huyền vui sướng, hắn hiện tại cơ hồ đã có thể khống chế toàn thân 99% cơ bắp cùng nhau phát lực, lại nỗ lực hơn, liền có thể làm được thư thượng viết kia một màn. Trương Huyền trong lòng cảm khái, ngự khí cao thủ, quả thực cường đại. Chỉ là này đơn giản khúc dạo đầu, khiến cho chính mình gập gành 6 tiếng đồng hồ, hắn không biết chính là, nếu hắn hiện tại cách làm, bị ngự khí cảnh người nhìn đến, nhất định sẽ trừng lớn đôi mắt, bởi vì Trương Huyền hiện tại làm, căn bản là không phải cái gì ngự khí nhập môn đồ vật, mà là lấy khí rèn thể. Loại này lấy khí rèn thể phương pháp, cho dù là cái loại này kinh nghiệm phong phú ngự khí cao thủ, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Khí là một loại thực huyền diệu đồ vật, tới rồi ngự khí cảnh. Có thể đơn giản thao tác khí, cũng đã thực khó lường, nếu muốn cho khí cùng tự thân cơ bắp hoàn mỹ dung hợp, này một không cẩn thận, liền sẽ xuất hiện vấn đề, mà hiện tại Trương Huyền, cũng đã làm được, chỉ là điểm này, hắn cũng đã siêu việt 99% ngự khí cao thủ. Chỉ là, những việc này, đối với Trương Huyền tới nói, còn tất cả đều không hiểu biết, hắn chỉ đương mỗi người đều sẽ như vậy. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn bụng thu hồi, trong nháy mắt này, hắn cổ động cả người sức lực. Làm toàn thân cơ bắp, đều tại đây cùng thời gian phát lực. 6 tiếng đồng hồ không gián đoạn luyện tập, làm Trương Huyền hoàn toàn nắm giữ cơ bắp phát lực phương pháp, lúc này đây, hắn thành công làm toàn thân cơ bắp cùng nhau phát lực, cũng trong nháy mắt này, Trương Huyền rõ ràng cảm giác được, chính mình bụng kia cổ khí lưu, đang ở bay nhanh hướng chính mình khắp người lan tràn mà đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình làn da tầng ngoài, mỗi một chỗ, đều che kín khí. Cái này làm cho Trương Huyền vui sướng. Hắn vội vàng nhìn thư tịch trang sau, phía dưới giảng, chính là nên như thế nào cùng linh thạch sinh ra liên hệ. Lấy khí hối nhập linh thạch, vận hành một cái chu thiên, lại thu hồi. Trương Huyền nhìn thư thượng nói, một đầu dấu chấm hỏi. Khống chế khí, như thế nào khống chế? Trương Huyền phiên biến thư tịch, cũng không tìm được ghi lại, bởi vì khí khống chế, căn bản không cần người giáo, chỉ cần tiến vào ngự khí, tự nhiên mà vậy liền sẽ khống chế, nhưng cố tình Trương Huyền bất đồng. Trương Huyền cả người lại lần nữa phát lực, hắn thân thể tầng ngoài khí lại nồng hậu một vòng, theo sát, Trương Huyền trơ mắt nhìn đến, một đóa hoàn toàn từ khí hình thành hoa sen, ở chính mình trước người, dần dần hình thành. Này hoa sen vô hình, liền cùng người nhìn thấy gió lốc giống nhau, rõ ràng không có nhan sắc, là trong suốt trạng, lại có thể nhìn đến này hình. Hoa sen xuất hiện, làm Trương Huyền lắp bắp kinh hãi, thư trung căn bản là không có như vậy ghi lại a. Ở hoa sen xuất hiện đồng thời, Trương Huyền cảm nhận được, chính mình bụng khí xoáy tụ, chính bay nhanh tản ra khí, chiều chính mình trước người hoa sen lan tràn qua đi, mà hoa sen, cũng không chịu Trương Huyền khống chế, dần dần bay tới Trương Huyền trên đỉnh đầu, đình chỉ bất động, liền cùng lớn lên ở Trương Huyền trên đầu giống nhau. Này khí hình hoa sen, người khác vô pháp nhìn đến, chỉ có Trương Huyền bản nhân, có thể cảm giác được. Đây là, Trương Huyền đầy đầu mờ mịt. Đột nhiên, một đạo thanh âm, tiếng vọng ở Trương Huyền trong đầu. Võ đạo thâm trầm có thể so với biển rộng, vĩnh vô chừng mực,
đương hoa sen tụ với đỉnh đầu, nhớ lấy, hoa không thể lạc. Trương Huyền thân thể bỗng nhiên một trận, đây là hắn đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình vừa mới tiếp xúc võ đạo khi, Lục lão nhân đã từng đối hắn giảng nói, lời này, Trương Huyền trước kia vẫn luôn đều không thể lý giải, thậm chí tai trái tiến, tai phải đoá liền đi ra ngoài, cái gì hoa sen tụ với đỉnh. Nhưng đương kim ngày, hoa sen hiện thân thời điểm, Trương Huyền bỗng nhiên nhớ lại này đoạn lời nói tới. Hoa sen tụ đỉnh, đây là Lục lão nhân lúc ấy nói qua, hoa sen tụ đỉnh. Trương Huyền trừng lớn đôi mắt, về thư thượng ghi lại cái gì, như thế nào vận dụng linh thạch, này hết thảy đồ vật, đều bị hắn ném tại sau đầu, hắn hiện tại lực chú ý, tất cả tại đỉnh đầu này hoa sen phía trên. Đây là hoàn toàn vượt qua Trương Huyền nhận chi đồ vật, thật giống như là võ hiệp tiểu thuyết giữa đồ vật giống nhau. Trương Huyền nhẹ nhàng lung lay hạ đầu, hắn này nhoáng lên, có thể rõ ràng cảm nhận được, trên đầu phương hoa sen cũng đi theo một trận lay động, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống giống nhau. Nhớ lấy, hoa không thể lạc. Năm đó Lục lão nhân nói, lại lần nữa hiện lên ở Trương Huyền trong óc, đối với Lục lão nhân, Trương Huyền trong lòng, là vô điều kiện tín nhiệm, lúc trước nếu không phải Lục lão nhân, Trương Huyền đã sớm là một khối thi thể, như thế nào sẽ có hôm nay thành tựu, nếu Lục lão nhân nhắc tới quá việc này, Trương Huyền tự nhiên sẽ không làm lơ, hắn thật cẩn thận từ trên mặt đất đứng lên, sợ chính mình động tác ảnh hưởng đến nảy đóa hoa sen, duỗi tay đỡ ở chính mình đỉnh đầu. Chương 571 ta muốn khiêu chiến hắn. Nếu có người nhìn đến Trương Huyền lúc này bộ dáng, nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Hiện tại Trương Huyền, đôi tay thật cẩn thận đặt ở trên đầu, liền cùng bưng một cái trong suốt bình hoa giống nhau, đi đường thời điểm, tư thế cũng phi thường thong thả, một chân chậm rãi nâng lên, chậm rãi rơi xuống, không chút nào khoa trương nói, đi một bước có thể sử dụng hắn 3-4 giây, liền cùng diễn kịch nói giống nhau. Này cũng thật không thể trách Trương Huyền cẩn thận, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đỉnh đầu này đóa hoa sen, thật sự là quá yếu ớt, thoáng có một chút gió thổi cỏ lay, liền phải điêu tàn dường như. Trương Huyền ngồi vào mép giường, liền nằm cũng không dám nằm, sợ chính mình nằm xuống, này hoa sen liền gấp ngã xuống. Lúc trước Lục lão nhân nói không thể lạc, liền tự nhiên có hắn đạo lý, chỉ là Trương Huyền hiện tại, trong lòng lại nhiều nghi hoặc đều hỏi không ra, Lục lão nhân, là hắn tự mình chôn. Trương Huyền liền như vậy ngồi ở mép giường, đường hắn yên lặng bất động thời điểm, đỉnh đầu hoa sen, cũng liền an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó. Này đóa hoa sen xuất hiện, làm Trương Huyền vốn dĩ tính toán nghiên cứu cả đêm công pháp kế hoạch hoàn toàn tan biến, đành phải thành thành thật thật ngồi, hiện tại Trương Huyền, còn không rõ ràng lắm, cùng hắn trên đỉnh đầu này đóa hoa sen so sánh với, đường thì công pháp, thí đều không tính, liền tính kia công pháp luyện xong, cũng chưa hoa sen thượng một quả cánh hoa quan trọng. Đường ra trong cốc, loài chim hót vang, dưới ánh trăng khởi vũ người cũng trở lại trong phòng. Đường đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên, đường ra trong cốc người tất cả đều từ phòng trong đi ra, bọn họ chăn nuôi, cày ruộng, trẻ tuổi luyện võ, mỗi người đều có chính mình việc cần hoàn thành. Hôm nay, trong cốc đại bỉ, phàm là phù hợp yêu cầu, toàn bộ diễn võ trường tập hợp. Một đạo hét lớn một tiếng, vang vọng trong cốc. Một gian nhà gỗ chung, đường đắp vẻ mặt ngạo nghễ từ trong phòng đi ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía đường ra bảo phương hướng, trong mắt, tràn ngập xâm lược tính. Đường tin cũng từ hắn trụ địa phương đi ra, nhéo nhéo quyền, lúc này đây, cần thiết muốn lấy được hảo thành tích. Đường tư cũng là dưỡng đủ tinh thần, vì hôm nay đại bỉ làm chuẩn bị. Đường thị trẻ tuổi, vô luận nam nữ, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, ở thị tộc nội, đại bỉ, là phi thường quan trọng một sự kiện, đại bỉ xếp hạng, đem quyết định mỗi người về sau ở thị tộc chung địa vị. Bao gồm cho bồi dưỡng tài nguyên, phải biết rằng, một người cuối cùng trưởng thành, cùng giai đoạn trước tài nguyên, có mật không thể phân liên hệ. Thị tộc đại bỉ, là bị chịu chú mục. Phòng ốc chung Trương Huyền, đối này hết thảy, hoàn toàn không biết, hiện tại hắn chính dựa vào mép giường, nhắm mắt lại, một bàn tay còn đặt ở đỉnh đầu. A, à, một trận hét lớn một tiếng vang lên, này tiếng quát mênh mông, ở hẻm núi nội bồi hồi. Này tiếng quát truyền khắp hẻm núi. Đang ngồi ở kia ngủ Trương Huyền, đột nhiên một cái giật mình, thân mình run lên, đôi mắt mở. Ở trợn mắt trước tiên, Trương Huyền theo bản năng liền dùng tay chiều trên đầu sờ soạc, đương sờ đến hoa sen thời điểm, làm Trương Huyền đại tùng một hơi, còn hảo, hoa sen còn ở. Tối hôm qua Trương Huyền chính mình cũng không biết như thế nào ngủ, dù sao chính là dựa vào mép giường, vừa động cũng không dám động. Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng lung lay hạ đầu, hắn phát hiện. Hoa sen giống như so đêm qua muốn ngưng thật không ít,
tối hôm qua chính mình chỉ là tùy tiện động một chút, hoa sen liền có muốn rớt xu thế, hiện tại bình thường đi đường, đong đưa, đều sẽ không ảnh hưởng đến hoa sen. Phát hiện này, làm Trương Huyền trong lòng thả lỏng không ít, trời biết này hoa sen rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu vẫn luôn lớn lên ở trên đầu, làm Trương Huyền mỗi ngày đều như vậy thật cẩn thận, kia sống được thật đủ mệt, hiện tại này cũng không tệ lắm. Nếu hoa sen sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên rắn chắc nói, cũng liền sẽ không ảnh hưởng về sau bình thường sinh sống. Trương Huyền đi đến trước cửa, đẩy ra cửa phòng, ở cửa phòng mở ra nháy mắt, một cổ không khí thanh tân ập vào trước mặt, Trương Huyền hít sâu một hơi, này núi lớn không khí, là hoàn toàn không có bất luận cái gì ô nhiễm, hút thượng một ngụm, cảm giác đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều. Lại là hét lớn một tiếng, theo sơn cốc lan tràn mà đến, Trương Huyền theo tiếng quát truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa vặn có thể nhìn đến đường ra bảo trước cửa thật lớn diễn võ đài, giờ phút này diễn võ đài chung quanh, đang ngồi đầy người, mà diễn võ đài thượng, hai gã tuổi trẻ nam tính chính không ngừng giao thủ, tiếng quát chính là từ diễn võ đài phía trên truyền đến. Trương Huyền vẻ mặt tò mò nhìn bên kia, cất bước chiều quá đi đến, hắn một tay đỡ đầu, tuy rằng hiện tại bình thường đi đường đã ảnh hưởng không đến trên đầu hoa sen, nhưng Trương Huyền tâm lý tác dụng vẫn là không ngừng quấy phá. Trương Huyền đi qua đi. Phát hiện đường thị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều tại đây, ngồi ở chủ vị thượng, đường thị tộc trưởng đường hoa, còn có ngày hôm qua trên bàn cơm những cái đó trung niên nam nữ, cũng đều ngồi ở chỗ này. Trương huynh đệ, người đã đến rồi. Đường tin phục một bên đi tới. Người đây là, Trương Huyền nhìn đường tin trên mặt, mang theo một đạo xanh tím, cả người đều có vẻ thực chật vật. Đường tin cười khổ một chút, đại bỉ, thua, vốn tưởng rằng ta ít nhất có thể tiến tiền 10. Nhưng không nghĩ tới, có chút quá đánh giá cao chính mình. Trương Huyền nhìn về phía trên đài, giờ phút này diễn võ đài thượng chiến đấu, cũng tiếp cận kết thúc. Đường đắp một quyền đánh vào đối thủ bụng, trực tiếp đem đối thủ oanh hạ lôi đài. Hảo cường! Quá cường! Đường đắp không hổ là trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, chỉ sợ chỉ có thế hệ trước người, mới có thể trị hắn đi. Dưới đài chính quan chiến người trẻ tuổi, toàn nhìn trên đài, phát ra âm thanh. Đường đắp đôi tay bối ở sau người, ngạo nghễ nhìn dưới đài. Hồng sam nam nhân ngồi ở chủ vị thượng, nhìn trên đài chính mình nhi tử, sắc mặt không hề biến hóa, lần này đại bỉ, hắn đã sớm có thể nghĩ đến, căn bản không ai sẽ là chính mình nhi tử đối thủ. Trương Huyền cũng âm thầm gật đầu, hắn vừa mới xem đường đắp động tác cùng lực đạo, cùng hải thần đám người so sánh với, cũng kém không được quá nhiều, bắt được bên ngoài đi, kia tuyệt đối là có thể độc đương một phương nhân vật. Đường thị tộc trưởng đường hoa đứng dậy, lớn tiếng nói, còn có hay không người muốn khiêu chiến. Đường hoa hỏi xong, ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy không ai mở miệng, liền tiếp tục nói, nếu như không có, lần này đại bỉ, đệ nhất danh, đó là đường đắp, đệ nhị. Đường hoa nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm đánh gãy. Đứng ở trên lôi đài đường đắp lãng thịnh nói, tộc trưởng, nếu là thường lui tới, này đệ nhất, ta hoàn toàn xứng đáng nhận hạ. Nhưng hôm nay, này đệ nhất, ta còn không dám tiếp. Nga, vì cái gì, đường hoa nghi hoặc. Đường đắp xoay người, ánh mắt trực tiếp tỏa định ở dưới lôi đài Trương Huyền trên người. Hôm nay, còn có một người, ta chưa khiêu chiến. Ngày hôm qua ta phụ thân nói cho ta, thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta rất muốn biết, cùng thị tộc ở ngoài người so sánh với, ta đường đắp, là cái dạng gì tiêu chuẩn, cho nên, ta tưởng khiêu chiến vị này, Trương Huyền huynh đệ. Đường đắp lời này vừa ra, dưới đài những cái đó trẻ tuổi, đồng thời phát ra kinh hô tiếng động. Này, đường hoa vẻ mặt khó xử nhìn Trương Huyền, theo sau lắc đầu nói, đường đắp, Trương Huyền tiểu hữu là chúng ta đường thị khách quý. Nói như vậy, là hắn không dám lạc, đường đắp vẻ mặt khiêu khích nhìn Trương Huyền. Chương 572 bó tay bó chân. Đường đắp như vậy khiêu khích, làm đường thị người, toàn đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Muốn đặt ở địa phương khác, Trương Huyền tự nhiên làm lơ đường đắp này phiên khiêu khích, nhưng hiện tại bất đồng, hắn lẻ loi một mình đãi ở đường thị, nếu đối mặt một người đường thị hậu bối con cháu khiêu khích mà thờ ơ, kế tiếp, sẽ có nhiều hơn phiền toái tìm tới hắn. Nhưng muốn tiếp được đường đắp khiêu chiến, hiện tại cũng không phải thời điểm, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, nhưng kinh không được bình thường đánh nhau, đường đắp không phải cái gì kẻ yếu, ít nhất cũng là tiếp cận với quang minh đảo 10 vương thực lực, muốn đánh bại hắn. Liền hiện tại Trương Huyền mà nói, tuy rằng cũng là nhất chiêu sự, nhưng này nhất chiêu, không phải khinh phiêu phiêu ra quyền đơn giản như vậy, ít nhất muốn xuất ra năm thành lực. Năm thành lực A, Trương Huyền cũng không dám bảo đảm,
đương chính mình phát ra năm thành lực sau, trên đầu hoa sen, còn có thể không giữ được. Trương Huyền hiện tại, có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Họ Trương, ta hỏi ngươi, này khiêu chiến, ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Trên đài đường đáp thấy Trương Huyền không có hé răng, lại lần nữa mở miệng hỏi. Ở tối hôm qua, đường đáp từ phụ thân hắn kia biết được đường thị không tính toán đối cái này người từ ngoài đến động thủ thời điểm, hắn liền tâm sinh bất mãn. Làm đường thị trẻ tuổi đệ nhất nhân, đường đáp nội tâm không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, hiện tại đột nhiên xuất hiện Trương Huyền như vậy cái ngoại lai người, vẫn là cùng đường đáp cùng thế hệ, lại làm cho cả đường thị không dám vọng động, cái này làm cho đường đáp phi thường không phục. Hắn ở tối hôm qua liền tưởng hảo, hôm nay tất nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này Trương Huyền, làm đường ra người minh bạch, cái này người từ ngoài đến, ở chính mình trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đường ra trẻ tuổi, tự nhiên là đứng ở đường đáp bên này, thấy đường đáp đưa ra khiêu chiến Trương Huyền căn bản không dám tiếp, liền sôi nổi mở miệng. Tiếp A, người dám không dám tiếp A. Ngày hôm qua tới thời điểm vinh váo hống hống, còn từ như vậy cao đài thượng nhảy xuống, hiện tại như thế nào túng. Làm đường ra trẻ tuổi đệ nhất nhân, đường đáp ở tiểu bối giữa, vẫn là rất có uy vọng, càng có một ít người, đã sớm đứng ở đường đáp cái này phe phái, hết thảy đi theo đường đáp. Hảo, không được vô lễ, đường thị đại trưởng lão ra tiếng quát lớn nói. Đại trưởng lão này vừa ra thanh, nguyên bản vang ở Trương Huyền bên tai kêu gào thanh tức khắc liền biến mất, nhưng thanh âm là biến mất, cái loại này khinh thường ánh mắt hòa khí phân, là cá nhân đều có thể cảm thụ đến. Ta tiếp. Trương Huyền mở miệng, nội tâm thở dài một tiếng, xem ra lần này, chính mình không tiếp là không được, nếu hiện tại không tiếp, mặt sau không chừng còn có cái gì phiền toái chờ chính mình đâu, tuyệt đối vô pháp làm chính mình an tâm chờ đợi này đóa hoa sen biến mất, hiện tại liền hy vọng, này đóa hoa sen có thể kiên cường một chút, chống được chính mình đánh ra một quyền đi. Thấy Trương Huyền nói tiếp, đường đắp trên mặt, lộ ra một tia vui mừng. Đại trưởng lão thấy Trương Huyền đều nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, Trương Huyền thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào. Diễn võ đài chiều cao 2 mét, căn bản không thiết cầu thang, ở chỗ này, phàm là có tư cách bước lên diễn võ đài, đều có thể nhẹ nhàng nhảy liền lên đài, cho dù là một ít sơ tập võ hài đồng, cũng chỉ là hơi chút phí chút lực mà thôi. Trương Huyền đi đến diễn võ đài trước, vừa mới chuẩn bị nhảy lên, chỉ là làm cái cung đầu gối động tác, liền cảm giác đỉnh đầu hoa sen nhoáng lên. Cái này làm cho hắn vội vàng duỗi tay đỡ một chút, lại không dám làm kế tiếp động tác, nhìn 2 mét cao diễn sân khấu, Trương Huyền duỗi khởi hai tay, ở diễn sân khấu bên cạnh một bái, theo sau thong thả bò đi lên. Trương Huyền này vụng về lên đài động tác, làm rất nhiều đường thị trẻ tuổi, đều lộ ra coi khinh, đường đáp trong mắt, càng là khinh thường. Đại trưởng lão đám người thì tại nghi hoặc, liền đại trưởng lão ngày hôm qua quan sát mà nói, Trương Huyền muốn bước lên cái này diễn võ đài. Kia tuyệt đối là nhẹ nhàng a. Trương Huyền tay chân cùng sử dụng bò lên trên diễn võ đài, dính một thân hôi, hắn động tác thong thả bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, cảm nhận được trên đầu hoa sen cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường đáp nhìn trước người cách đó không xa Trương Huyền, khóe miệng lộ ra một mạt coi khinh tươi cười. Đường thị tộc trưởng Đường Hoa đứng dậy, mở miệng nói, lần này tỉ thí, không được sử dụng ám khí. Đương bất luận cái gì một phương chủ động nhận thua, rớt ra lôi đài, hoặc đánh mất năng lực chiến đấu khi vì thất bại, người thắng không được lại đối kẻ thất bại ra tay, có vấn đề sao? Không có, Đường đáp đáp. Không thành vấn đề, Trương Huyền đồng dạng lắc đầu trả lời. Hảo, Đường Hoa gật đầu, nếu không có vấn đề, như vậy, tỉ thí, bắt đầu. Đường Đường Hoa trong miệng bắt đầu hai chữ rơi xuống, nguyên bản còn đứng ở nơi đó Đường đáp, lấy một loại cực nhanh tốc độ. Chiều Trương Huyền sở trạm địa phương phóng đi. Thật nhanh. Quá nhanh, không hổ là đường đắp. Loại này tốc độ, ta liền thấy đều lao lực. Đường đắp động tác, làm dưới đài vang lên một trận tiếng kinh hô. Trương Huyền nhìn nghênh diện vào tới đường đắp, loại này ở người khác trong mắt mau đến thấy không rõ tốc độ, đối hắn mà nói, giống như rùa đen giống nhau thong thả, thả đường đắp trong quá trình tiến lên, Trương Huyền nhìn ra không dưới 10 chỗ sơ hở, này đó sơ hở xuất hiện. Đừng nói là hiện tại Trương Huyền, chính là phía trước không có nắm giữ khí Trương Huyền, đều có thể có nắm chắc nhất chiêu đem đường đắp đánh bại. Đường thị, tuy rằng là thị tộc, truyền thừa xa xăm, nhưng rốt cuộc tới nói, hiện tại đường thị con cháu, học bất quá là một ít lôi đài kỹ. Mà Trương Huyền bất đồng, hắn từ tiếp xúc cổ võ bắt đầu, học, chính là giết người kỹ. Chẳng sợ hai người thực lực tương đồng,
Trương Huyền đều có thể làm được đối đường đắp hoàn mỹ nghiền áp, càng không cần đề hiện tại, nếu không phải có hoa sen ước thúc, hiện tại chiến đấu cũng đã kết thúc, nhưng cố tình Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, làm hắn vô pháp tùy ý ra tay, chỉ có thể chờ đường đắp tiếp cận, lại ra chiêu. Đường đắp lấy một cái cực nhanh tốc độ vào tới Trương Huyền trước mặt, theo sau một cái cao đá, chiều Trương Huyền trên đầu rút đi. Trương Huyền xem chuẩn thời gian, bỗng nhiên chém ra một quyền, chỉ cần này một quyền đánh ra, là có thể nhẹ nhàng đem đường đắp đánh bại, chỉ tiếc, này một quyền, Trương Huyền cuối cùng không có thể đánh ra. Đường đắp này một cái cao đá, mang theo một trận mãnh liệt phá tiếng gió, đồng thời cũng mang theo một cổ dòng khí, này dòng khí nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, hắn quyền mới vừa chém ra một nửa, liền cảm giác đỉnh đầu hoa sen chiều bên cạnh một nghiêng, nếu chính mình này quyền đánh ra đi, hoa sen tất nhiên rơi xuống, cái này làm cho Trương Huyền vội vàng đem lấy tay về, ôm ở trên đầu. Đường đắp này một chân, cũng không có đá vào Trương Huyền trên đầu, mà là ở khoảng cách Trương Huyền đầu còn có 5 cm địa phương ngừng lại, đường đắp trên mặt, toàn là hài hước. Như vậy một màn, ở người khác xem ra, chính là đường đắp một chân đá ra, Trương Huyền vốn dĩ muốn đánh trả, lại phát hiện chính mình tốc độ so ra kém đường đắp, vội vàng duỗi tay bảo vệ phần đầu giống nhau. Đường đắp chậm rãi buông nâng lên chân, hướng Trương Huyền khinh thường hừ lạnh một tiếng, quá mức nhỏ yếu. Dưới đài, Đường Tin cùng Đường Tư sư huynh muội khó hiểu nhìn trên đài, liền hai người bọn họ đối Trương Huyền hiểu biết, tuy rằng Trương Huyền không nhất định sẽ là đường đắp đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không nên như vậy bất kham mới là. Chương 573 đánh ta. Trương Huyền đỡ ổn đỉnh đầu hoa sen, thở dài, này hoa sen, quả nhiên không hắn tưởng tượng như vậy kiên cố, đừng nói chính mình ra chiêu, chỉ là người khác chiêu thức, đều làm này hoa sen lung lay sắp đổ. Đường đắp cười lạnh một tiếng, quát to, người cũng bất quá như thế. Tiếng nói vừa dứt, đường đắp lại lần nữa ra chân chiều Trương Huyền trên đầu đá vào, đường đắp tốc độ thực mau, ra chân lực đạo cực mãnh, hắn chân, ở một ít thực lực kém một chút người trong mắt, phảng phất ảo ảnh giống nhau. Đường đắp mỗi một chân đều có thể đá đến Trương Huyền mặt sườn, nhưng hắn cố tình không có đá đến Trương Huyền trên người, mỗi lần còn mấy cm thời điểm, hắn liền sẽ thu lực, một lần nữa lại đá. Đường đắp công kích, mang theo đạo đạo kình phong, mỗi một đạo đều ở ảnh hưởng Trương Huyền phần đầu hoa sen, làm Trương Huyền căn bản đằng không ra tay tới. Đường đắp phải làm, chính là nhục nhã Trương Huyền, hung hăng nhục nhã Trương Huyền, làm Đường thị trưởng lão biết, bọn họ kiêng kỵ người, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Thiên nột, quá nhanh, đường đắp sư huynh chân công, thật sự quá cường, cái kia Trương Huyền, căn bản là vô pháp phản ứng lại đây. Cái kia Trương Huyền chỉ có thể ôm đầu tới bảo hộ chính mình, quả thực là quá yếu. Cứ như vậy trình độ, cũng dám tiếp thu đường đắp sư huynh khiêu chiến, hắn từ đâu ra tự tin. Đạo đạo châm chọc tiếng vang lên. Quan chiến tịch chủ tọa thượng, ngày hôm qua ở trên bàn cơm nói chuyện tên kia trung niên nữ nhân hướng đại trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão, ta cho rằng ngươi lo lắng, đều là nhiều lo lắng, tiểu tử này, căn bản là không xứng làm chúng ta coi trọng như vậy. Công pháp cho hắn, quả thực chính là đối chúng ta Đường thị vũ nhục, muốn ta nói, trực tiếp làm thịt hắn, gì sự đều dễ làm. Không tồi, một nam nhân trung niên cũng mở miệng, một cái tiểu nhân vật mà thôi, giết liền giết, kia linh thạch vốn là không lớn, hà tất muốn lại phân ra một ít cho hắn. Chúng ta Đường thị, không phải nói không giữ lời người. Đường Hoa lắc lắc đầu, đáp ứng Trương tiểu hữu sự, liền phải làm được. Hừ, cổ hủ, trung niên nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Hảo, việc này không cần nhắc lại, đại trưởng lão không kiên nhẫn ra tiếng, chúng ta Đường thị, há là cậu thả hạng người. Đại trưởng lão vừa nói lời nói, không ai lên tiếng nữa, ở Đường thị, đại trưởng lão uy tín vẫn là rất cao. Đại trưởng lão nhìn mắt lôi đài, thấy Trương Huyền ở đường đắp thế công hạ chỉ có thể ôm đầu một màn, lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, chính mình phía trước, thật sự là có chút đánh giá cao người thanh niên này a. Trên đài đường đắp liên tục ra chân, trong miệng hừ lạnh, nhỏ yếu người, cũng xứng có được linh thạch. Quả thực buồn cười. Đường đắp lần này một chân, không hề thu lực. Đột nhiên chiều Trương Huyền trên đầu đá vào. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, này đường đắp một chân đá tới, kia không phải đá chính mình, hoàn toàn là hướng hoa sen đá tới a, trời biết này vô hình hoa sen bị một chân đá đến sẽ có cái gì hậu quả, Trương Huyền vội vàng né tránh. Dưới đài quan chiến người chung, có người nói, nhìn dáng vẻ, này Trương Huyền là có một chút thực lực, còn có thể tránh thoát đường đắp sư huynh một chân. Nếu hắn vẫn luôn trốn ở đó, nói không chừng còn có cơ hội. Sai rồi, một người lắc đầu,
Các người đừng quên, Đường Đắp sư huynh, lợi hại nhất, đều không phải là trên đùi công phu, mà là quyền pháp công phu, hiện tại Đường Đắp sư huynh, chẳng qua là ở hưởng thụ một loại lạc thú mà thôi, cái này Trương Huyền, căn bản là không có khả năng là Đường Đắp sư huynh đối thủ. Đích xác, một khi Đường Đắp sư huynh nghiêm túc lên, Trương Huyền bị thua, chỉ là trong nháy mắt sự mà thôi. Ở đây người giữa, không ai cho rằng, Trương Huyền còn có cơ hội có thể cùng Đường Đắp tranh hùng, ở bọn họ trong mắt, Trương Huyền liền đánh trả cơ hội đều không thể có, chỉ biết chạy vắt giò lên cổ. Trương Huyền trong lòng khổ, này khiêu chiến sớm không tới, vãn không tới, cố tình lúc này tới, nếu có thể làm Hoa Sen lại nhiều đãi một ngày, lại rắn chắc một ít, hắn đều không cần như vậy bó tay bó chân. Ở Đường Đắp thế công hạ, Trương Huyền chỉ có thể tận khả năng bảo hộ Hoa Sen không chịu đến cái gì thương tổn, bởi vì Hoa Sen yếu ớt tính, hắn liền tốc độ cũng không dám phóng quá nhanh, Trương Huyền hiện tại cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng trốn tránh. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết chạy sao? Đường Đắp hét lớn một tiếng, đột nhiên ngừng thế công, hắn đứng ở trên lôi đài, mặt mang châm chọc tươi cười. Đường Đắp thanh âm rất lớn, mọi người đều có thể rõ ràng nghe được hắn thanh âm. Chỉ biết chạy ba chữ vừa ra, làm dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng cười to. Đường Đắp lảo đảo lắc lư đi đến Trương Huyền trước mặt, nghiêng đầu nhìn Trương Huyền, trong miệng nhẹ thở nói, đánh ta. A, Trương Huyền biểu tình sửng sốt, hắn hoài nghi chính mình là không nghe lầm, cái này Đường Đắp làm chính mình, đánh hắn. Ta nói, đánh ta. Đường Đắp cười lạnh, dùng ngón tay chỉ chính mình huyệt thái dương, hướng tới đánh, dùng sức điểm, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Này, Trương Huyền sắc mặt có điểm quỷ dị, hắn còn đang suy nghĩ, chính mình nên như thế nào kết thúc trận này khiêu chiến đâu, kết quả Đường Đắp liền tới đưa ra như vậy một cái thỉnh cầu, cái này làm cho Trương Huyền chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Đánh a, như thế nào, không dám. Đường Đắp thấy Trương Huyền kia phó trần trở bộ dáng, trong lòng đắc ý càng sâu. Tới, đánh ta a. Đường Đắp hét lớn một tiếng, hắn hiện tại làm, chính là tận khả năng nhục nhã Trương Huyền, chờ Trương Huyền hướng chính mình phát lực thời điểm, chính mình lại lấy lôi đình một kích, trực tiếp đem hắn đánh sập. Trương Huyền giơ lên nắm tay, thật muốn chính mình đánh hắn, chỉ sợ tam thành lực, phải đem hắn đánh khởi không tới, quan sát đến Đường Đắp thực lực sau, Trương Huyền cho rằng chính mình phía trước tưởng năm thành lực là quá đánh giá cao hắn. Đường Đắp tuy rằng có sánh vai Quang Minh Đảo Mười Vương thực lực, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu thượng, kém quá nhiều, liền hải thần đám người, tùy tiện tới một cái, đều có thể nghiền áp Đường Đắp. Dưới đài Đường thị mọi người, nhìn đến Trương Huyền giơ lên nắm tay, một bộ muốn đánh lại không dám đánh bộ dáng, phát ra ầm ầm tiếng cười to. Trương Huyền hiện tại tưởng chính là, như thế nào có thể một kích đem Đường Đắp đánh bại, không thương đến hắn, lại có thể làm hắn đánh mất hành động năng lực. Ta hắn sao làm ngươi đánh ta, có nghe thấy không? Đường Đắp lại lần nữa phát ra một tiếng giống to, trừng lớn đôi mắt. Kia, hảo đi, Trương Huyền một quyền chém ra. Trương Huyền này đánh ra một quyền, ở người khác xem ra, là một chút uy lực đều không có, mềm mại vô lực, bao gồm Đường Đắp cũng như vậy cho rằng, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cũng tại đây cùng thời gian, một quyền chém ra, thẳng đến Trương Huyền quyền mặt mà đi. Hắn phải làm, là triệt triệt để đem Trương Huyền nghiền áp, ngươi ra quyền, ta cũng ra quyền, nhìn xem chúng ta hai người nắm tay, ai càng cường. Ở hai người quyền mặt sắp giao tiếp kia một khắc, Đường Đắp phảng phất đã nhìn đến Trương Huyền cánh tay bị chính mình đánh gãy một màn. Quyền mặt giao tiếp, Đường Đắp khóe miệng gợi lên cười lạnh, còn không chờ hắn cười ra tiếng tới, một cổ vô pháp kháng cự lực, liền từ quyền mặt truyền đến, theo cánh tay, một đường hướng về phía trước, Đường Đắp chỉ cảm thấy, giờ khắc này, có một cổ vô hình chi lực đem chính mình chiều phía sau bỗng nhiên đẩy đi. Người ở bên ngoài xem ra, Đường Đắp cùng Trương Huyền thực bình thường đúng rồi một quyền, lại ở đối quyền nháy mắt cả người đều bay ngược đi ra ngoài, một màn này, làm mọi người trừng lớn đôi mắt, tình huống như thế nào. Bay ngược đi ra ngoài hẳn là cái kia Trương Huyền mới đúng, như thế nào sẽ là Đường Đắp sư huynh. Chương 574 đều do hắn. Khí. Ngồi ở thính phòng chủ tọa thượng Đường thị đại trưởng lão đồng tử một trận co rút lại, hắn mới vừa rõ ràng nhìn đến, ở Trương Huyền cùng Đường Đắp hai quyền tương chạm vào gian, Trương Huyền nắm tay căn bản là không đụng tới Đường Đắp liền bị một cổ vô hình chi lực oanh bay ra đi, này tuyệt đối là khí biểu hiện. Như vậy một màn, cũng làm đại trưởng lão minh bạch, lúc trước Trương Huyền, vẫn luôn là ở nhường Đường Đắp, hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc, ngự khí cảnh cùng bình thường cổ võ giả, kém giống vậy thiên địa. Những cái đó cùng đại trưởng lão ngồi ở cùng nhau trung niên nam nữ,
tất cả đều nghe được đại trưởng lão trong miệng nói. Đại trưởng lão, hắn thật sự đã nắm giữ khí. Tên kia trung niên nữ nhân không thể tin được hỏi. Không tồi, đại trưởng lão gật đầu, Trương Tiểu Hữu cố ý nhường nhịn, đường đắp cách làm, có chút quá kích ga. Đại trưởng lão khi nói chuyện, trên mặt mang theo chút tiếc nuối, cùng Trương Huyền so sánh với, bọn họ Đường thị vãn bối, tâm tính muốn kém quá nhiều, Trương Huyền bổn ý nhường nhịn, nhưng đường đắp một hai phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Đường đắp bị Trương Huyền một quyền oanh phi, quăng ngã phiền ở trên lôi đài, chỉ cảm thấy cả người tê dại, sự không thượng lực tới, hắn nhìn mắt như cũ đứng ở nơi đó Trương Huyền, lại theo bản năng nhìn mắt dưới đài, đường chú ý tới dưới đài này đó Đường thị trẻ tuổi ánh mắt khi, làm đường đắp cảm giác trên mặt một trận nóng rát. Liên tưởng vừa mới trên đài đường đắp sở làm hết thảy, hiện tại phát sinh một màn, đó chính là tiêu tiêu chuẩn chuẩn và mặt A. Đường đắp hiện tại muốn làm, chính là chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, đi làm cái kia họ Trương đẹp, nhưng hắn hiện tại toàn thân tê dại, căn bản là không có biện pháp bò dậy. Hảo, ta tuyên bố, Đường Hoa đứng dậy, cất cao giọng nói, hiện tại thế cục đã thực rõ ràng, Trương Huyền đạt tới ngự khí cảnh, đường đắp như thế nào đều không thể là Trương Huyền đối thủ, lại đánh tiếp cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi, hơn nữa xem đường đắp bộ dáng, cũng bò không đứng dậy, Đường Hoa liền tuyên bố kết quả, ta tuyên bố, lần này tỉ thí. Trương Huynh, cẩn thận. Dưới đài Đường Tin đột nhiên hét lớn một tiếng. Liền thấy vô số đạo hàn mang, từ đường đắp nơi địa phương bắn nhanh mà ra, bôn đứng ở nơi đó Trương Huyền mà đi, đường đắp khóe miệng gợi lên một mạt âm ngoan tươi cười, này vô số căn ngân châm, châm châm mặt trên đều ẩn chứa kịch độc, cái này họ Trương, xong rồi. Vô số căn ngân châm che trời lấp đất đánh úp lại, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 30 căn, này ngân châm tốc độ cực nhanh, cho dù là Trương Huyền, cũng có chút không kịp trốn tránh. Đường thị dù sao cũng là dùng ám khí cao thủ, từ xưa đến nay, Đường thị ám khí nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, chẳng sợ hiện tại rất nhiều ám khí pháp môn đều đã thất truyền, nhưng như cũng không thể khinh thường. Trương Huyền nhìn này đó bắn nhanh mà đến ngân châm, ở này đó ngân châm sắp cùng hắn tiếp xúc nháy mắt, hắn toàn thân cơ bắp bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt, cường đại khí lan tràn tới rồi Trương Huyền khắp người, đồng thời nhảy ra bên ngoài cơ thể. Một cổ vô hình cái lồng khí ở Trương Huyền bên ngoài thân hình thành, trải rộng Trương Huyền toàn thân, này đó bắn nhanh mà đến ngân châm, đại bộ phận ở cùng khí tiếp xúc nháy mắt, liền giống như đụng vào cứng rắn trên vách tường giống nhau, tất cả đều rơi xuống trên mặt đất, mà kia một bộ phận nhỏ, tắc bị chọc tức phản xung lực ảnh hưởng, chiều bắn nhanh mà đến địa phương bay ngược trở về, thẳng đến quỳ rạp trên mặt đất đường đắp. Đường đắp giờ phút này không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó ngân châm bay ngược mà đến. Ở chính mình trong mắt càng lúc càng lớn. Phốc phốc phốc, vài đạo tiếng vang, những cái đó ngân châm, toàn bộ đều chát ở đường đắp trên người. Đắp nhi, ngồi ở thính phòng thượng hồng sam nam nhân kinh hô một tiếng, vội vàng một cái khởi nhảy, chiều đường đắp chạy vội đi. Dưới đài người, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, đường đắp bắn nhanh đi ra ngoài ngân châm, cuối cùng thế nhưng chiều đường đắp chính mình đánh đi. Đối với này một tình huống, Trương Huyền cũng có chút mông. Loại này làm khí bao trùm toàn thân phương pháp, hắn cũng là đêm qua mới luyện ra, vừa mới lần đầu tiên thí nghiệm, không nghĩ tới còn có bắn ngược hiệu quả, chỉ là không biết này khí thuẫn cường độ có bao nhiêu cao, nếu có một ngày, có thể làm lơ viên đạn nói, kia đến có bao nhiêu khủng bố. Trên đài đại trưởng lão đám người sắc mặt mãnh biến, giờ phút này cũng bất chấp tuyên bố ai thắng ai bại, bọn họ thân là Đường thị người, rất rõ ràng nhà mình ám khí uy lực có bao nhiêu đại, đồng thời chiều đường đắp bên cạnh phóng đi. Đường đi vào đường đắp bên người thời điểm, đường đắp cả người đã hôn mê qua đi, sắc mặt như giấy vàng giống nhau khó coi. Độc tố đã ở trong cơ thể lan tràn, mau, trước ngăn độc. Nhị trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện vấn đề nghiêm túc tính, vội vàng lấy ra mấy cây ngân châm, chiều đường đắp trên người chát đi. Liên tục mấy châm đi xuống, đường đắp sắc mặt hơi chút đẹp một chút lúc sau, nhị trưởng lão mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, này độc tuy mạnh. Nhưng cũng may ngăn kịp thời, tu dưỡng mấy ngày liền không thành vấn đề. Nhị trưởng lão ra tiếng. Nghe được nhị trưởng lão nói, hồng sam nam nhân yên tâm không ít, hắn mãnh vừa quay đầu lại, nhìn về phía còn đứng ở trên lôi đài Trương Huyền, hét lớn một tiếng, tiểu bối, ngươi thật tàn nhẫn. Được rồi, việc này không trách Trương Tiểu Hữu. Đại trưởng lão cánh tay vung lên, ném động trường bào, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đường đắp vi phạm quy định sử dụng ám khí. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, lúc này đây, liền tính đường đắp hảo, cũng phải đi diện bích nhai hảo hảo tư quá.
Đại trưởng lão, này sao lại có thể? Hồng Sam nam nhân đồng tử co rụt lại, hiện tại rõ ràng là cái này ngoại lai người bị thương ta nhi tử. Đại trưởng lão lông mày một hoành, nếu không phải Đường Đắp tự mình vi phạm quy định, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Hồng Sam nam nhân lớn tiếng nói, chúng ta Đường thị, bản thân chính là ám khí thế gia, con ta Đường Đắp vì thủ thắng, lựa chọn sử dụng ám khí cũng không sai, chuyện này, sai ở cái này ngoại lai người, hắn cần thiết phải vì chuyện này trả giá đại giới. Đúng vậy, đại trưởng lão, Đường Đắp không thể cứ như vậy bị người bị thương. Tên kia trung niên nữ nhân giúp đỡ Hồng Sam nam nhân cùng nhau nói chuyện. Được rồi, việc này ai đúng ai sai, ta đều có định số. Đại trưởng lão lại lần nữa huy tay áo, mang Đường Đắp đi dưỡng thương đi, hết thảy, chờ hắn thương hảo lại nói. Hồng Sam nam nhân còn muốn nói cái gì, lại bị trung niên nữ nhân giữ chặt, trung niên nữ nhân hướng Hồng Sam nam nhân khẽ lắc đầu, Hồng Sam nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, bế lên Đường Đắp, đi xuống lôi đài. Trương Tiểu Hữu, ngươi không có bị thương đi, đại trưởng lão đi đến Trương Huyền trước người, dò hỏi. Không có, Trương Huyền lắc đầu. Ha ha, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, không thể tưởng được Trương Tiểu Hữu như thế tuổi, liền đạt tới ngự khí, thật là tiềm lực vô hạn a, hôm nay sự, làm ngươi chê cười. Ngươi đều có hiếu thắng chi tâm, ta có thể lý giải. Trương Huyền cười nói, chuyện này, muốn đặt ở địa phương khác, Trương Huyền tất nhiên muốn cùng Đường Đắp hảo hảo so đo một chút, hắn từ trước đến nay liền không phải cái gì rộng lượng người, nhưng hiện tại ở vào Đường thị, Trương Huyền vẫn là có được chăng hay chớ tâm tư. Rốt cuộc bởi vì một cái Đường Đắp, muốn đem sự tình cấp làm tạp, cùng Đường thị trở mặt, vậy mất nhiều hơn được. Ha ha, đa tạ Trương Tiểu Hữu, một khi đã như vậy, Trương Tiểu Hữu, chúng ta lại tâm sự về linh thạch sự tốt không? Chương 575 tán linh trận. Đại trưởng lão dẫn dắt Trương Huyền, đi ở đường ra trong cốc. Trương Tiểu Hữu, ta xem ngươi đã đạt tới ngự khí, không biết ngươi là như thế nào hấp thu linh thạch nội linh khí đâu? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi ra một cái đặc biệt bối rối hắn vấn đề. Nếu Trương Huyền trong nhà công pháp đã thất truyền, hắn lại là như thế nào đạt tới ngự khí? Không biết, Trương Huyền lắc lắc đầu, vấn đề này, hắn cũng không biết nên như thế nào cấp đại trưởng lão giải thích, đơn giản biên cái nói dối, ta ngày thường đem linh thạch mang ở trên người, một đoạn thời gian sau, liền phát hiện chính mình có thể khống chế quanh thân dòng khí. Trương Huyền biên lấy cớ này thời điểm, chột dạ không được. Quả nhiên, ai biết, đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt chính xác, Trương Tiểu Hữu, xem ra nhà ngươi chung, là có tán linh trận a. Tán linh trận, đó là cái gì? Trương Huyền tò mò hỏi. Đại trưởng lão cười lắc lắc đầu, Trương Tiểu Hữu, này tán linh trận, mỗi cái thị tộc, đều sẽ tồn lưu, cũng xưng được với là một cái thị tộc căn bản. Đại trưởng lão nói đến này, từ trong túi lấy ra kia cái linh thạch, tiếp tục nói, chỉ cần đem này linh thạch để vào tán linh trong trận. Linh thạch nội linh khí liền sẽ từ linh thạch nội tràn ra, quay chung quanh ở tán linh trận chung quanh, chỉ cần có thể thời gian dài đãi ở tán linh trận bên, tự nhiên mà vậy, liền sẽ đối khí sinh ra cảm ứng, mà đạt tới ngự khí cảnh. Đại trưởng lão nói làm Trương Huyền cả kinh, hắn thật đúng là không nghĩ tới, này linh thạch thế nhưng là như thế này một loại cách dùng, hơn nữa cái gì tán linh trận, cho hắn một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Đại trưởng lão, chỉ cần đãi ở tán linh trận bên, tất cả mọi người có thể đi vào ngự khí cảnh sao? Trương Huyền một lòng nhảy lợi hại, nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là nói, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, ngự khí cao thủ đều có thể sản xuất hàng loạt. Tự nhiên không phải, đại trưởng lão lắc đầu, Trương Tiểu Hữu, ngươi nhưng nghe nói qua, người tập võ chú ý thiên tư vừa nói. Nghe qua, Trương Huyền không cho là đúng nói, bất quá ta cho rằng, thiên tư thứ này, chỉ là một loại cách nói, cần cù bù thông minh, muốn cường đại. Còn phải dựa tự thân, có hay không thiên tư, đều một cái dạng. Sai rồi a. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, hiện đại tập võ, rất nhiều người không chú trọng thiên tư, chỉ cho rằng, thiên tư bất quá là một loại lý do thoái thác, kỳ thật ở võ đạo lúc ban đầu là lúc, thiên tư, đem quyết định một người cuối cùng thành tựu. Chẳng lẽ thực sự có thiên tư vừa nói? Trương Huyền nghi hoặc. Đúng vậy, đại trưởng lão gật đầu, này đối khí cảm ứng, liền cùng thiên tư có quan hệ. Thiên tư chắc tuyệt người, chỉ cần đãi ở tán linh trận bên, không cần làm chuyện khác, mỗi ngày hô hấp ăn cơm, đều có thể tiến vào ngự khí, mà thiên tư ngu dốt người, suốt cuộc đời, cũng vô pháp cảm ứng khí a. Còn có như vậy vừa nói, Trương Huyền trừng lớn đôi mắt, hắn cho rằng, chính mình thật là chuyến đi này không tệ, rất nhiều chính mình sợ không hiểu biết đồ vật,
đều chậm rãi giải thích nghi hoặc. Trương Tiểu Hữu, ngươi không có tu luyện công pháp, chỉ là đãi ở nhà mình tán linh trong trận, liền đạt tới ngự khí, quả thật thiên tư chắc tuyệt người a. Đại trưởng lão nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt toàn là vừa lòng thần sắc, nếu Đường thị cũng có thể ra như vậy một người tuổi trẻ người, hắn liền đặc biệt vui mừng. Trương Huyền tiêu hóa một chút đại trưởng lão nói đồ vật, lại hỏi, đại trưởng lão, người nói tán linh trận, là thứ gì? Chẳng lẽ, trong thiên địa thực sự có trận pháp vừa nói? Trương Huyền trước kia, đã từng xem qua một ít trận pháp thư tịch, nhưng thấy mặt trên viết đồ vật, đều quá mức khoa trương, từng có một thiên nói, bày ra trận pháp, nhưng làm trận nội người vô pháp phân rõ phương hướng, loại này cách nói, Trương Huyền tự thân là phi thường không tin, nhưng hôm nay, lại nghe đại trưởng lão nhắc tới trận pháp. Hơn nữa một cái trận pháp, là có thể phóng thích linh thạch nội năng lượng, hay là trận pháp thứ này, thật sự tồn tại. Đối mặt Trương Huyền vấn đề này, đại trưởng lão lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, ta cũng không biết, mỗi cái thị tộc, sở có được trận pháp, chỉ có tán linh trận, này trận pháp là như thế nào hình thành, lại có vô mặt khác trận pháp, ta cũng trả lời không lên. Trương Huyền nghe được đại trưởng lão nói như vậy, có chút tiếc nuối, nếu trận pháp vừa nói, là thật sự lời nói, kia thế giới này, thật sự là quá xuất sắc. Đại trưởng lão, ta có thể xem hạ cái kia tán linh trận sao? Trương Huyền hỏi. Đương nhiên, Trương Tiểu Hữu, bên này thỉnh. Đại trưởng lão vì Trương Huyền dẫn đường. Trương Huyền bản thân cho rằng, này tán linh trận, cũng sẽ giống Đường thì kia bổn công pháp giống nhau, giấu ở ẩn nấp chỗ, nhưng không nghĩ tới, này trận pháp, liền ở trong cốc, hơn nữa chính mình đã qua lại trải qua hơn biến. Đại trưởng lão mang Trương Huyền tới địa phương, đúng là cái kia sỏ xuyên qua đường ra cốc hai bên sơn cốc. Đại trưởng lão đứng ở một mặt vách núi trước, ngẩng đầu, Trương Tiểu Hữu, ngươi thả xem, này phía trên 12 mễ chỗ, chính là tán linh trận. Trương Huyền theo đại trưởng lão ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trên, có một cái loại nhỏ thạch bàn, này thạch bàn bất quá chậu rửa mặt lớn nhỏ, phía trên có khắc hoa văn. Đây là tán linh trận, Trương Huyền vốn tưởng rằng, tán linh trận như thế nào cũng là cái loại này siêu đại, khắc vào trên mặt đất, có thể làm rất nhiều người cùng nhau đứng ở bên trong, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy một cái tiểu thạch bàn. Đúng vậy, đây là tán linh trận. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lấy ra linh thạch, cả người dùng sức hướng về phía trước nhảy. Nếu nói, Trương Huyền nhảy lên nháy mắt, giống như là một quả bắn nhanh mà ra đạn pháo cuồng bạo. Như vậy đại trưởng lão nhảy lên khi, giống như là một con chim bay. Cho người ta một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, trường bào ném động gian, đại trưởng lão cũng đã đi tới 12 mễ cao không trung, đem trong tay linh thạch, nhắm ngay phía trên thạch bàn, nhẹ nhàng đè xuống. Ở linh thạch cùng thạch bàn tiếp xúc nháy mắt, Trương Huyền liền cảm giác được, một cổ gió nhẹ từ chính mình bên cạnh thổi qua, này gió nhẹ không phải đến từ ngoài cốc, mà là ở chính mình trước người hình thành, gió nhẹ sở phất phương hướng, chính là trên vách núi đá phương cái kia thạch bàn. Đại trưởng lão tự phía trên rơi xuống, hắn tuy mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng thân thể lại bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Trương Tiểu Hữu, này, liền làm cho cả sơn cốc, đều sẽ tràn ngập linh khí. Trương Huyền cảm thụ được bên người gió nhẹ, quả nhiên cùng thường lui tới có chút không giống nhau, này trong gió, mang theo một cổ nói không rõ cảm giác. Bình thường tới nói, một người đón gió nói, hắn hô hấp sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô luận lớn nhỏ, nhưng hiện tại, Trương Huyền ở đối mặt này gió nhẹ khi, hô hấp chẳng những không có đã chịu một chút ảnh hưởng, ngược lại còn càng thêm lưu loát, hít sâu một chút, phảng phất cả người lỗ chân lông đều mở ra. Đây là, linh khí. Trương Huyền mới vừa cảm khái một tiếng, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, hắn vội vàng duỗi tay chiều trên đầu đỡ đi, bởi vì hắn cảm giác được, trên đầu kia đóa hoa sen, giờ phút này đang ở phát sinh biến hóa. Từ Trương Huyền bên cạnh phất quá gió nhẹ, đang ở theo Trương Huyền đỉnh đầu tụ tập mà đi, thật giống như, trên đầu này đóa hoa sen, đang ở tham lam đều hút trong không khí linh khí, mà theo linh khí tụ tập, Trương Huyền có thể rõ ràng phát hiện, này hoa sen, đang ở trở nên rắn chắc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Huyền trong lòng kinh hãi, hoa sen xuất hiện, cùng với hiện tại đã phát sinh sự, đều vượt qua hắn nhận chi. Chương 576 sát ý. Trương Huyền theo bản năng nhìn mắt bên cạnh đại trưởng lão, kết quả phát hiện, đại trưởng lão căn bản là không chú ý tới hắn bên này sinh ra biến hóa, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu phương, trong mắt có nước mắt lập lòe. Trương Huyền đại khái có thể minh bạch đại trưởng lão giờ phút này tâm cảnh, một cái truyền thừa xa xăm thị tộc, ở sắp xuống dốc hết sức, nghênh đón chuyển cơ, loại cảm giác này, liền cùng khốn cùng thất vọng thời điểm chúng cuối cùng giống nhau.
trong cốc phong là gió nhẹ, nhưng lại ở người trong lòng, nhấc lên sóng lớn. Theo thời gian trôi qua, này gió nhẹ dần dần lan tràn toàn cốc, trong cốc người, hoặc nhiều hoặc ít, đều bắt đầu chiều bên này tụ tập, bọn họ mỗi người trong lòng, đều đã có suy đoán, có thể nhìn thấy, phàm là đi đến nơi này người, bước chân đều không khỏi thả chậm, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Có người thậm chí trực tiếp khoanh chân cố định, bắt đầu tham lam hô hấp. Bên trong sơn cốc người, tụ tập càng ngày càng nhiều, này tuyệt đối là, đường ra cốc giữa, quan trọng nhất một sự kiện. Không có người có dư thừa nói, mọi người đều có một loại không tiếng động ăn ý, đi tới, ngồi xếp bằng. Trương Huyền đồng dạng ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống dưới, hắn bản nhân đối cái này linh khí cảm giác, trừ bỏ hô hấp thời điểm sẽ cảm giác thoải mái bên ngoài, liền không khác biến hóa, chủ yếu là đỉnh đầu hoa sen. Hiện tại này đóa hoa sen, đối Trương Huyền tới nói, đó chính là một cái siêu đại phiền toái, một ngày không giải quyết, hắn một ngày ngủ đều không yên phận. Trương Huyền liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ này, hắn khoảng cách tán linh trận vị trí gần nhất, được đến chỗ tốt cũng là tương đối nhiều nhất. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, đỉnh đầu hoa sen, càng ngày càng ngưng thật, hắn chuyên môn rung đùi đắc ý một phen, động tác như vậy, đối hoa sen đã không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thời gian liền tại như vậy một phút một giây thời gian giữa qua đi, linh thạch nội phát ra linh khí, có một loại tĩnh tâm tác dụng. Trương Huyền đôi mắt dần dần nhắm lại, hô hấp cũng trở nên bằng phẳng lên. Gió nhẹ phất quá một tia lạnh lẽo, Trương Huyền run lập cập, đôi mắt mở, lại phát hiện trước mắt đã một mảnh đen nhánh, bất chi bất giác chung, thế nhưng đã tới rồi buổi tối. Không chung một vòng minh nguyệt cao quải, xuyên thấu qua sơn cốc, chỉ có thể nhìn đến một cái đuôi, nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong cốc người, đại bộ phận đã rời đi, chỉ còn top 5 top 3 còn ngồi ở chỗ này, nỗ lực tu hành. Buồn tẻ ngồi xếp bằng, đối rất nhiều người tới nói, sợ ở liệt dương hạ huấn luyện còn muốn khó chịu. Trương Huyền cảm thụ một chút trên đầu hoa sen, đã so lúc trước vững chắc rất nhiều. Trương Huyền đứng dậy, thời gian dài ngồi xếp bằng, làm hắn hai chân có chút tê dại, run run chân, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe nói một trận phá tiếng gió từ bên cạnh mà đến. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, thân thể cơ bắp phản xạ có điều kiện một cái lật nghiêng, đương hắn một cái lật nghiêng sau khi rời khỏi đây, lại xem chính mình vừa mới sở trạm địa phương, đang cắm tam căn nỏ tiễn, đầu vai sắc bén, trực tiếp chát xuyên mặt đất. Trương Huyền mày nhăn lại, chiều mũi tên nhọn bay tới địa phương nhìn lại, liền thấy tên kia hồng sam nam nhân, liền đứng ở khoảng cách chính mình trước người cách đó không xa, ở hồng sam nam nhân bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nữ nhân, cùng với một nam nhân trung niên, này đi theo hồng sam nam nhân bên người hai người, Trương Huyền ngày hôm qua đều ở trên bàn cơm gặp qua, tất cả đều là đường thị cao tầng. Giờ phút này, này ba người, mỗi người trong tay đều kiềm giữ một tay nỏ, kia tam chi nỏ tiễn, chính là xuất từ này ba người tay. Vận khí khá tốt, lại vãn tỉnh lại một giây, đầu của ngươi liền phải bị đinh trên mặt đất. Hồng sam nam nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, cười lạnh nói. Trương Huyền từ trên mặt đất bò lên, nhăn chặt mày nhìn ba người, trầm giọng nói, đây là các ngươi ba người ý tứ, vẫn là đường thị ý tứ. Có khác nhau sao? Hồng sam nam nhân không sao cả cười cười, ta ý tứ, chính là đường thị ý tứ. Nghe được hồng sam nam nhân nói, Trương Huyền yên tâm không ít, này chỉ cần không phải đường thị ý tứ, vậy là tốt rồi làm, hắn đảo không sợ cùng đường thị khởi xung đột, sợ chính là, làm lần này hợp tác ngâm nước nóng, rốt cuộc chính mình phía sau còn có một cái quang minh đảo muốn lớn mạnh. Trương Huyền hướng hồng sam nam nhân khẽ cười một tiếng, theo ta được biết, ngươi không phải tộc trưởng đi. Yên tâm, lập tức là được. Hồng sam nam nhân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa chiều Trương Huyền bắn ra một chi mũi tên nhọn. Đối mặt này chi mũi tên nhọn, Trương Huyền căn bản không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là hơi hơi lắc mình liền tránh thoát. Các ngươi ba cái phế vật, cho rằng các ngươi là đối thủ của ta. Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay, hắn cố ý nói chuyện kéo dài thời gian, chính là tưởng sấn cơ hội này, hiểu biết một chút đỉnh đầu này hoa sen thừa nhận lực. Một cái mới vào ngự khí tiểu bối, không cần quá cuồng vọng. Kia trung niên nữ nhân hét lớn một tiếng, từ sau eo rút ra hai thanh loan đao, bỗng nhiên chiều Trương Huyền vọt tới. Loan đao ở trong đêm đen mang theo hàn mang. Nhìn đối phương vọt tới, Trương Huyền song quyền nhắc tới, liền vừa mới kia một hồi cơ hội, hắn đã xác định, đỉnh đầu này hoa sen, ít nhất có thể thừa nhận chính mình hiện tại năm thành lực, nếu nói như vậy, kia mặt sau sự liền hảo thuyết. Đừng nói năm thành lực, chỉ cần bốn thành, liền cũng đủ thu thập trước mặt này ba người. Đừng nhìn ở tuổi thượng,
này ba người muốn đại Trương Huyền không ít, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm, Trương Huyền từ Thây Sơn biển máu chung giết ra tới, này ba người thêm lên, thúc ngựa cũng không đuổi kịp Trương Huyền. Trương Huyền một quyền oanh ở trung niên nữ nhân chém ra đao trên mặt, trung niên nữ nhân bước chân liên tiếp lui, chỉ cảm thấy đôi tay tê dại, nàng hướng một bên quát, không cần nhìn, cùng nhau bắt lấy hắn. Đương nhiên, một khắc danh trung niên nam nhân từ bên hông rút ra một phen tế kiếm, từ một cái khác phương hướng vào tới. Hồng sam nam nhân tắc cầm trong tay đại đao, ba người thành tam giác cùng đánh chi thế, đồng thời sát hướng Trương Huyền. Đối mặt ba người thế công, Trương Huyền căn bản không sợ, lấy xong quyền đối phó với địch. Bốn người chi gian, đảo mắt đã vượt qua mười mấy chiêu, Trương Huyền lấy một địch tam, ngược lại chiếm thượng phong. Cái này làm cho ba người trong lòng có chút phát lạnh, bọn họ biết Trương Huyền đã ngự khí, nhưng như cũ xem thường hắn. Hồng sam nam nhân đột nhiên phất tay, trực tiếp xái ra một phen bột phấn. Trương Huyền phản ứng cực nhanh, ở hồng sam nam nhân xái ra bột phấn nháy mắt liền bế khí lui về phía sau. Ngươi cho rằng trốn đến rất sao? Hồng sam nam nhân cười lạnh một tiếng, căn bản là không để bụng Trương Huyền động tác. Trương Huyền rời khỏi hồng sam nam nhân xái ra bột phấn phạm vi, trong lòng cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện, này hồng sam nam nhân xái ra bột phấn giữa, không có chút nào độc tính, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Lúc này, hồng sam nam nhân ba người lại lần nữa chiều Trương Huyền đánh tới, Trương Huyền đối phó với địch. Lại là mấy chiêu lúc sau, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, hắn rốt cuộc minh bạch, này hồng sam nam nhân xái ra bột phấn là làm gì, căn bản là không phải cái gì độc dược, mà là một loại có thể hạn chế khí đồ vật. Chính mình đánh ra một quyền, trong cơ thể khí hướng ra phía ngoài dâng lên đồng thời, như là gặp được nào đó trở ngại. Khí bị hạn chế, làm Trương Huyền phá lệ khó chịu. Công kích khí uy lực nhỏ hơn phân nửa, này không phải chính yếu, quan trọng nhất chính là, bởi vì khí bị hạn chế, hắn đỉnh đầu hoa sen, bắt đầu trở nên không ổn định lên. Chương 577 đêm tập. Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, giờ phút này tuyệt đối là đối hắn lớn nhất trở ngại, đột nhiên trở nên không ổn định lên, làm Trương Huyền ở chiến đấu giữa bó tay bó chân. Trước mặt này ba người, lại đều không phải kẻ yếu. Này dược vật có thể liên tục 3 phút thời gian, tiểu tử. Ngươi cho rằng, ngươi ở chúng ta thủ hạ, có thể căng quá 3 phút sao? Hồng sam nam nhân hướng Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ba người lại lần nữa múa may binh khí, chiều Trương Huyền bổ tới. Khí bị phong tỏa, làm Trương Huyền trên đầu hoa sen càng ngày càng không ổn định, đối mặt ba người tiến công, Trương Huyền thở dài, ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện. Trương Huyền đang nói những lời này thời điểm, cố ý quan sát một chút hồng sam nam nhân sắc mặt. Đương hắn phát hiện hồng sam nam nhân ánh mắt lộ ra một mạt ý động tới, trong lòng liền có phổ. Nói chuyện, tiểu tử, người cho rằng, người dựa vào cái gì cùng chúng ta nói chuyện. Hồng sam nam nhân trên mặt làm ra một bộ khinh thường, trên tay động tác lại là chậm không ít, nguyên bản sát chiêu, cũng bị hắn thu lên. Ta cũng không biết, Trương Huyền nhún vai, xem các người nghĩ muốn cái gì đi. Tiểu tử, thức thời liền đem công pháp giao ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Kia trung niên nữ nhân lớn tiếng nói. Trương Huyền trong lòng cười, những người này, quả nhiên không phải đơn thuần tìm chính mình trả thù, bọn họ hiện tại nếu có thể tìm được chính mình, kia tất nhiên là đã đi chính mình trụ địa phương lục soát qua. Trương Huyền cho tới nay, đều có cái thói quen, hắn vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ đem quan trọng đồ vật tìm một chỗ giấu đi, đại trưởng lão mượn cho hắn xem thêm kia bổn công pháp, cũng không ngoại lệ. Trương Huyền lắc lắc đầu, thực xin lỗi, kia công pháp. Ta tạm thời cũng đã quên đặt ở nào. Tiểu tử, người hắn sao chơi ta? Hồng sam nam nhân một chân chiều Trương Huyền trên người đá tới. Trương Huyền vì bảo vệ hoa sen, chỉ có thể ngạnh kháng này một chân. Đối phương một chân đá vào Trương Huyền bụng, làm Trương Huyền liên tục lui về phía sau vài bước. Ta làm thịt ngươi, một khắc danh trung niên nam nhân rút ra tế kiếm, chiều Trương Huyền trên người đâm tới. Trương Huyền nhìn đối phương trong tay tế kiếm khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Lại một chút né tránh ý tứ đều không có. Cuối cùng, mũi kiếm dừng lại ở Trương Huyền giữa mày trước không đến tam công phân đà. Cầm kiếm nam nhân trừng mắt Trương Huyền, có thể nhìn thấy, trên mặt hắn phi thường phẫn nộ, cánh tay không ngừng phát run, nhưng trong tay kiếm, lại không có một chút trước thứ ý tứ. Trương Huyền ở đối phương xuất kiếm thời điểm, liền có 100% nắm chắc, đối phương cũng không sẽ hiện tại liền đối chính mình làm cái gì. Tiểu tử, người thực hảo, ta hy vọng. Người ngày mai còn có thể như vậy mạnh miệng. Hồng sam nam nhân thở phào một hơi,
thấy Trương Huyền không muốn nói, không có lại cùng Trương Huyền nhiều dây dưa, từ y trung móc ra một cây dây thừng, trực tiếp đi lên tới đem Trương Huyền trói chặt. Trương Huyền bận tâm đến hoa sen, căn bản không có làm bất luận cái gì chống cự, tùy ý đối phương đem chính mình buộc chặt, đưa tới một chỗ trên vách núi. Vách núi có một huyệt động, bên trong không gian không lớn, huyệt động trên vách đá buộc bốn căn cánh tay thô xiềng xích, Trương Huyền bị đưa tới nơi này sau, bị hồng sam nam nhân đem tứ chi bó ở xiềng xích thượng. Tiểu tử, ta ngày mai, lại bồi ngươi hảo hảo chơi. Hồng sam nam nhân lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói, đi ra huyệt động, ngay sau đó thúc đẩy một khối cự thạch, đem huyệt động phong kín. Trương Huyền bị xích sắt buộc chặt, hắn thử một chút, này xích sắt đặc biệt kiên cố, bằng vào hiện tại chính mình muốn tránh thoát, không khác người si nói mộng, hết thảy, chỉ có thể chờ hoa sen hoàn toàn ngưng thật lại nói. 3 phút thời gian đã qua, hoa sen lại lần nữa bắt đầu hấp thu trong thiên địa linh khí, dần dần trở nên ngưng thật, đây là một cái ngắn ngủi dài dòng quá trình, Trương Huyền trừ bỏ lo lắng xuông bên ngoài, không có một chút biện pháp. Thạch động ngoại, kia trung niên nữ nhân cùng cầm trong tay tế kiếm trung niên nam nhân, đồng loạt nhìn về phía hồng sam nam nhân. Nhị ca, kế tiếp như thế nào làm? Tế kiếm nam nhân mở miệng nói. Chờ, hồng sam nam nhân ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Chờ, chờ cái gì? Trung niên nữ nhân khó hiểu hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết, hồng sam nam nhân khoanh tay đứng ở bên vách núi, liền như vậy nhìn không trung. Ban đêm thực tĩnh, điểu côn trùng kêu vang kêu, một đóa mây đen bay tới, che khuất ánh trăng, làm đường ra cốc trở nên một mảnh đen nhánh. Trong giây lát, một mạt ánh sáng từ sơn cốc phía trên chiếu xuống tới, này ánh sáng tới đột nhiên, làm trung niên nữ nhân cùng tế kiếm nam nhân đều không khỏi nheo lại đôi mắt. Tới, hồng sam nam nhân đồng tử một ngưng. Một trận mãnh liệt dòng khí thanh, truyền tới ba người trong tai, này ánh sáng cuối, là một trận phi cơ trực thăng. Không, là che trời lấp đất phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng từ hẻm núi phía trên chậm rãi rớt xuống, có thể nhìn đến, mỗi một trận phi cơ trực thăng thượng đều mang theo một quả pháo quản, tản ra túc sát chi ý. Trung niên nữ nhân cùng tế kiếm nam nhân mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn. Theo này đó phi cơ trực thăng rớt xuống, một đạo lại một đạo bóng người, thông qua dây thừng từ phi cơ trực thăng phía trên trượt xuống, rơi vào trong cốc. Một người thân xuyên áo xanh, mặt bộ bị bỏng nam nhân đi thuốc đàng trước phương. Những cái đó từ phi cơ trực thăng thượng rơi xuống người, trên mặt tất cả đều mang màu trắng mặt nạ không có ngũ quan, cho người ta một loại phá lệ quỷ dị cảm giác. Hồng sam nam nhân từ trên vách núi thả người nhảy, rơi xuống mặt đất, đi vào tên kia áo xanh nam nhân trước người, các ngươi cuối cùng tới. Linh thạch đâu, áo xanh nam nhân xem cũng chưa xem hồng sam nam nhân liếc mắt một cái, trực tiếp ra tiếng hỏi. Ở kia, hồng sam nam nhân theo trong cốc vách núi duỗi tay một lóng tay. Bất quá người muốn còn lại đồ vật, đến chính mình đi lấy, người đừng quên người đáp ứng chuyện của ta. Áo xanh nam nhân khóe miệng một liệt, đương nhiên, đây là chúng ta giao dịch, không phải sao, linh thạch cùng chung, người đường thị tộc trưởng, ta muốn này ám khí cùng độc dược bí tịch. Bóng đêm rất sâu, đại bộ phận đường ra người còn ở ngủ say giữa, ai cũng không biết, ở đường ra cốc bầu trời đêm, có hạng nhất sẽ điên đảo toàn bộ đường thị giao dịch, đang ở tiến hành. Đường ra bảo nội. Đại trưởng lão từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác, hắn đi xuống giường, đẩy ra cửa phòng, liền thấy cách đó không xa bầu trời đêm, đang sáng vô số ánh đèn. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, vừa muốn có động tác, liền cảm giác một cổ khí lãng thổi quét mà đến, một cái đạn pháo, ở đường ra bảo trước cửa nổ vang. Oanh! Một tiếng vang lớn, ánh lửa tận trời, đánh vỡ đường ra cốc bầu trời đêm yên lặng. Còn đang trong giấc mộng đường ra người thống nhất đứng dậy, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng, chính là nghi hoặc đã xảy ra cái gì. Đứng ở trong sơn cốc áo xanh nam nhân nhìn quét một vòng, thanh âm hờ hững mở miệng, sát. Theo áo xanh nam nhân ra lệnh một tiếng, những cái đó mang màu trắng mặt nạ người, tất cả đều chiều bốn phía trên vách núi đá phòng ốc chung sát đi. Các ngươi là ai, làm gì? À, một người lời nói còn chưa nói xong, liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Địch tập, địch, người tới a. Trong lúc nhất thời, đường ra trong cốc tràn ngập đủ loại tiếng gào. Ở đường thị con cháu tiếng gào chung, những cái đó mang màu trắng mặt nạ người không rên một tiếng, múa may trong tay dao mổ, mang đi một cái lại một cái sinh mệnh. Là ai? Đường tin khoác một kiện trường bào, vừa mới kia cái rơi xuống đạn pháo, phá hủy đường ra bảo tường vây, bụi mù tràn ngập. Chương 578 đường thị muốn tiêu diệt.
phản kích, Đường Gia Cốc trên vách núi đá, thật lớn nỏ tiễn bắt đầu công tác, không trung kia xoay quanh phi cơ trực thăng, bị một mũi tên bắn thủng, tạp dừng ở mà, nổ mạnh ra tiếng. Vô số dày đặc mũi tên chi từ vách núi trung bắn nhanh mà ra. Đường Gia trong cốc, nơi trốn đều là cơ quan. Trên bầu trời phi cơ trực thăng bắt đầu phụt lên ngọn lửa. Áo xanh nam nhân chậm rãi chiều Đường Gia Bảo đi đến, một ít đường thì con cháu nhìn đến hắn, hô to chiều hắn vào tới, còn không tới trước mặt hắn, thật giống như bị hư không bắt được ít hầu, bị người ném phi. Áo xanh nam nhân khóe môi treo lên lạnh nhạt tươi cười, không thú vị a, Đường thị là nhất không thú vị địa phương, quá yếu, còn không có Quang Minh đảo một nửa hảo chơi. Đường thị đại trưởng lão từ cho bụi chung bò lên, hắn tốc độ cực nhanh, nhảy ra Đường Gia Bảo, vừa định đối trên bầu trời phi cơ trực thăng động thủ, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Đối thủ của ngươi tại đây đâu, lão nhân, nhưng đừng phân tâm a. Áo xanh nam nhân xuất hiện ở đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lão nhìn đến áo xanh nam nhân, đồng tử một ngưng, ngự khí cảnh. Ở Đường Gia Cốc một chỗ vách núi huyệt động nội, Trương Huyền có thể nghe được huyệt động ngoại động tĩnh thanh, nhưng có khối cự thạch tre ở cửa động, làm hắn căn bản nhìn không tới đã xảy ra cái gì. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, theo thời gian trôi qua, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, càng ngày càng ngưng thật. Này chú định là cái không miên ban đêm. Cùng ngày hơi lượng, trong cốc tiếng gầm rú, hoàn toàn ngừng lại, nguyên bản sẽ ở rạng sáng đánh minh gà trống, hôm nay cũng không có thanh âm. Toàn bộ Đường Gia Cốc, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm một mảnh, trong cốc tràn ngập thi thể, có Đường Gia con cháu, cũng có này đàn kẻ xâm lấn. Những cái đó dựa vào vách núi kiến thành phòng ốc, giờ phút này tất cả đều biến thành phế tích, toàn bộ Đường Gia Bảo, cũng hoàn toàn hủy trong một sớm, vô số phi cơ hài cốt dừng ở Đường Gia Bảo phế tích thượng, chứng minh tối hôm qua thảm thiết. Trên vách núi đá có cự thạch nện xuống, kia mãnh liệt chiến đấu, thiếu chút nữa làm hai bên vách núi đều sụp xuống. Nguyên Đường Gia Bảo trước cửa diễn võ đài thượng, giờ phút này tụ tập gần 300 danh Đường Gia người, đây cũng là Đường thị hiện tại còn sót lại người, mỗi người, đều là mặt xám mày cho. Dẫn dắt Trương Huyền tới đây Đường Tin, giờ phút này đã lâm vào hôn mê, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng nhiễm huyết. Đường Tư cũng trên mặt toàn là cho bụi, trên cổ có rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương. Đường thị tộc trưởng Đường Hoa, càng là cắt đứt một tay, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, hiện tại còn có thể tại này, toàn dựa một hơi cường trống. Đại trưởng lão khoanh chân ngồi dưới đất, trước người toàn là huyết vẩy, đang ở nỗ lực khôi phục. Nhị trưởng lão một đôi tay đã biến thành màu đen, làm xong đại liều thuốc độc dược, đã vượt qua nàng thừa nhận cực hạn. Còn có một người lão giả, giờ phút này hai tay vô lực rũ xuống, đây là Đường thị tam trưởng lão, chuyên môn nghiên cứu cơ quan ám khí, giờ phút này hai tay đã phế bỏ. Đường thị mọi người, mỗi người trên mặt, đều mang theo bi thương chi sắc, bọn họ nhìn trước mặt người. Nhị thúc, vì cái gì? Một người trẻ tuổi khó hiểu gào giống nói. Được xưng là nhị thúc người, chính là Đường thị tên kia hồng sam nam nhân. Hồng sam nam nhân khóe môi treo lên một mạt cười lạnh, được làm vua thua làm giặc, Đường thị ở này đó phế vật trong tay, sớm muộn gì đều phải xuống dốc, chỉ bằng để cho ta tới phát dương quang đại. Nghiệp chướng, nhị trưởng lão phát ra khàn khàn thanh âm, người đây là ở hủy hoại Đường thị. Hủy liền hủy, thì tính sao? Hồng sam nam nhân vẻ mặt khinh thường, hôm qua con ta thân bị trọng thương, các người này đó sợ đầu sợ đuôi hạng người, cam nguyện nhìn con ta chịu khổ, cũng không cho kia người từ ngoài đến một chút giáo huấn, liền loại này Đường thị, hủy hoại cũng thế. Trương Tiểu Hữu, hắn hiện tại như thế nào? Nhị trưởng lão trong lòng giật mình, tối hôm qua chuyện lớn như vậy, nàng đều đem Trương Huyền cấp đã quên. Hắn, đã đang đợi đã chết. Hồng sam nam nhân khinh thường cười. Ngồi xếp bằng ở kia đại trưởng lão chậm rãi trợn mắt, ta Đường thị lịch sử đã lâu, không hỏi chính ta, lại không nghĩ rằng, hôm nay phát sinh như vậy sự. Bảo không được Trương Tiểu Hữu bình an, ta Đường thị trăm năm danh dự, hủy trong một sớm. Lão gia hỏa, ít nói vô nghĩa, ta hỏi ngươi, đồ vật ở đâu? Hồng sam nam nhân một bước tiến lên, nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nếu Đường thị đã hủy, khiến cho kia đồ vật, đi theo Đường thị cùng nhau hủy diệt đi. Bang, hồng sam nam nhân một cái tát chịu đến đại trưởng lão trên mặt, lão đông tây, đừng cùng ta chơi đa dạng. Hồng sam nam nhân này một cái tát, cấp Đường thị mọi người, đều đánh một ngốc. Ta giết ngươi, Đường Hoa hai mắt màu đỏ tươi, hô to một tiếng, chiều hồng sam nam nhân vào tới. Còn không có vào tới phụ cận, đã bị hồng sam nam nhân một chân đá văng.
ngươi là cái thứ gì, ta sớm nói, buộc điều cẩu, đều so làm ngươi đương tộc trưởng cường. Hồng Sam nam nhân một ngụm đàm phun đến trên mặt đất. Được rồi, đứng ở một bên áo xanh nam nhân có chút không kiên nhẫn mở miệng, các ngươi gia tộc sự tình, các ngươi chính mình nói, đem đồ vật cho ta. Lập tức, Hồng Sam nam nhân lên tiếng, theo sau lại đối đại trưởng lão mở miệng, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đồ vật cho ta, bằng không, ta hiện tại khiến cho người đi bảo Đường thị phần mộ tổ tiên. Ngươi, chẳng sợ bị Hồng Sam nam nhân trừ một cái tát đều sắc mặt đạm nhiên đại trưởng lão, giờ phút này thần sắc mãnh biến. Vô luận làm nào một thế hệ người, đối nhà mình tổ tiên, đều là đặc biệt kính trọng, đặc biệt là Đường thị loại này thị tộc, từ xưa truyền thừa không ngừng, càng là coi trọng điểm này. Không cần hoài nghi lời nói của ta, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, là lưu trữ kia đồ vật, vẫn là muốn phần mộ tổ tiên. Hồng Sam nam nhân lại lần nữa ra tiếng. Xúc sinh a, Đường thị tam trưởng lão mở miệng, không được lắc đầu, chúng ta Đường thị, nuôi lớn một cái xúc sinh. Hồng Sam nam nhân hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, kẻ yếu luôn là có rất nhiều lấy cớ. Đồ vật ở đâu? Đại trưởng lão trên mặt, toàn là bi ai. Tại đây diễn võ đài thượng Đường ra người, cũng đều là như thế, có một số người, giờ phút này nội tâm, đều có điểm không thể tin được đây là thật sự, đêm qua, hết thảy đều còn hảo hảo, đại gia còn rào rạt ở trong cốc tràn ngập linh khí vui sướng chung, ảo tưởng Đường thị quật khởi kia một ngày. Nhưng lúc này mới một đêm thời gian, bọn họ hy vọng liền hoàn toàn tan biến, hết thảy, cũng chưa. Đồ vật, đại trưởng lão gương mặt, phảng phất nháy mắt già nua đi xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia phiến Đường ra bảo phế tích, vừa muốn mở miệng, một trận vang lớn, từ một bên trên vách núi đá truyền đến. Một khối cự thạch từ trên vách núi đá trực tiếp bạo liệt mở ra. Nhìn đến này vách núi bạo liệt, Hồng Sam nam nhân sắc mặt biến đổi, từ tối hôm qua liền đi theo hắn phía sau chung nữ nhân, cùng với tế kiếm người nọ, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía kia chỗ vách núi. Không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Hai người trong mắt đều mang theo không dám tin tưởng, tối hôm qua bọn họ buộc chặt Trương Huyền xích sắt, chính là huyền thiết chế thành, cứng rắn vô cùng, căn bản vô pháp tránh thoát, hắn là như thế nào làm được. Đột nhiên phát sinh bạo liệt thanh, làm bên trong sơn cốc mọi người, mặc kệ là Đường ra người, vẫn là áo xanh nam nhân mang đến người, tất cả đều chiều bên kia nhìn lại. Trương Huyền đong đưa cổ, chậm rãi đi đến cửa động, kia làm hắn bó tay bó chân hai ngày hoa sen, rốt cuộc, biến mất. Chương 579 ta yêu cầu chạy sao? Một đêm thời gian, làm Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen tự nhiên mà vậy tản mất, này đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng biến mất, Trương Huyền thử một chút, chỉ cần hắn hiện tại cả người cơ bắp cùng nhau phát lực, kia hoa sen liền sẽ một lần nữa hiện lên đỉnh đầu phía trên, bất đồng với phía trước trồng trọt ở trên đầu, mà là phiêu phù ở trên đầu không 30cm chỗ, một mảnh khí mạc sẽ từ hoa sen giữa tưới xuống, bảo vệ Trương Huyền toàn thân. Trương Huyền giờ phút này đứng bên vách núi, nhìn phía dưới, hắn rốt cuộc biết, tối hôm qua những cái đó mãnh liệt bạo phá thanh là chuyện như thế nào, khó trách Hồng Sam nam nhân sẽ to gan như vậy đối chính mình động thủ, hắn sớm có dự mưu, muốn điên đảo Đường thị. Trương Tiểu Hữu, đại trưởng lão đám người nhìn đến Trương Huyền xuất hiện, kinh hô một tiếng. Trương Huyền tự nhai thượng nhẹ nhàng nhảy, rơi trên mặt đất, hoa sen biến mất, làm hắn cả người đều nhẹ nhàng. Trương Huyền này nhảy giống như chim bay, trực tiếp rơi xuống diễn võ đài trước cách đó không xa. Trương Tiểu Hữu, mau rời đi nơi này. Đại trưởng lão hô to một tiếng, đây là Đường thị sự tình, hắn thật sự không nghĩ liên lụy đến Trương Huyền, Đường thị trăm năm danh dự, không thể hủy trong một sớm. Muốn chạy, Hồng Sam nam nhân cười nhạo một tiếng, chạy rất sao? Ai nói ta muốn bỏ chạy? Trương Huyền nghiêng đầu, tò mò nhìn Hồng Sam nam nhân. Hồng Sam nam nhân mở ra hai tay, phát ra cười lạnh, ha ha, chẳng lẽ, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một cái nho nhỏ ngự khí cảnh, còn có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng. Hồng Sam nam nhân phía sau, còn phi mấy chục giá phi cơ trực thăng, chung quanh mấy trăm mặt mang màu trắng mặt nạ người, mỗi một người trên tay binh khí, đều dính đầy máu tươi. Hồng Sam nam nhân trên mặt, là tuyệt đối tự tin. Diễn võ đài thượng những cái đó Đường ra con cháu, toàn lắc lắc đầu, chẳng sợ Trương Huyền là thần. Hắn cũng không có khả năng, lấy sức của một người, xoay chuyển thế cục. Tiểu tử, chính mình làm ra lựa chọn đi, là đem đồ vật giao ra đây, vẫn là làm ta phế đi ngươi, lại chậm rãi hỏi. Hồng Sam nam nhân ánh mắt lập lòe hàn ý, bằng không ngươi cho rằng ngươi một người, có thể làm cái gì.
hắn cũng không phải là một người. Đứng ở hồng sam nam nhân cách đó không xa áo xanh nam nhân đột nhiên ra tiếng. Hồng sam nam nhân mãnh vừa quay đầu lại, khó hiểu nhìn áo xanh nam nhân. Áo xanh nam nhân hai bước tiến lên, hắn bị bỏng mặt trực diện Trương Huyền, địa ngục quân vương các hạ, ta tưởng, người của ngươi, hẳn là liền ở cách đó không xa đi. Địa ngục quân vương, có ý tứ gì? Áo xanh nam nhân đối Trương Huyền xưng hô, làm hồng sam nam nhân khó hiểu. Diễn võ đài thượng đại trưởng lão, thì tại áo xanh nam nhân mở miệng khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, địa ngục quân vương, chẳng lẽ hắn là... Đại trưởng lão trong lòng ý tưởng mới ra, liền nghe Trương Huyền phát ra một tiếng thét dài. Tiếng huyết gió thẳng đến phía chân trời mà đi, tràn ngập cường đại xuyên thấu lực, làm người có loại màng tai sinh đau cảm giác, một ít thực lực kém đường thị con cháu, không tự giác duỗi tay che lại lỗ tai. Theo này tiếng huyết gió, một đạo trắng tinh thân ảnh, từ hẻm núi phía trên xuất hiện, đó là áo dài phiêu khởi, giống như cửu thiên huyền nữ giống nhau, mang một mạt lụa trắng, từ không trung rơi xuống. Trương Huyền nhìn về phía không trung này đạo thân ảnh, không phải tương lai, lại là người nào. Trong tương lai phía sau, vô số điểm đen tụ tập, như tương lai giống nhau, từ không trung bay tới, bọn họ trên người lướt đi y, có thể cho bọn họ tự do xuyên qua ở hẻm núi giữa, này đó điểm đen, không dưới ngàn. Ở này đó điểm đen còn không có rơi xuống đất là lúc, bọn họ liền phun ra ngọn lửa, thẳng đến trong cốc những cái đó mang màu trắng mặt nạ người mà đi, hai bên giao chiến, sinh tử chi cục. Không cần có quá nhiều vô nghĩa. Tương lai phía sau, bốn căn pháo quản kéo dài ra tới, đồng thời khai hỏa, ánh lửa chạy về phía bốn cái bất đồng phương vị, trực tiếp oanh hạ bốn giá xoay quanh phi cơ trực thăng. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Ánh lửa tận trời, làm người cảm giác được một cổ nóng bức ở trong cốc lan tràn. Địa ngục quân vương, không biết, hôm nay người còn có hay không cái loại này dược tề. Áo xanh nam nhân khóe miệng một liệt, nhằm phía Trương Huyền. Thượng một lần, Trương Huyền ăn vào dược tề, trở nên cường đại, làm áo xanh nam nhân không địch lại, hắn không cho rằng, Trương Huyền còn sẽ có được như vậy dược tề, có thể làm người ở trong nháy mắt trở nên như vậy cường đại đồ vật, tác dụng phụ tất nhiên cực đại, thả cái loại này khủng bố dược tề, cũng không phải nói có thể tùy ý sinh sản. Tể ngươi, không cần, Trương Huyền ánh mắt phát lạnh, ở áo xanh nam nhân vào tới chính mình trước mặt khi, bỗng nhiên ra tay, chỉ là một động tác đơn giản. Liền nhẹ nhàng bắt lấy áo xanh nam nhân yết hầu. Không có khả năng, áo xanh nam nhân đồng tử co rụt lại. Gần một cái đối mặt, chính mình đã bị địa ngục quân vương nắm yết hầu, cái này làm cho hắn có loại không chân thật cảm, khoảng cách thượng một lần hai người giao chiến, còn không đến một tháng thời gian, kia một lần, chính mình có thể nhẹ nhàng nghiền áp địa ngục quân vương, nhưng lần này, tại sao lại như vậy? Nói, tể ngươi, không cần, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, thượng một lần chính mình. Ở áo xanh nam nhân bùng nổ khí thời điểm, liền hắn động tác đều thấy không rõ, nhưng hiện tại, hắn ở chính mình trong mắt, chậm giống như một con ốc sên. Đại trưởng lão nhìn đến như vậy một màn, hít hà một hơi, hắn tối hôm qua là cùng áo xanh nam nhân giao thủ quá, rất rõ ràng thực lực của đối phương, rất mạnh, ngay cả chính mình cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại, chỉ là một cái đối mặt, liền thua ở Trương Tiểu Hữu trong tay. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Trương Tiểu Hữu đều ở che giấu thực lực. Những cái đó đường thị con cháu, cũng đều không tự giác nuốt khẩu nước bọt, bọn họ tối hôm qua kiến thức tới rồi áo xanh nam nhân ra tay, kia tuyệt đối là ở đây cường đại nhất một người, nhưng căn bản không phải cái này Trương Huyền đối thủ, Trương Huyền, rốt cuộc rất mạnh. Hắn bất quá là cùng chính mình đồng lứa người A. Trương Huyền bắt lấy áo xanh nam nhân hầu kết tay dùng sức nhéo, theo cái này động tác, áo xanh nam nhân đồng tử một trận mãnh xúc, theo sau dần dần tan rã. Hắn cả người, cũng một chút liền trở nên sụi lơ xuống dưới. Một cái ngự khí cao thủ, ở một tháng trước còn làm Trương Huyền vô pháp địch nổi cao thủ, hiện giờ chỉ là đơn giản nhất chiêu, liền chết ở Trương Huyền thủ hạ, bị Trương Huyền tuyệt đối nghiền áp. Sao có thể, không có khả năng, hồng sam nam nhân chờ ba gã đường thị cao tầng, không tin lắc đầu, bọn họ tối hôm qua cùng Trương Huyền giao thủ, tuyệt đối không có như vậy mạnh mẽ mới đúng, tại sao lại như vậy? Trên bầu trời phi cơ trực thăng không ngừng nổ mạnh, tại đây hẻm núi địa hình giữa, phi cơ trực thăng tính cơ động cùng tự do tính, xa xa không có phi hành phục tới thật sự, tương lai chân dẫm ngọn lửa, tự do biến hóa thân hình, quang nàng một người, là có thể đem này đó phi cơ trực thăng hoàn toàn phá hủy. Vô số địa ngục hành giả hạ xuống mặt đất, bọn họ không có dư thừa vô nghĩa, rút ra sau thắt lưng lưỡi dao, chiều những cái đó mặt mang màu trắng mặt nạ người sát đi.
Trương Huyền tùy tay đem đã bị bóp gãy hết hầu áo xanh nam nhân ném tới một bên, mặt mang ý cười nhìn Hồng Sam nam nhân, ngươi cảm thấy, ta yêu cầu chạy sao? Hồng Sam nam nhân nhìn trước mặt Trương Huyền, trong lòng sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, ta giết ngươi. Hồng Sam nam nhân biết, chính mình không có đường lui, trừ bỏ liều mạng, không còn hắn pháp, nhưng ở thực lực thật lớn chênh lệch hạ, hắn lại liều mạng, cũng vô pháp xoay chuyển sự thật.